Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 35. Những người này, không ai ngoại lệ đều là cường giả thần vương đỉnh phong và bán thánh đỉnh phong, hàng đầu trong hàng đầu vân tiêu giới. Bây giờ đều chết hết, chết dưới tay Trần Đức. Giết bọn họ như giết gà. Trong bán kính vạn dặm, rất nhiều võ giả ngẩn người, đờ đẫn nhìn chằm chằm Trần Đức, trơ mắt nhìn từng cường giả hóa thành vũng máu, thần hồn tiêu tan. Cho đến thánh nhân thứ 56 mất mạng, Trần Đức mới dừng lại, đến trước ba người. Đệ ngũ vệ đông, Long Hải Thăng, Tạ Bình. Phập, phập, phập. Cùng lúc đó, ba người ngũ vệ đông, Long Hải Thăng, Tạ Bình quỳ xuống tạo chỗ. Trần Bát Hoang, cầu xin cậu, tha cho chúng. Tôi, Tạ Bình hoảng sợ nhất, kinh hãi nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh, không ngừng run lập cập, co giật, run rẩy. Trần Bát Hoang, tôi là lão tổ của cậu, luận huyết mạch, tôi là lão tổ của cậu, là người thân của cậu, cậu sẽ không giết tôi, đúng không? Sẽ không giết tôi đâu, đúng không? Đệ ngũ vệ đông khóc mếu máo, ông ta bị dọa sợ phát khóc, ôm chân Trần Đức, nhìn lên cầu xin Trần Đức. Long Hải Thăng lại không nói gì, chỉ biết dập đầu. Bành bành bành, một. Mỗi lần dập đầu xuống đều rất mạnh, máu thịt trên trán mơ hồ, cả khuôn mặt già méo mó. Tôi cũng muốn tha cho các ông, nếu khi các ông muốn giết tôi, muốn giết người thân, bạn bè, phụ nữ của tôi, muốn giết 80 triệu tướng sĩ Hoàng Triều Vô Cương, các ông khoan hồng một chút, cho đường lui, thì tỏi cũng có lý do để không giết các ông. Nhưng bây giờ, các ông có lý do gì để sống tiếp? Trần Đức cười lạnh lùng, nếu đối lại là ba người họ chiến thẳng, Trần Đức có thể sống không? Câu trả lời chỉ có một, không thể. Bọn họ không muốn cho Trần Đức sống. Trần Đức làm sao lại để họ sống? Mấy cầu thản nhiên tương đương với tuyên án tử hình. Trần Bát Hoang, cho dù có chết, lão phu cũng muốn đưa mày theo. Đột nhiên, khoang mắt đệ ngũ vệ đông đỏ bừng, hung dữ, khoảnh khắc đó, cơ thể ông ta bắt đầu bành trướng to lên, nguyên khí trong cơ thể điên. Cuồng tỏa xung quanh. Tự hủy. Ông ta muốn tự hủy. Uy lực của tự nổ đủ mạnh hơn cảnh giới bán thân ông ta gấp trăm lần. Là chiêu lấy mạng cuối cùng để khiến kẻ địch bị thương nặng hoặc giết chết kẻ địch khi võ giả đi đến đường cùng. Trần Bát Hoang, không muốn cho chúng tao sống, thì mày, và cả tất cả người Hoàng Triều Vô Cương chúng mày chết theo chúng tao đi. Tạ Bình cũng không xin tha, biết rõ phải chết, chết thì cũng phải chết có tôn nghiêm. Long Hải Thăng cũng vậy. Lập tức nguyên khí trong cơ thể ba thánh nhân bùng phát như cơn mưa bão, điên cuồng nổi lẻn, hư không xung quanh trở nên vô cùng náo động. Trong khe nứt hư không xuất hiện liên tiếp phù văn trật tự đại đạo, chưa bùng nổ, uy lực đáng sợ đã tràn ngập. Nếu mặc cho bọn họ tự hủy, với cảnh giới, thực lực của họ, e rằng cả Hoàng Triều Vô Cương, cả Bắc Hoang đều sẽ bị động đất, hủy diệt cùng bọn họ. Nhưng Trần Đức cũng không lo lắng chút nào, nhớn mày, ở trước mặt Trần Bát Hoang tôi, ngay cả tư cách tự hủy, các ông cũng không có. Tiếp đó một màn sáng hạ xuống bao trùm ba người ngay lập tức. Trong cơ thể ba người, nguyên khí vốn cuồn cuộn náo động không chịu sự điều khiến, lập tức lắng xuống, trở nên yên tĩnh, giống như con cừu ngoan ngoãn, không còn bất cứ động tĩnh nào. Một vầng sáng hiện lên bao trùm lấy cả ba người, xâm nhập vào tứ chi bách hải của đệ ngũ vệ đông, Long Hải Thăng, Tạ Bình, như dòng chảy nhỏ giọt dần hướng nguyên khí trong cơ thể bọn họ. Ba người đang muốn tự bạo lập tức trở nên yên tĩnh, bình thường lại. Mất đi hoàn toàn khả năng kiểm soát nguyên khí trong người và kim đan. Sao lại như thế được? Tạ Bình hết sức hoảng hốt, đòi mắt biến thành màu cho tàn, tuyệt vọng nhìn chằm chằm Trần Đức. Ừng ực. Long Hải Thăng nuốt một ngụm nước bọt, ông ta đã không thể nói nên lời được nữa, sâu trong lòng ông ta chỉ còn sự rung động và chấn động. Đệ ngũ vệ đông cũng hết sức hoảng sợ, ba người họ là những người mạnh nhất phân tiêu giới, đứng trước mặt Trần Bát Hoang. Cả việc tự bảo họ cũng không thể tự quyết định được. Nên biết rằng, dù là cao thủ thánh tố đỉnh phong cũng không thể ngăn cản ba người họ cùng tự bảo một lúc thế này. Nhưng mà Trần Bát Hoang lại có thể làm được. Chẳng lẽ, Trần Bát Hoang thật sự đã vượt xa thánh tổ rồi ư? Tính lại tuổi tác, anh chỉ mới hơn 20 mà. Thôi, hơn 20 tuổi mà đã đi hết con đường người khác phải mất mấy ngàn đến hơn vạn năm để đi. Cảnh giới thánh nhãn đỉnh phong. Thực lực lại vượt xa thánh tổ. Đây rốt cuộc là thứ yêu nghiệt gì mà lại mạnh đến mức không có điểm cuối như thế này.
Nếu không tận mắt nhìn thấy thì ai mà dám tin cơ chứ? Cậu, sốt của cậu đã mạnh đến mức nào? Rất lâu sau đó, môi đệ ngũ vệ đông run rẩy, hỏi với chất giọng trầm thấp. Trần Đức không trả lời câu hỏi của ông ta, mà chỉ nói, để cho các người chết như thế thì thoải mái quá, cậu tôi đã bị các người tra tấn, cộng thêm tính mạng của hơn 6.000 vạn người, tôi không cho phép các người được chết dễ dàng như vậy. Vậy nên, trong tay Trần Đức là nguyên khí ngưng tụ, một chưởng đánh xuống, hướng về cả ba người. Rắc, chỉ nghe thấy một tiếng vang trong trẻo, kim đan của ba người đã vỡ vụn, thức hải đổ xuống, khô cạn, thần thức trở nên tối tăm, suy yếu. Không, cảm nhận được tình trạng của mình, mặt Long Hải Thăng đầy dữ tợn gào lén. Khóe mắt đệ ngũ vệ đông và Tạ Bình phủ đầy tơ máu như mạng nhện bao trùm lấy cả con ngươi, đầy tuyệt vọng. Tàn phế rồi. Trần Bát Hoang chỉ thoải mái bâng cua tung một đòn, thì đã phá hủy kim đan, hút sạch thức hải của bọn họ. Bọn họ từ thánh nhân, trực tiếp rơi xuống cảnh giới tiên. Ba người hết sức tuyệt vọng, Trần Đức xoay người rời đi. Ở địa cầu, cảnh giới địa tiên là rất mạnh, thậm chí có thể làm người bảo hộ cả quá đất. Nhưng nơi này không phải là địa cầu, mà là vân tiêu giới, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng sống sót, sinh tồn ở đây mà thôi. Ở cái nơi dùng luật rừng này, cái thế giới chỉ kẻ mạnh mới có thịt ăn này, bọn họ từ thánh nhân ngã xuống địa thiên, những ngày tháng sau này sẽ rất khó sống. Trần Bát Hoang, mày không thể chết tử tế được. Đệ ngũ vệ đông nhìn theo bóng lưng anh giống to, gào rát cả cổ, mày không thể chết tử tế được. Long Hải Thăng, Tạ Bình không thể chấp nhận được hiện thực đó, lập tức cắn lưỡi tự sát. Tại sao lại như thế, tại sao lại có thế như thế được? Ánh mắt đệ ngũ vệ đông hết sức dữ tợn, điên cuồng, cực kỳ giống một con chó hoang. Bốp! Đột nhiên, ông ta nhắm về phía táng đá lớn, lao. Thẳng vào đó, đầu lõm xuống, máu tươi chảy dài, lập tức chết tươi. Ba người đứng đầu vân tiêu giới đã hoàn toàn mất đi mạng sống. Không có ai thương hại cho bọn họ, đi đến bước đường này, tất cả đều là gieo gió gặt bão. Người bảo vệ vân tiêu giới cùng với ba cao thủ mạnh nhất đã chết rồi ư. Không thật lắm, nhưng lại xảy ra ngay trước mặt. Hương, ở một nơi ỉ rất xa, có một giám võ giả đang xì xào bàn tán, tiếng hít khí lạnh liên tục vang lên. Tộc trưởng của ba gia tộc lớn, người bảo vệ vân tiêu giới, những sự tồn tại mạnh mẽ nhất đã chết đi như thế. Thế nhưng, bọn họ lại chết không vinh quang, dũng cảm chút nào. Họ còn chẳng thể đánh ngang tay với người ta, có thể nói là bị càn quét, bị nghiền nát. Một đám nhìn chằm chằm bóng hình của Trần Đức với sự rung động không thể dùng ngôn ngữ diễn tả được. Tất cả mọi thứ đều bị Bắc Hoang Thiên Vương này tự tay đảo điên, hủy diệt. Ngày hôm nay, danh hiệu Hoang Thiên Vương này vang vọng đến tận mây xanh, lại xuất hiện trong sử sách vân tiêu giới, vạn năm cũng không thể lu mờ. Nếu ngàn năm, vạn năm sau có người hỏi về trận chiến này, có lẽ những người chứng kiến nó sẽ nói thế này. Vào cái năm đó, cái ngày đó, ba gia tộc lớn và hai vương triều lớn dẫn hơn 100 triệu tinh binh cùng tấn công Bắc Hoang, Long Đế dẫn 800.000 tướng sĩ bảo vệ lấy biên giới, sống chết không lùi bước, tổn thương hết 600.000 tinh binh, có thể thấy rõ thất bại ngay trước mắt. Hoàng huyết, Hoang Thiên Vương trở về. Một tay, đảo lộn âm dương, chấn động càn khôn, vô địch quét sạch. Một thời đại đã kết thúc như thế đấy. Những người còn lại của ba gia tộc đó sẽ giao cho ông giải quyết. Trần Đức lướt qua hư không, hóa thành một vầng sáng đáp xuống trước mặt tổ trưởng không, ông có thể xử lý được không? Cậu cứ yên tâm, cứ giao cho tôi là được. Tổ trưởng không lấy lại tinh thần từ trong rung động, quỳ một gối xuống. Trần Bát Hoang đã hoàn toàn thuyết phục được ông ta. Trước kia ông ta nào có ngờ được rằng người này lại trở nên khủng bố đến thế. Một gia tộc lớn của Tây Hải chết cũng không có gì kỳ quái, trước đó ở thần ma táng bọn họ đã thua trong tay Trần Đức rồi. Nhưng Mục Thương thì sao? Đó chính là người mạnh nhất vân tiêu giới, không phải là một trong những. Nhưng, còn chưa kịp nói tiếng nào đã. Kết quả đã thế này rồi, tổ trưởng không có thế. Nói thêm gì được nữa? Bấy giờ, lưng ông ta đã sớm thấm đẫm một lớp mồ hôi lạnh, cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn của mình chính xác đến thế. Ban đầu ông ta cũng chỉ muốn cược một phen, cược xem tương lai của Trần Bát Hoang thế nào. Ai mà ngờ được quá trình đó lại khủng bố và kinh người như thế. Nếu như đi nhầm một bước,
e là kết cục của ông ta bây giờ cũng không khác gì Đệ Ngũ Vệ Đông, Long Hải Thăng và Tạ Bình là mấy, biến thành một cái xác lạnh như băng. Nhận được cậu trả lời, Trần Đức khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Bên cạnh là Tố Hàn Hương với vô vàn những cảm xúc phức tạp, trong lòng cảm thấy thấp thỏm không nói nên lời. Nhớ ngày trước cô ta còn nói Trần Bát Hoang là một kẻ ngu ngốc, bây giờ lại cảm thấy chua xót. Bây giờ xem ra, kẻ ngu ngốc không phải là Trần Đức, mà là bản thân cô ta, là Tổ Hàn Hương. Long đế, may mắn là tôi đã không làm nhục sứ mệnh. Đi tới trước mặt Chu Long, vẻ mặt Trần Đức hết sức nặng nề, tiếc là tính mạng của mấy ngàn vạn tướng sĩ vẫn không thể quay trở về được. Tự tay giết hại mấy ngàn vạn người, báo thù cho những tướng sĩ đã chết đi của Hoàng Triều Vô Cương, nhưng tâm trạng Trần Đức vẫn vỏ cùng khó chịu. Hoàng Triều Vô Cương mất đi những người tướng tài, cùng với những người lính đã hy sinh trong 3 tháng qua khiến Trần Đức cảm thấy vô cùng khó chịu. Hoàng Thiên Vương, cậu không cần phải tự trách, những tướng sĩ và binh lính ở đây đều rất tốt, họ đều nặng tình với quốc gia, những người còn sống sẽ được trọng dụng, ai đã mất rồi thì tôi sẽ đối xử tốt với người nhà và con cái của họ, xây dựng nghĩa trang và hậu táng những chiến sĩ đó. Mắt Chu Long đỏ bừng, có sự kích động khi toàn thắng, cũng có sự đau đớn khi mất đi 600.000 chiến sĩ, thân là đế vương, đây là cái ngày ông ta có cảm xúc phức tạp nhất từ khi chào đời đến bây giờ, đi xuống địa ngục, lại được đấy lên thiên đường. Nhất định sẽ không bao giờ bạc đãi bọn họ. Trần Đức thở dài, nói, triệu tập tất cả những người nối dõi của các binh sĩ đã mất và những người tham gia trong trận chiến ngày hôm nay, tôi sẽ mở đàn giảng đạo 3 ngày, truyền cho bọn họ tâm đắc võ đạo. Người mất thì cũng đã mất rồi, đó là điều duy nhất Trần Đức có thể làm được để giúp đỡ bọn họ. Chu Long xứng người, lùi lại 3 bước, ôm quyền chắp tay thật mạnh, tôi thay mặt 800.000 binh lính và tướng sĩ cảm ơn Hoang Thiên Vương. Vân Tiêu giới, dãy núi Vản Tèo. Núi non Vân Tiêu trùng điệp không thấy điếm cuối, như một con rồng khổng lồ trải dài đến tận trời đồng và trời bắc, tổng cộng 483 đỉnh núi. Hôm nay, 483 đỉnh núi đó đã bị một trận thế rất lớn lay động, vầng sáng tản ra 4 phía, thần hoa trải rộng, giữa đại trận đó chính là những bóng người rất trẻ, đang ngồi trên chiếu, mang theo ánh mắt mong chờ nhìn về phía đỉnh núi cao nhất kia. Ngọn núi đó từng là nơi Mục Thương ở, cung điện được dựng 4 phía, tiên hạc bay lượn, ánh sáng lu mờ vạn đạo. Trên đỉnh núi là mõ ánh cầu vồng bắc ngang. Đỉnh cầu vồng chính là một người cũng rất trẻ, ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời chiếu xuống, soi sáng gương mặt như điêu khắc của anh, khiến con người ta có cảm giác hết sức an toàn. Đây là ngày thứ 3 Trần Đức mở đàn, đời sau của 800.000 tướng sĩ đều tập trung trên dãy núi Vân Tiêu, cùng nghe anh giảng đạo. Những người có mặt ở đây đều là đời sau của 800.000 binh lính, những người còn sống sót cũng đã nhường lại cơ hội của mình cho thế hệ trẻ xuất sắc trong tộc. Là người mạnh nhất Vân Tiêu giới, Trần Đức giảng đạo hết sức lưu loát, hết sức sinh động, hào quang vạn trượng, ánh cầu vồng hiện lên, tiên hạc xôn xao, thần thú nhảy múa, như thiên thần xuống trần gian, dị tượng lộ rõ. Đời sau của 800.000 binh lính nghe rất nghiêm túc, như si như say, 2 ngày nay đã có hơn nửa số người đột phá. Có thể thấy là không chỉ đột phá 1 tầng, mà có người còn đột phá liên tục vài tầng. Trắng mấy khi Trần Đức giảng đạo, Cổ Lục Đạo, Làm Chi Tâm và các cao thủ của học viện. Thánh Phong cũng như bán thánh của Hoàng Triều Vô Cương cũng đến nghe, được lợi khá nhiều. Không chỉ người, mà linh thú trong núi cũng tập trung đến. Trần Đức dùng pháp lực điều động linh khí từ Trung Châu và Nam Vực đến hội tụ ở núi Vân Tiêu, nơi này linh khí đầy trời, còn dày đặc hơn bình thường gấp ngàn lần. Hoàng Triều Đại Chu và Hôn Nguyên giản binh tấn công Bạc Hoang, Trần Đức không diệt quốc, nhưng tội sống rẻ bỏ mà tội chết khó tha. Trong vòng 7 ngày Trung Châu và Nam Vực sẽ có linh khí rất loãng và cạn kiệt hết nguyên khí. Lần giảng đạo này là để bồi thường cho những người đã mất, cũng là phần thưởng cho những anh hùng đã chiến đấu. Thánh nhân giảng đạo, vạn năm khó gặp. Thực lực của 800.000 người cũng như cảnh giới đều tăng vọt. Trong bán kính hàng vạn dặm, không khí hết sức yên bình, chỉ có giọng nói của Trần Đức vang vọng và truyền vào tai mỗi người. Gì? Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng sét đánh ngang qua bầu trời như tiếng của vụ nổ hạt nhân, 9 tầng mây quay cuồng, mặt trời chói chang và thoáng đãng bỏng chốc trở nên ảm u. Dị tượng dợp trời bị phá thành từng mảnh nhỏ, tạo thành những lay động dị thường, lo lắng thấp thỏm run rẩy. Sắc mặt Trần Đức trở nên nặng nề,
đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn về phía bầu trời u ám. Xảy ra chuyện gì thế? Tại sao dị tượng của thánh nhân lại bị phá hủy? Tỏi cảm nhận được một hơi thở khủng bố đang đến rất gần. Mọi người say mê trong buổi giảng đạo cũng thức tỉnh ngay lúc này, đạo hồ đạo gián đoạn, sắc mặt của rất nhiều người trở nên tái nhợt, như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Chú ý đến dị tượng trên trời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía các tầng mây đang ngưng tụ. Cố Lục Đạo, Lâm Chi Tâm, hai ông cụ hóa thạch sống của Hoàng Triều Vô Cương cũng nhảy lên, đi tới bên cạnh Trần Đức. Chuyện gì thế này? Cố Lục Đạo nặng nề hỏi, cảm giác tim đập nhanh cứ dội lên trong lòng ông ta, khiến ông ta cảm thấy bất an, tóc gáy dựng thẳng. Không rõ lắm. Trần Đức lắc đầu, anh cũng không biết chuyện. Gì? Dầm. Vừa dứt lời thì mây đen cuồn cuộn bỗng nhiên đánh xuống một thần hoa cửu sắc, giống cầu vồng bay thẳng xuống mặt đất. Khoảnh khắc đó, mặt đất biến đổi, hoa cỏ khô kéo, trong vầng sáng đó, một thụy thú kỳ lân hiện lẽn trong mắt của tất cả mọi người. Cơ thể kỳ lân màu đỏ tím, cao tận hai trượng, trên người kỳ lân là một cô gái ngồi ngay ngắn, cô gái có gương mặt lạnh lùng trong trẻo, chiếc váy dài màu tím rất xứng đôi với kỳ lản, khuynh quốc khuynh thành ngồi trên lưng nó, như tiên tử cung Quảng Hằng, trong trẻo, lạnh lùng rồi lại tịch mịch. Hai bên kỳ lản là hai linh thú. Bên phải là một con rồng bay màu đen, đầu rồng là xương trắng, trong mắt trống rồng bùng lên hai ngọn lửa hừng hực, có lẽ chính là mắt nó. Trên lưng rồng là một người đàn ông, khoác áo bào trắng, ánh mắt hết sức ngá ngớn và hống hách. Bên hông là thanh kiếm dài một thước, rộng hai thước màu xanh, vỏ kiếm như núi, quanh kiếm có đại đạo quấn quanh. Bên trái kỳ lân cũng là một người đàn ông, ngạc nhiên là người đó rất giống Trần Đức, đế tóc ngắn, ngồi trên một con bò được màu đen. Trên đầu nó là hai con mắt màu trắng, giống như Ngọc Dương chi phát ra vầng sáng rực rỡ, trông như một vị thần vậy. Hai nam một nữ, trông ba người có vẻ không lớn, chừng hai mấy tuổi, khí thế kinh người, chỉ mỗi ba con linh thú đó thôi đã đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người rồi. Chịu thôi, hơi thở của ba con linh thú đó cũng vỏ cùng khủng bố. Thần Vương Đỉnh Phong, không sai. Chỉ tính ba con linh thú thôi đã mạnh hơn 90% võ giả ở Vân Tiêu giới rồi. Ba người ngồi trên lưng linh thú lại càng khỏi phải bàn, thực lực của bọn họ, 800.000 người có mặt ở đây đều không thể nhìn thấu. Nhưng, ba người xuất hiện khiến bầu không khí trở nên nặng nề, áp lực như một ngọn núi lớn vô hình đè lên người tất cả bọn họ. Lâu rồi không đến Vân Tiêu giới. Trên con rồng bay. Người đàn ỏng áo trắng đảo qua 100.000 người trên dãy núi, khóe miệng cong lên, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt Trần Đức, Tịch Giao, cô nói xem tên này chỉ là một thánh nhàn, thì làm sao mà giết chết Mục Thương được nhỉ? Mục Thương bị ngu rồi hả? Lâm Không, cậu không thấy những người kia nhìn thấy chúng ta đều có vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi ư? Nhưng chỉ có người này là bình tĩnh không có bất kỳ một thay đổi nào. Người đàn ông tóc ngắn nói, ánh mắt lóe lên chút kinh ngạc. Có lẽ người này cũng có chút bản lãnh đấy. Thì ra người khoác áo bào trắng kia tên là Lâm Không. Thương Lan, tôi thấy anh đã lo lắng hơi quá rồi, Vân Tiêu giới có thể xuất hiện một người có bản lãnh tới đâu cơ chứ? Ha ha! Trên mặt Lâm Không là vẻ khinh thường. Sự khinh thường đó không nhắm vào Trần Đức, mà nhắm vào tất cả những võ giả ở Vân Tiêu giới này. Năm nay hắn ta 6.900 tuổi, từ khi được sinh ra. Hắn ta đã biết một thế giới bậc thấp như Vân Tiêu giới chỉ là rác rưởi. Có tận 3 đến 5.000 thế giới bậc thấp giống vậy, những thế giới đó phải mất đến 4, 5.000 năm mới có một người được hắn ta xem là cao thủ thật sự xuất hiện. Có thể thấy, Vân Tiêu giới vô dụng đến mức nào. Tôi cảm thấy người này không tệ. Cô gái được gọi là Tịch Giao lạnh nhạt lên tiếng, giống như thiên ảm, đôi mắt hoa đào dừng lại trên người Trần Đức, đôi môi đỏ mỏng cong lên nụ cười. Chim sa cá lặn, rất nhiều người ngây ngẩn. Tuy anh ta chỉ là thánh nhân, nhưng anh ta cũng chỉ mới 20 mấy tuổi. Thoáng dừng lại một lát, cô ta lại khẽ nói. Vừa nói xong, cô ta xuống khỏi kỳ lân, bước trên mây hóa. Thành vầng sáng đến trước mặt Trần Đức, tôi họ Vân, Tẽn Tịch Giao, đến từ Đại Thiên Thế Giới. Họ Trần, Tẽn Đức, tự Bát Hoang. Trần Đức không nói nhiều đem một lời nào, thản nhiên nói. Cô Vân đây có gì chỉ giáo? Chỉ giáo cái con mẹ mày đấy, mày lấy tư cách gì đòi bọn tao phải chỉ giáo? Lâm Không đuổi theo ngay phía sau, hờ hững nói, tao hỏi mày, mày là người giết Mục Thương đúng không?
Làm không cưỡi con rồng xương xấu từ xa đến gần, cao cao tại thượng nhìn xuống Trần Đức với thái độ khinh người. Con rồng hắn ta đang cưỡi hạ thấp đầu xuống, đến gần Trần Đức, hơi thở nóng bỏng như làn sóng nhiệt ập vào mặt anh. Uy áp cực mạnh từ người con rồng lan rộng, nhóm cổ lục đạo, Lâm Chỉ Tâm đều không thể chịu đựng được, sắc mặt trắng bệch, nếu không xóa tan uy áp đó thì bọn họ sẽ không cách nào đứng thẳng người được nữa. Trong tay áo Trần Đức bắt đầu ngưng tụ băng xương, nhìn chằm chằm Lâm Không, ánh mặt không hề vui vẻ, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chú ý tới ánh mắt của Trần Đức, Làm Không thoáng cười lạnh, không hề quan tâm chút nào, một con kiến khó chịu thì sao chứ? Không thích thì cũng phải chịu thôi. Giọng hắn ta chợt cao lên, không hề kiêng dè gì nói, bố mày hỏi mày đấy, con mẹ mày bị điếc hay bị câm? Mày là người giết Mục Thương đúng không? Người của đại thiên thế giới đều khinh khỉnh và cảm thấy bản thân mình hơn người như thế hả? Trần Đức nhướng mày lên, thản nhiên nói. Tao có phải là người giết Mục Thương hay không thì chắc đám chúng mày cũng biết rồi. Ngoài ra, con súc sinh mày cưỡi khiến tao rất khó chịu, tốt nhất nên kéo nó ra xa một chút, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Trần Đức vừa nói xong. Thì cổ lục đạo, Làm Chi Tâm và hai hóa thạch sống của Hoàng Triều Vô Cương cũng sửng sốt, bất giác vã mồ hỏi lạnh. Đó là người đến từ đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới là nơi cao thủ như mây, bọn họ cũng chính là những người rất mạnh, là sự tồn tại mà Vân Tiêu giới không thể trêu vào. Thế mà Trần Đức lại dám nói những lời như thế ư? Đắc tội bọn họ, có thể nói là khủng bố hơn cả vạn lần đắc tội bốn gia tộc lớn của Tây Hải và người bảo vệ Vân Tiêu giới. Trên cùng của biểu mẫu, dưới cùng của biểu mẫu, tim bọn họ đều bị nhấc lên đến tận cổ họng. Thế nhưng Làm Không lại chẳng thèm quan. Tâm tới nửa câu sau của Trần Đức, như không hề nghe thấy, chỉ lớn tiếng, kiêu ngạo nói. Mục Thương là người trên đảo đỉnh tẽn của tao, cũng là tôi tớ của Lâm Không này, thay tao quản lý Vân Tiêu giới, mỏi nảm cống nạp lên cho tao 90% tài nguyên, mày giết hắn ta rồi thì sau này mày đi mà làm. Nếu mày đồng ý thì quỳ xuống thề trung thành với tao, nếu mày từ chối thì tao cũng tặng cho mày bốn chữ, tự gánh hậu quả. Bốn chữ tự gánh hậu quả vừa vang lên. Trong phút chốc, áp lực đè nặng lên cả dãy núi Vân Tiêu bỗng chốc trở nên khủng bố hơn rất nhiều, thậm chí có vài người nhỏ tuổi, tu vi thấp còn không thể thở nổi, hai chân như nhũn ra, không nhịn được muốn quỳ xuống, sợ đến nỗi khóc lèn. Ánh mắt Trần Đức cũng trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Đảo định thiên hả, trâu bò lắm hả, ghê gớm lắm hả. Tao nhắc lại một lần nữa, bảo con súc sinh mày cưỡi cút ra xa một chút, tao cho mày 10. Giọng Trần Đức hết sức bình tĩnh, không có chút cảm xúc hay âm điệu cao thấp gì, như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Nhưng, sát ý trong mắt anh lộ ra không hề che giấu, sự lạnh lẽo nhảy nhót lan rộng. Ha 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 ha, mày cho tao 10 giây ấy hả? Danh con, mày làm gì được tao? Thương Lan, Tịch Giao, hai người xem này, võ giả ở Vân Tiêu giới đúng là thứ không biết trời cao đất rộng là gì mà. Ha ha ha. Lâm Không ôm bụng cười to, Trần Đức trong mắt hắn ta trắng khác gì một con kiến. Những lời Trần Đức nói lọt vào tai hắn ta nghe như một con kiến đột nhiên mở miệng bảo hắn ta tự sát vậy, nghe hết sức nực cười, Lâm Không cười chảy cả nước mắt. Trần Bát Hoang, tốt nhất anh nên thành thật trả lời câu hỏi của Lâm Không đi. Thương Lan thoáng lắc đầu, tuy hắn ta cảm thấy tiềm năng của người này không tệ, nhưng ra lệnh cho Lâm Không lùi lại thì đúng là có hơi nực cười. Đôi mắt màu xanh của Vân Tịch Giao cũng hiện lên vẻ thất vọng, chống lại Lâm Không, Trần Bát Hoang đúng là kẻ lỗ mãng, vô tri. Trần Bát Hoang, 10 giây trôi qua rồi đó, tao muốn chống mắt lên nhìn xem mày có thể làm gì để bắt tao tự gánh lấy hậu hả. Lâm Không thôi không cười nữa, lập tức trở nên âm u, cười cợt nói, nào, ra tay đi, tao đang chờ mày nè, ha ha. Được, đáp lại Làm Không, chỉ có đúng một chữ. Vừa mới dứt lời. Mái tóc đen của Trần Đức biến thành màu vàng, tiến vào trạng thái cực cảnh, ánh sáng ấm áp chiếu sáng khiến anh trông hệt như mặt trời. Cùng lúc đó, một quyền điên cuồng gào thét lao về phía đầu bộ xương rồng. Đối mặt với một quyền đó, vẻ mặt chẳng có chút biếu cảm gì của Lâm Không trở nên nghiêm túc, vã mồ hôi lạnh. Nguy hiểm! Hân ta lại cảm nhận được nguy hiểm chí mạng từ một quyền đó. Thậm chí, cả người hẳn ta... Tính cả con rồng xương đang cưỡi cũng không thể nhúc nhích được, kinh mạch và xương cốt trong người cứng ngắc như hóa đá, không thể điều khiển được.
Bấy giờ trong đầu Lâm không chỉ có sự khủng hoảng, ngoài ra cũng chỉ có khủng hoảng mà thôi. Dưới cùng của biểu mẫu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nén biết rằng cảnh giới của hắn ta cao hơn Trần Đức rất nhiều. Hắn ta đã vượt xa thánh nhân, thánh vương, thánh tố, đạt tới cảnh giới mà các thánh khác không thể với tới được. Cảnh giới gì ư? Hóa đạo. Trên thánh tố chính là đại năng, mà trên đại năng chính là hóa đạo. Nói cách khác, khoảng cách giữa hắn ta với Trần Đức chính là ba cảnh giới rất lớn, là khoảng cách của cả ba cảnh giới thánh vương, thánh tố, đại năng. Một cảnh giới đã là vực sâu rất khó để vượt qua rồi, ba cảnh giới, có thể nói chẽn trời và 18 tầng địa ngục. Cũng vì sự chênh lệch đó nên hắn ta mới thấy mình hơn người, mới cười nhạo Trần Bát Hoang, mới xem anh là một con kiến. Hắn ta có đủ tư cách đó. Thế nhưng, khoảnh khắc Trần Bát Hoang tung quyền, tất cả mọi thứ hắn ta tự hào, kiêu ngạo, cảm thấy hơn người đều biến thành tòa cao ốc ầm ầm sụp đổ. Tam quan, nhận thức đều chịu một cú sốc rất lớn. Trở nên ngơ ngác, sợ hãi không sao tả nổi. Tại sao cảnh giới thánh nhân lại khủng bố đến thế? Lâm không đứng dại ra ở đó, Thương Lan, Vân Tịch Giao cũng không thèm để ý tới hay nhắc nhở gì. Bởi vì Lâm không thật sự mạnh hơn Trần Đức rất nhiều, thánh nhãn đỉnh phong, dù thực hiện chiêu thức đẹp mắt đến mức nào cũng không thể mảy may tổn thương đến hóa đạo. Chẳng những không thể tổn thương mà khi sức mạnh bị bắn ngược lại, xác suất một cảnh giới thánh nhân bị cắn trả đến chết cũng cao đến 99%. Thế nhưng, bọn họ cũng không ngăn cản Trần Đức. Bọn họ và Lâm không đều là người của đảo Định Tiên, mà Trần Bát Hoang chẳng qua chỉ là một người xa lạ. Chết thì chết thôi, tự tìm đường chết thì trách ai được. Vì thế, một đám trơ mắt nhìn một quyền của Trần Đức đến gần, rơi xuống, tiếp xúc với đầu của bộ xương rồng. Âm thanh trầm đục vang lên, con rồng xương thần vương đỉnh phong cao 3 trượng, nặng ngàn cân đã nổ tung như pháo hoa. Xương cốt vỡ nát, máu thịt văng xa, hóa thành máu loãng. Sức mạnh của một quyền đó vẫn chưa dừng lại, mạnh mẽ lao về phía Lâm Không. Xoẹt, một. Trước ngực Lâm Không hiện lẽn một mảnh ngọc bội chắn trước người hắn ta. Răng rắc. Khoảnh khắc đó, ngọc bội vỡ nát. Cũng may, nó đã xóa tan 8-9 phần sức mạnh của nắm đấm đó nên Lâm Khổng Vân chưa chết, vẫn còn sống. Nhưng dù thế thì hắn ta vẫn văng ra tận cả 100 mét với vất vả dừng lại. Miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đồng tử rung lẽn như bị điện giật. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đức với vẻ không dám tin. Dưới cùng của biểu mẫu. Hoàng Thiên Vương. Hoàng Thiên Vương. Hoàng Thiên Vương. Cùng lúc đó, áp lực đè nén dãy núi Vân Tiêu hóa thành hư không, 800.000 võ giả vung tay hét to, như sấm rền, vang vọng 9 tầng mấy, ầm ầm vang xa. Làm không thua thảm. Trần Đức chỉ dùng đúng một quyền. Sao đời sau của 800.000 tướng sĩ, binh lính không kích động cho được. Dù là cổ lục đạo, Lâm Chi Tâm hay thậm chí là hai hóa thạch sống bán thánh của Hoàng Triều Võ Cương thì trong lòng cũng dấy lên một hồi sóng to gió lớn. Lâm không là người đến từ đại thiên thế giới. Đấy, hoàn toàn không giống với một võ giả đến từ thế giới bậc thấp như họ, với Vân Tẽo Giới mà nói, đại thiên thế giới chính là truyền thuyết, là thế giới mà vô số cao thủ của Vân Tiêu Giới mơ ước. Nơi đó chỉ tồn tại trong sách giáo khoa mà thôi. Nghe đồn. Bất kỳ một cao thủ nào xuất hiện cũng có thể hủy diệt cả Vân Tiêu Giới. Thế nhưng, cao thủ đến từ đại thiên thế giới lại thua trong tay Trần Đức. Toàn bộ quá trình đó không hề có sự chần chừ nào, trực tiếp, dứt khoát, thoải mái. Giống hệt như lúc giết chết Mục Thương trước. Đó, cảnh tượng này khiến con người ta cảm thấy rung động. Địa vị của Trần Đức lập tức được đẩy lên rất cao, có thể nói là như một vị thần. Hoàng Thiên Vương. Hoàng Thiên Vương! Hoàng Thiên Vương! Từng tiếng hò reo như sấm dậy, kéo dài mãi không thôi. Trong làn sóng âm thanh đó, Thương Lan và Vân Tịch Giao cũng dại cả người, như gặp ma, gắt gao nhìn chằm chằm đống máu giữa không gian với vẻ khó tin, máu tươi của con rồng đó như làn xương đỏ lượn lờ giữa không trung, gay mũi, lại chói mắt. Mặc dù Cốt Long là một thần vương đỉnh phong, ngay cả linh trí cũng không khởi động vật cưỡi. Nhưng nó là vật cưỡi của Lâm Không. Trong thánh nhân, ai có thể giết nó? Nhưng sự thật là nó chết rồi, tan xương nát thịt. Cái này vẫn không phải trọng điểm, thứ chân chính khiến hai người khiếp sợ chính là khi một quyền của Trần Bát Hoang hạ xuống, một miếng ngọc bội xuất hiện trước người Lâm Không.
Cùng là người của đảo Định Thiên, bọn họ đương nhiên biết rõ miếng ngọc bội của Lâm Không kia là đồ ông nội hắn ta tặng lúc hắn ta ra đời. Lịch sử tồn tại của nó, ít cũng phải ngàn năm, thậm chí trên 10.000 năm. Nó còn có một cái tên là bùa hộ mệnh. Có thể chặn một kích chí mạng trong một trình độ nhất định. Mà nó lúc này vỡ rồi. Nói cách khác, một quyền vừa rồi của Trần Bát Hoang đủ để đánh chết Lâm Không. Thương Lan, Vân Tịch Giao quả thật không dám tin. Trong sân, rất nhiều võ giả bị thương nặng, nếu không phải Trần Đức nhanh tay nhanh mặt, hạ xuống một màn sáng bao phủ mọi người, nếu không thì không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Trần Bát Hoang, mày là cái thá gì, chém nô bộc lang thương của tao, giết vặt cưỡi cốt long của tao. Lửa giận của cường giá đại thiên thế giới há mày có thể chịu đựng. Đồng tử Lâm Không nhảy lên dữ tợn, lộ ra ý giết người. Điều thật sự khiến hắn ta nối giận không phải cái chết của lang thương và vật cưỡi, mà Trần Bát Hoang đã đánh nát bùa hộ mệnh ông nội tặng hắn ta. Một cường giả của đại thiên thế giới lại bị một con kiến hôi tổn thương, nếu truyền về đại thiên thế giới, mặt mũi hắn ta để đi đâu đây? Mặc dù bị thương, nhưng Lâm Không vẫn cho rằng Trần Bát Hoang chỉ bất ngờ khiến hắn ta bị thương, chỉ vì hắn ta quá khinh địch. Bây giờ hắn ta muốn Trần Bát Hoang chết. Vù vù. Trường kiếm trong tay Lâm Không vang leng keng, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng hội tụ, lấy đà, dưới sự lấy đà lần lượt có thể thấy, không gian xung quanh hắn ta trực tiếp sụp đổ, hóa thành hư vô. Mà hắn ta đứng giữa không trung, một kiếm, một người thành duy nhất giữa thiên địa, ánh sáng đỏ sán lạn cho người một loại cảm giác tàn sát khủng khiếp. Dao động kinh khủng kèm theo kinh hãi lóe sáng, kiếm quang ngàn trượng xông thẳng Vân Hương, trong khoảnh khắc, gió nổi mây vần, giống như thời kỳ cuối cùng đến. Bóng tối đột ngột đến. Ánh sáng duy nhất trong trời đất chính là đường đỏ nhạt kia. Ầm ầm. Khi Lâm Không lấy đà, toàn bộ Vân Tiêu giới cũng run rẩy chấn động giống như tận thế, các dãy núi chuyển động. Năng lượng này quá kinh khủng, dưới bầu trời đêm tối, từng con linh thú hội tụ, tạo thành thú triều, nhảy ra từ trong núi, giống như trốn chạy khỏi nơi nguy hiểm, trốn tránh tận thế, khủng hoảng, bất an, sợ hãi. Lâm Không vẫn đứng trên hư không, trong thời gian ngắn đã đứng trên cửu thiên vân tiêu, nơi đi qua tầng mây tránh lui, hồng quang lan tràn. Giờ khắc này, toàn bộ vân tiêu giới đều nhìn thấy hắn ta. Khí thế kinh khủng, bá đạo, điên cuồng trực tiếp bao phủ vân tiêu giới, trong thiên hạ không một ai thoát khỏi khí tức của hắn ta. Tất cả mọi người, rối rít dừng lại, ngước nhìn hắn ta giống như nhìn thấy thần, lòng sinh kính sợ, hai chân như nhũn ra. Hắn là ai? Trời ạ, xảy ra chuyện gì vậy? Người đó muốn làm gì? Khí tức quá khủng khiếp. Trong lòng tôi có một loại bất an mãnh liệt. Nhìn cơ thể đỏ nhạt của Lâm Không, rất nhiều người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy chết chóc bao phủ, rất nhiều đứa trẻ bị dọa đến bật. Khóc, vô số linh thú kêu gào. Đồng Nguyên, Trung Châu, Nam Vực, Tây Hải, ánh mắt của mọi người không một ngoại lệ hoàn toàn tập trung vào bóng người trên không kia. Trần Bát Hoang, tao chính là người trên trời, há cớ gì một con kiến hôi có thể xúc phạm. Lâm Không danh chấn dưới bầu trời, truyền khắp vân tiêu. Hôm nay tao sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn. Chấn động vang khắp bên tai mỗi người, tất cả mọi người sửng sốt. Trần Bát Hoang, Bắc Hoang, Hoang Thiên Vương. Một danh hiệu sau trận chiến đó, đã sớm không ai không biết, không ai không hiểu. Một thiên tài đệ nhất ngàn năm của vạn tiêu giới. Vị vương trẻ tuổi nhất của Bắc Hoang, thánh nhân trẻ tuổi nhất. Nhắc đến từng danh hiệu này, người đầu tỉ ẻn có. Thế nghĩ đến chính là vị vương đó. Hoang Thiên Vương. Lúc này lại có người trêu chọc anh. Điều quan trọng nhất chính là người chọc anh dường như còn mạnh hơn, hung dữ hơn, đáng sợ hơn anh. Cùng khiến cho mấy tỷ người cảm thấy run rẩy, bất an, sợ hãi, dù là Hoang Thiên Vương cũng không làm được ấy chứ. Tuyệt đại đa số võ giả vân tiêu giới đều nhìn thấy bóng dáng của Lâm Không, thần mang đỏ thắm chói mắt, tản ra uy áp khủng khiếp. Một luồng kiếm ý bá đạo kinh khủng khiếp sợ chạy trốn tán loạn toàn bộ vân tiêu giới. Vô số kiếm trong tay kiếm tu không nhịn được run rẩy, thậm chí gãy lìa, hóa thành phấn vụn ngay tại chỗ. Lâm Không, đến từ trên trời. Trên trời, chẳng lẽ là thế giới được miêu tả trong sách kia? Rất có thể, chắc chắn là đại thiên thế giới rồi. Hắn đến từ đại thiên thế giới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người gần như đều đoán được lai lịch của Lâm Không, có thể ở trước mặt vân tẽo giới hô hào vị trí trên trời,
trong nhận biết của bọn họ chỉ có đạo ồ thiên thế giới. Cũng chỉ có đại thiên thế giới mới hợp với hai chữ trên trời. Nghĩ ra lai lịch của Lâm Không, mọi người càng sợ, hàng ngàn tỷ sắc mặt trắng bệch, khó coi như chết. Đáng chết, làm sao Trần Bát Hoang lại có thể chọc đến người trên trời chứ? Đâm đầu vào chỗ chết rồi, chẳng lẽ hắn không hiểu núi cao còn có núi cao hơn? Vỏ địch ở vân tiêu giới không có nghĩa là thật sự vô địch. Tôi đã sớm nói thằng nhãi ỉ này không phải thứ tốt đẹp, chính là kẻ chuyên đi gây họa. Đồ tạp chủng, chết thì thôi đi, còn muốn liên lụy chúng ta. Rất nhiều người buồn bực khi biết cái chết sắp đến, cũng không ít người nhục mạ Trần Đức, hy vọng anh chết sớm một chút, đừng mang đến khó. Khăn cho vân tiêu giới. Ở núi Vân Tiêu, hai người Thương Lan và Vân Tịch Giao khẽ run lên. Bọn họ không ngờ phản ứng của Lâm Không lại lớn như vậy, nếu hắn ta toàn lực hạ xuống một kiếm, e rằng toàn bộ thành Vân Tiêu cũng lành ít dữ nhiều. Lúc này bọn họ cũng cảm thấy vừa rồi Trần Bát Hoang gặp may. Đúng, có lẽ đúng là Trần Bát Hoang sáng mắt, mạnh mẽ, nhưng thật sự vẫn còn kém xa so với người của đại thiên thế giới. Tại sao nói như vậy? Giống như vị trí ở vân tiêu giới, có mấy ngàn vị trí còn mạnh hơn vân tiêu giới, vị trí cao hơn cũng có trên chục ngàn. Mà đại thiên thế giới còn áp đảo trên những vị trí này. Vân tiêu giới so với đại thiên thế giới chênh lệch quá lớn, nếu không phải chênh lệch như vậy, Mục Thương cũng sẽ không phải nỏ bọc, người làm của Lâm Không. Trong tình hình bình thường, Trần Bát Hoang tuyệt đối không thể là đối thủ của Lâm Không. Đừng nói là anh. Dù toàn bộ vân tiêu giới hợp lại cũng không địch nổi Lâm Không. Tịch Giao, muốn cứu hắn không? Thương Lan bình thản hỏi. Khỏng cứu. Vân Tịch Giao lắc đầu, cuộc chiến đấu giữa các võ giả chết bị thương là rất bình thường, chỉ cần làm không không làm bị thương đến người vô tội, cô ta sẽ không quản. Bát Hoang, làm sao đây? Cổ Lục Đạo có chút sợ hãi, Lâm Không quá kinh khủng, sắc mặt Cổ Lục Đạo trắng bệch. Đây có khi chính là người mạnh nhất cả đời ông ta nhìn thấy ấy chứ. Thế lấy đà của Lâm Không hút lấy, nuốt chửng toàn bộ linh khí giữa trời đất. Không gian đó khiến cả người hắn ta trở nén co rút, vặn vẹo. Trần Đức chắp hai tay sau lưng, không nói gì, hắc bào toàn thân khẽ lay động theo gió, vẻ mặt, ánh mắt, thần thái vẫn bình tĩnh dửng dưng như thường. Trần Bát Hoang, mày có thể chết rồi, một. Trường kiếm trong tay cua múa. Ngàn vạn lần trong một giây mạnh mẽ khủng khiếp, không gian gãy rồi nứt, nứt lại bế, mang theo hư không chảy loạn, cuốn sạch cửu thiên thập địa. Uy lực một kiếm có thể nói hủy thiên diệt địa. Nếu chắc chắn, chỉ sợ sau khi công kích Trần Đức, uy lực còn lại rơi xuống cũng đủ để toàn bộ Bắc Hoang sụp đổ, hóa thành bụi bặm, san thành bình địa. Đây cũng không phải khoa trương, một kiếm kia quả thực quá kinh khủng, chỗ nó đi qua, hư không bỏng rát, thời gian gần như ngưng trệ. Không theo kịp tốc độ của hắn ta, toàn bộ sức mạnh hội tụ vào một điểm. Gần rồi. Một kiếm kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đám người Cổ Lục Đạo và Lâm Chi Tâm chỉ cảm thấy cơ thể sắp vỡ toang, nứt toác, giống như chết băm chết dầm, sắp không chịu nổi nữa. Mà hậu nhân 80 triệu tướng sĩ binh lĩnh núi Vân Tiêu sắc mặt cũng như cho tàn, gần như cảm thấy tuyệt vọng, từng ánh mắt mang theo khát. Khao, kỳ vọng nhìn về phía Trần Đức. Thiên nhân sao, tao cũng rất muốn biết. Thiên nhân mày có thể giết chết được tao không? Cùng giây đó cũng ở nơi này, Trần Đức cử động, bay lên trời, năm ngón tay thu lại thành một quyền, đi lên nghênh đón. Hắn, điên rồi sao, còn dùng quả đấm. Đầu tiên Thương Lan sửng sốt, sau đó nhìn sang Trần Đức. Một kiếm của Lâm Không chính là một kiếm mạnh nhất cả đời hắn ta. Tuyệt thiên kiếm, thản lè cường giả cảnh giới hóa đạo. Một kiếm toàn lực của hắn ta, đừng bảo là thánh nhân, dù cường giả trên cảnh giới hóa đạo cũng không thể dùng quá đấm để tiếp chiêu. Nhưng Trần Bát Hoang lại dùng tay không? Ha ha! Thương Lan khẽ cười nhạt, giống như đã nhìn thấy vẻ thảm hại của Trần Đức, bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Vân Tịch Giao thì sao? Cô ta cũng không khác gì. Cho rằng Trần Đức quá tự cao tự đại, trong tình hình này anh nên dùng binh khí mình đắc ý nhất, mạnh nhất, không phải sao? Còn Trần Bát Hoang, không dùng cái gì. Loại người này dù chết 1.000 lần, 10.000 lần cũng chết không có gì đáng tiếc, nếu đến đại thiên thế giới, không tới một canh giờ sẽ chết. Cuồng, phải có vốn cuồng. Trần Bát Hoang là một võ giả vân tiêu giới mà cũng vốn sao. Con người trong veo của Vân Tịch Giao lóe lên thất vọng, Trần Bát Hoang thật sự là không biết trời cao đất dày.
đám người Cổ Lục Đạo và Lâm Chi Tâm cũng vô cùng lo lắng. Trần Đức lần này thật sự khinh địch rồi. Quyền và kiếm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trong nháy mắt hai người đụng nhau, quanh thân Trần Đức kim quang phun trào, chói sáng như ánh mặt trời sáng rực. Vòng sáng xông thẳng vào Vân Tiêu, xua tan mây đen, đánh lui tất cả uy áp. Đoàng! Trong điện quang hỏa thạch, quyền, kiếm, chạm nhau. Lâm Không cao ngạo, vẻ mặt vô cùng có lòng tin, đột nhiên trên mặt gióng cứng, toàn thân như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Sợ hãi! Hắn cảm nhận được sự sợ hãi sâu đậm, uy lực của tuyệt thiên kiếm lại tiêu tán. Tất cả uy năng của hắn ta đối mặt với quả đấm của Trần Bát Hoang, giống như đá chìm đáy biển, không hề gợi lên một ngọn sóng nào. Đinh! Âm thanh lanh lảnh lan tràn, kiếm trong tay Lâm Không đứt gãy. Chém đứt ngang. Quả đấm của Trần Đức vẫn chưa dừng lại, giống như tràn đầy hỏa lực, đạn đại bác chưa từng có từ trước đến nay đánh về phía ngực Lâm Không. Lâm Không hoảng hốt, dâng lên một tầng phòng ngự màu đỏ. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, phòng ngự của hắn ta cũng nứt vỡ, nổ bế, hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Phụt! Quả đấm càn quét tất cả, lướt qua không gian, thâm nhập hư khống, xuyên qua xương sườn của Lâm Không, lao vào ngực hắn ta, phá vỡ xương cốt của hắn ta từ sau lưng, dính đầy máu tươi. Sắc mặt Lâm Không trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, mặt đầy kinh hoàng sợ hãi, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Trần Đức, nói năng run rẩy, mày, sao có thế? Trần Đức nhếch miệng cười, mang theo mấy phần tàn bạo, bởi vì tao họ Trần, tên Đức, tự Bát Hoang, Trần Bát Hoang tao ở đây, ai dám giả bộ? Lời vừa dứt, cánh tay Trần Đức rút lại, mang theo một mảng máu thịt, xương chẳng, hút khô nguyên khí của Lâm Không, hủy diệt tứ chi bách hải của hắn ta. Lập tức Lâm Không như diều đứt dây, từ vạn mét trên không rơi xuống, đập ra một cái hố lớn, bụi mù cuộn cuộn. Hóa ra là thiên nhân cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ chết. Áo choàng Trần Đức bay phần phật, khuôn mặt đao tước mang theo nụ cười từ từ. Chín tầng mây, kim quang lóng lánh, Trần Đức như ánh mặt trời chói chang đứng trên không trung mấy chục ngàn mét, bóng dáng cao lớn chiếu sáng bầu trời, tất cả mây đen, hỗn loạn, bất an lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Bụi bặm lắng xuống, dưới đất, Lâm Không toàn thản nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, đã không có một chút khí tức nào. Cho dù đã chết nhưng trên mặt hắn ta vẫn mang vẻ kinh hoàng, sợ hãi, chấn động cực độ. Thiên nhân cũng chỉ đến vậy thôi. Trần Đức đưa mắt nhìn xuống thi thể của Lâm Không, giọng nói bình thản, không có bất kỳ gợn sóng nào, giết Lâm Không giống như là một chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Lời nói lạnh nhạt giống như sấm mùa xuân, nổ vang bên tai tất cả mọi người. Từng ánh mắt ngước nhìn bóng hình Trần Đức, tất cả đều sửng sốt. Thiên nhân đến từ đại thiên thế giới cứ chết như vậy, tạo ra thanh thế lớn như vậy, cứ thế chết thẳng cẳng. Toàn bộ Vân Tiêu giới nhìn thấy cảnh này liền không khỏi chấn động, ngơ ngác, ngay sau đó là sùng bái, là kính sợ. Một vài người trước đó nhục mạ anh, biểu cảm càng ngoạn mục, cực kỳ hổ thẹn. Mặc dù hai người Vân Tịch Giao và Thương Lan đến từ đại thiên thế giới, nhưng lúc này trên khuôn mặt bọn họ cũng mang theo vẻ bất ngờ và hoảng sợ. Lâm Không ở đại thiên thế giới không tính là cường giả gì, chỉ có thể nói bình thường không có gì khác lạ, nhưng hắn ta cũng không thể chết ở trong tay người của Vân Tiêu giới. Cảnh giới của hắn ta không biết mạnh hơn Trần Bát Hoang bao nhiêu. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Lâm Không đã chết, 1000% đã chết không thể sống lại. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng và nhận biết của bọn họ. Ngược lại, đám người Cổ Lục Đạo và Lâm Chi Tâm lại tốt hơn một chút. Suy cho cùng bọn họ đã quen với sự nghịch thiên của Trần Đức. Đồng thời, trong nháy mắt Trần Đức biến mất trên trời cao, xuất hiện trước người Thương Lan và Vân Tịch Giao, hai vị, các người có thể đến núi Vân Tiêu làm khách, Trần Bát Hoang tôi rất vui vẻ, nhưng đến núi Vân Tiêu còn bày ra dáng vẻ cao ngạo, Trần Bát Hoang tôi liền không vui, vì vậy tôi giết Lâm Không. Các người có ý kiến gì không? Giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai hai người. Lập tức kéo tâm tư bọn họ từ trong chấn động, hoảng sợ quay về. Bọn họ không ngốc, rất rõ ràng Trần Đức không thật sự đang hỏi bọn có ý kiến gì hay không. Mà là hỏi thái độ của bọn họ. Là đi, là ở lại hay trả thù. Lâm Không, hẳn đáng chết. Vân Tịch Giao liếc nhìn Trần Đức, giọng nói rất nhạt.
không phải cô ta vô tình, mà là đại thiên thế giới, hoặc nói thế giới của võ giả từ trước đến giờ luôn tàn khốc như vậy, thực. Lực không bằng người ta thì nẻn chết. Làm không không chết thì người chết chính là Trần Đức, anh không được lựa chọn. Huống chi cô ta và Lâm không không quen, chỉ có thể nói là trong một thế lực mà thôi, cô ta cũng không ưa tác phong phách lối kiêu ngạo bình thường của Lâm không. Vì vậy, tỏi không ý kiến, ngược lại tôi rất tán thưởng anh. Môi Lâm Tịch Giao khẽ nhúc nhích, giọng nói êm dịu, không biết có thể tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện không? Đương nhiên có thế. Trần Đức không phải một người thích gây thù hằn, nếu đối phương không làm kẻ địch của anh, không muốn báo thù cho Lâm không, vậy thì tốt. Nói xong, Trần Đức chuyển hướng sang Cố Lực Đạo, sư tôn, ba ngày giảng đạo đã kết thúc, phiền người sắp xếp những binh sĩ tướng lĩnh này quay về đi, cảnh cáo bọn họ, từ nay về sau nhất định phải cố gắng tu võ, đừng quên vùng đất này là nơi ông cha bọn họ dùng máu tươi và tính mạng để giành lấy. Ừ, nơi này giao cho thầy. Cố Lực Đạo gật đều. 10 phút sau, Trần Đức đã ở trong cung điện trên đỉnh núi Vân Tiêu. Nơi này đã sửa chữa trở thành chỗ ở của Trần Đức, anh dẫn Vân Tịch Giao và Thương Lan quay về cung điện. Bọn họ trò chuyện không nhiều, Thương Lan gần như không nói chuyện suốt toàn bộ quá trình, vì lo lắng chọc giận Trần Đức, ngược lại Vân Tịch Giao không có băn khoăn về phương diện này. Không có gì khác, chỉ vì cô ta là một trong những đệ tử kiệt xuất của Đảo Định Thiên, hoàn toàn không phải người Lâm không có thể so sánh. Cho nên, dù Trần Đức chém chết Lâm không, sau khiếp sợ ngắn ngủi, cô ta liền đúng mực, tìm hiểu một chút tình hình của Vân Tiêu giới từ Trần Đức. Trần Bát Hoang, với thực lực của anh, không. Cần phải ở lại Vạn Tiêu giới. Vân Tịch Giao nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói, trời đất rộng lớn của đại thiên thế giới kia thích hợp với anh hơn. Đúng, có điều, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm đi đại thiên thế giới. Chiến tranh Bắc Hoang mới vừa kết thúc không lâu, công việc giang dở vẫn chưa hoàn thành, đương nhiên Trần Đức không thể đi luôn. Nhưng, Vân Tịch Giao lại hiểu lầm ý, anh thiếu một bức thư tiến cử phi thăng sao. Tôi có thể giúp anh. Thư tiến cử. Trần Đức hơi sững sờ. Chính là thư tiến cử từ vị trí thấp đến vị trí cao. Trong thức hải, Linh Lung đột nhiên nói, Vạn Tiêu giới là một trong ngàn vạn vị trí cấp rất thấp, loại vị trí cấp thấp này muốn phi thăng phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, phải có thực lực tương ứng, chịu. Đừng ăn mòn ở sức mạnh hư không. Thứ hai, phải có một bức thư tiến cử đến từ đại thiên thế giới, có nó rồi mới có thể thông qua hai bên vùng biên giới bình thường. Nếu không có thì sao? Trần Đức hỏi. Khỏng có, vậy chỉ có thể tham gia các loại sát hạch rườm rà, sau khi thông qua toàn bộ mới có thể đi đại thiên thế giới, sát hạch đại khái khoảng nửa tháng, nhờ việc này mới có thể đảm bảo người đột phá chịu đựng được trọng lực và quy luật của đại thiên thế giới. Ách, có thực lực chịu đựng sức mạnh hư không? Chẳng lẽ cũng không chịu nổi đại thiên thế giới? Trần Đức có chút kỳ quái. Ngược lại không phải, nhưng anh đừng quên, trên thế giới này có bảo vật, có những người mang theo bảo vật cũng có thể chịu đựng được chút sức mạnh hư không. Thật ra thì những cửa ải này cũng là để cho người từ vị trí thấp, nếu không thực lực quá yếu, một khi đến đại thiên thế giới, lập tức sẽ chết. Thì ra là như vậy. Trần Đức cũng sáng tỏ, không ngờ đại thiên thế giới còn có những quy tắc và yêu cầu kỳ quái này. Nếu anh muốn đi đại thiên thế giới, tỏi nguyện tiến cử cho anh. Trần Đức không nói gì, Vân Tịch Giao lại tiếp tục nói. Nhưng tôi hy vọng anh có thể gia nhập Đảo Định Thiên của chúng tôi. Vân Tịch Giao rất luyến tiếc, cô ta nhìn ra Trần. Đức Thiên Phú xuất chúng, cho nên muốn chiêu mộ anh vào Đảo Định Thiên. Một mặt có thể đạt được đầy đủ tài nguyên tu hành, mặt khác, Đảo Định Thiên cũng sẽ được tăng thêm một cường giả. Nhất cử lưỡng thiện, sao lại không làm? Gia nhập Đảo Định Thiên sao? Tôi không hiểu gì về Đảo Định Thiên, ngoài ra, tôi vừa giết chết người tên là Lâm không, đến Đảo Định Thiên, trưởng bối của hắn ra tay với tôi thì sao? Trần Đức uống một ngụm trà, anh cảm thấy mùi vị trà mặc dù ngon, nhưng so với rượu, mùi vị vẫn kém hơn chút. Chính xác, Vân Tịch Giao nói, nhưng tôi sẽ giúp anh giải quyết, chỉ cần anh nguyện ý gia nhập, những cái này không phải chuyện lớn, hơn nữa Đảo Định Thiên có một món đồ. Có thể anh sẽ thấy rất hứng thú. Hử, không biết thứ đồ cô Vân nói là thứ gì. Ánh mắt Trần Đức khẽ động. Trần Bát Hoang, mặc dù anh rất mạnh, nhưng trước mắt anh vẫn chưa có một món binh khí cầm. Tay chứ? Vân Tịch Giao nói, ngược lại không phải có ta biết Trần Đức không có binh khí,
mà cô ta cảm thấy nơi như Vân Tiêu Giới không có khả năng có thứ gì tốt. Mà Trần Bát Hoang chưa từng rời khỏi Vân Tiêu Giới, làm sao có thể có binh khí tốt? Một món binh khí tốt có thể khiến người ta như hổ thêm cánh. Cô ta không tin Trần Bát Hoang không động. Tạm. Quả nhiên, tiếng nói cô ta vừa dứt, chỉ thấy ánh mắt Trần Đức hơi sáng lên, không chờ anh hỏi, Vân Tịch Giao nói tiếp. Tên của một thế lực trước giờ sẽ không lấy loạn, hòn đảo tên đảo Định Thiên là vì thế lực đó ở một hòn đảo, nhưng hai chữ Định Thiên lại đến từ một món binh khí. Món binh khí này là một cây phương thiên hỏa kích, được đặt tên là thần kích Định Thiên, nó là binh khí mạnh nhất của đảo Định Thiên, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng thần binh trong đại thiên thế giới, là do một vị trí giống như Vân Tẻo Giới chế tạo từ ngàn năm trước, mạnh mẽ bá đạo, vô cùng cường thế, tôi cảm thấy khí chất của nó rất đù hơ với anh. Kích Định Thiên. Trần Đức âm thầm hỏi, Linh Lung, cô từng nghe qua chưa? Ừ, nghe qua rồi, nhưng cô nhóc này vẽ bánh cho anh thì sao? Kích Định Thiên đã có 30.000 năm lịch sử ở đảo Định Thiên, 30.000 năm nay, mỗi năm đều có người muốn cầm đi, chỉ có điều không ai có thể lấy được, không cách nào chinh phục được khí linh. Được rồi. Ngược lại Trần Đức cũng không bất ngờ, nếu thật sự có thể dễ dàng lấy được, Vân Tịch Giao sẽ đế cho anh đi. Còn có cơ hội nói ra, võ giả khác đã đi hết từ lâu rồi. Ý tốt của cô Vân tôi xỉn nhận, chuyện gia nhập đảo Định Thiên, tôi thiếu binh khí tốt, nhưng cũng không cấp bách. Nếu như không có chuyện gì khác, cô Vân, tôi cho người dẫn cỏ đi du lịch ở Vân Tiêu Giới. Tôi còn có việc khác, không thể tiếp đón nữa. Quá thực Trần Đức không có hứng thú tiếp tục nói chuyện với hai người, thời gian của anh rất quý báu, sau chiến tranh Bắc Hoang còn chưa kịp ở bên mẹ, ở bên những người phụ nữ của anh. Được rồi. Con mắt trong veo của Vân Tịch Giao thoáng qua vẻ thất vọng, cô ta lấy ra một tờ giấy, để lại lạc ấn tinh thần giao cho Trần Đức. Anh không muốn gia nhập đảo Định Thiên cũng không sao, thư tiến cử này cứ cầm đi, coi như quà gặp mặt lần đầu của chúng ta. Đa tạ. Trần Đức không có khách sáo, nhận lấy rồi thận trọng cất vào. Vân Tịch Giao và Thương Lan không tiếp tục ở lại nữa, bọn họ phá vỡ hư không rời đi. Bọn họ vừa đi, Trần Đức lập tức đến hậu hoa viên, mấy người đệ ngũ Hiên, đệ ngũ Vân Yên, Hoa Linh Vi, Diêu Mộng Vũ, Ấn An Sương và Âu Giã Tư Lĩnh đều ở đây. Mấy ngày kế tiếp, Trần Đức hoặc là ở cùng mẹ và cậu, hoặc là đồng hành cùng ba cõ gái Âu Giã Tư Lĩnh, Diêu Mộng Vũ, Ẩn An Sương, cố gắng làm ruộng, gánh vác trách nhiệm một người đàn ông nên có. Trần Đức, anh nên đi rồi. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Một tháng sau, Linh Lung nhắc nhở, Vân Tịch Giao nói đúng, Vân Tiêu Giới trước sau gì cũng không phải nơi quy tụ của anh nên đi đến một thế giới rộng lớn hơn. Ừ. Trần Đức gật đầu, quả thật phải đi rồi, nhà họ Trần ở đại thiên thế giới, tôi nhất định phải đi báo thù cho bố mình. Không chỉ nhà họ Trần, thứ trong lòng Trần Đức không có cách nào quên được còn có rất nhiều. Ví dụ như Đoàn Sơn Nhạc, tên cường giả đó đã từng mang Ưng Thanh Vũ đi, dùng một sợi tóc có thể ngăn cản đánh bại anh. Cho tới bây giờ, anh dám khẳng định, mình vẫn còn rất yếu so với Đoàn Sơn Nhạc. Trước kia Đoàn Sơn Nhạc đánh bại anh chỉ cần một sợi tóc. Mà bây giờ chỉ cần một ngón tay. Đúng. Chính là một ngón tay. Trần Đức chắc chắn 100% rằng Đoàn Sơn Nhạc rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so. Với anh bây giờ. Thậm chí, Đoàn Sơn Nhạc trong thời gian này có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Anh muốn biết, Đoàn Sơn Nhạc có phải ở đại thiên thế giới không, cũng muốn biết Ưng Thanh Vũ sao rồi. Ngoài ra, còn có Hồng Y Cơ Tuyết và Bạch Tĩnh Vân. Hòm đó. Dưới trận đánh ác chiến với huyết đồ, hắn ta liều mình nguy hiểm dẫn đến tấu hỏa nhập ma đưa hai cô gái đi. Nhưng hôm nay, cách trận đánh với huyết đồ đã qua khoảng 4 tháng rồi. 4 tháng nay, anh không có bất kỳ tin tức liên quan đến hai cô gái kia. Theo lý thuyết, 4 tháng trôi qua, tin tức anh tỉnh lại chắc hẳn Cơ Tuyết có thể tra ra, với tính cách của cỏ ta thì sẽ đến Vân Tẻo Giới gặp anh mới đúng. Nhưng, không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Cái này rất không bình thường. Trần Đức vô cùng lo lắng. Bát Hoang. Lúc Trần Đức mất hồn, bóng dáng cổ lục đạo đột nhiên xuất hiện phía sau lưng anh. Sư Tôn. Trần Đức xoay người hỏi, có chuyện. Nơi này là cấm địa tư nhân của Trần Đức, nếu như không có chuyện quan trọng, dù là cố lục đạo cũng sẽ không đi tới ổ đây. Ông ta tới tất nhiên là có chuyện. Ừ. Cổ lục đạo gật đầu, có người tìm con, nói. Nói tên là Cơ Tước Mộc, đến từ nhà họ Cơ,
hải tộc ở đại thiên thế giới, người đó chí mặt gọi tên muốn gặp con. Nhà họ Cơ. Trần Đức hơi kinh ngạc, thật đúng là suy nghĩ gì sẽ tới cái đó. Nhưng, không phải Cơ Tuyết đích thân đến, anh có hơi bất ngờ. Trước cửa đại điện đỉnh núi Vân Tiêu, một người đàn ông mặc trường bào màu đen, giày ống cao, tóc ngang vai, cưỡi trên một con linh thú như mãnh hổ, nhưng toàn thản đầy vảy, cao lớn uy mãnh, đi đi lại lại ngoài điện. Xung quanh hắn có hơn 100 hộ vệ cung. Vân Tiêu vây quanh, bày trận chờ đợi, trong đó có 20-30 người đã bị thương nặng sắp chết. Dưới cùng của biểu mẫu, mà chén thước sắt người đàn ông cầm trong tay lại có máu. Hiển nhiên, người là do hắn làm bị thương. Sao Trần Bát Hoang còn chưa tới? Cơ Tước Mộc tôi không còn kiên nhẫn nữa, trong một cái hít thở mà không xuất hiện, các người đều sẽ phải chết. Cậu Cơ, một người cầm đầu trong đám hộ vệ chính là nhãn vật lão bối hóa thạch sống của Vương Triều Vô Cương, tẻn là Chu Nguyên Thần, ông ta chăm chú nói, nơi này là đại điện nghị sự, bất cứ ai cũng không được ngồi vật cưỡi, xin cậu xuống trước đã. Bất cứ ai, mẹ nó ông nói cung vản tẽo chính là toàn bộ Vân Tiêu giới, còn có nơi nào tôi không thể ngồi vật cưỡi. Cơ Tước Mộc rất khinh thường, lão già, nếu tôi là ông thì sẽ ngoan ngoãn im miệng, cút xa ra một chút, tránh cho thọ nguyên không nhiều sập mất rồi. Chu Nguyên Thần yên lặng, gò má già nua cứng lại, khó coi, yên lặng một chút rồi mới tiếp tục nói, mời cậu Cơ xuống. Chu Nguyên Thần đã sống mấy ngàn năm, tính cách của ông ta rất kiên định, hoặc có thể nói là rất cố chấp, thuộc loại lão ngoan đồng cổ hủ, cực kỳ coi trọng mặt mũi. Trần Bát Hoang là ai? Là Hoang Thiên Vương. Là tồn tại cao chí cao vô thượng trong toàn bộ Bắc Hoang, thậm chí cả Vân Tiêu giới. Mà cung Vân Tiêu là chỗ ở của Hoang Thiên Vương, là địa bàn của Hoang Thẽn Vương. Cơ Tước Mộc ngồi ở trên vật cưỡi lượn lờ xung quanh, không khác nào dẫm trên mặt Hoang Thiên Vương, dẫm trên mặt toàn bộ Vân Tiêu giới, đó là nỗi chà đạp, giày xéo, sỉ nhục đối với bọn họ. Cho dù chết, Chu Nguyên Thần cũng phải bắt hắn xuống. Mẹ kiếp, lão già kia, con mẹ nó ông thật không biết phải trái, bảo ông không cút, vậy thì chết chắc rồi. Trong mắt Cơ Tước Mộc lóe lén vẻ không kiên nhẫn, con người hắn ta thiếu nhất chính là kiên nhẫn, một con kiến hôi không ngừng rêu rao. Hắn rất khó chịu. Lời vừa dứt, hắn đã bắt đầu cua múa thước nặng màu đen trong tay, cùng với cua múa của hắn, thước nặng vốn chỉ có 1 mét, trong phút chốc trở nén thật dài, thật lớn. Ầm ầm. Võ giả đại thiên thế giới thật sự quá mạnh mẽ, tùy ý vung lén, rõ ràng có thể thấy, chỗ thước nặng đi qua xé ra từng tầng sóng không gian cực lớn, như khuấy động sông nước, ầm ầm vang dội. Nhưng, một giây kế tiếp, vẻ mặt Cơ Tước Mộc bỗng nhiên đỏng cứng lại, vẻ mặt khoa trương giễu cợt đột ngột bất động. Thước nặng của hắn bất ngờ dừng lại. Trên thước nặng, từng đường kim quang quấn quanh, ngăn cản hắn không thể tiến về trước, cũng không thể lùi về phía sau. Là ai? Sắc mặt Cơ Tước Mộc u ám, hẳn giận dữ, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng bùng nổ, hội tụ về phía thước nặng, ý đồ tránh thoát. Nhưng, vô dụng, hắn càng mạnh, kim quang càng hưng thịnh, từ đầu đến cuối không có cách nào thoát được. Xin hỏi là vị tiền bối nào ở chỗ này, đây là ân oán cá nhân giữa nhà họ Cơ và cung Vân Tẽo, xin đừng nhúng tay vào. Cơ Tước Mộc hạ thấp tư thái, cất cao giọng lan truyền bốn phía. Theo như Cơ Tước Mộc thấy, người mạnh mẽ như vậy nhất định không thuộc về Vân Tiêu giới, mà là người của đại thiên thế giới. Cho nên, Cơ Tước Mộc báo ra danh hiệu của nhà họ Cơ. Nhà họ Cơ, thái độ của anh mà có thể đại diện cho nhà họ Cơ sao? Cơ Tước Mộc vừa dứt lời, một thân ảnh lặng lẽ từ trong hư không xuất hiện, đôi mặt lạnh nhạt nhìn Cơ Tước Mộc. Tôi hỏi anh, là nhà họ Cơ bảo anh đến đây ăn nói linh tinh, làm bị thương Trần Bát Hoang tôi. Ánh mắt Trần Bát Hoang nhìn thẳng vào Cơ Tước Mộc, đôi mắt lóe lẹn ánh sáng lạnh lẽo. Anh vừa xuất hiện, đám người Chu Nguyên Thần lập tức hành lễ vô cùng tôn kính. Còn sắc mặt Cơ Tước Mộc trở nên cực kỳ khó coi, mặt khô cằn giống như người chết. Anh, chính là Trần Bát Hoang. Hẳn hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Đức, tất cả kiêu ngạo thách thức đã thu liềm lại toàn bộ. Còn lại chỉ có sợ hãi, kính nể, chấn động, hoảng. Hốt. Trước khi tới, thế nào hắn cũng không nghĩ ra Trần Bát Hoang lại mạnh như vậy. Phải biết rằng hắn chính là cường giả cấp thánh tổ đó. Cảnh giới này dõi mắt ở Vân Tiêu giới, tuyệt đối thuộc về tồn tại đứng đầu ấy chứ. Nhưng,
Đối mặt với Trần Bát Hoang, ngay cả hành động cũng rất khó khăn, nói chuyện cũng lắp bắp. Đối mặt với Trần Bát Hoang giống như đối mặt với một vị tôn đế vương cái thế, cho hắn một loại áp lực sâu thẳm từ chỗ linh hồn. Không chỉ là hắn, ngay cả vật cưỡi của hắn cũng đã nằm rạp xuống từ lâu, nó run lẩy bẩy, trong đôi mắt to như chuông đồng tràn đầy sợ hãi bất an. Là tôi hỏi anh không trả lời sao? Trần Đức nhìn chằm chằm vào Cơ Tước Mộc, hắn lập tức cảm thấy như rớt xuống vực sâu hún hút, đất trời đảo ngược, mặt mày lại càng trắng bệch. Không, anh Trần, xin lỗi anh. Cơ Tước Mộc thật sự sợ, đã không còn chút lòng tự trọng hay kiêu ngạo nào trước mặt Trần Đức, chỉ còn kém nước quỳ xuống, anh Trần, tôi. Không phải tôi muốn phô trương như vậy, mà là có người bắt tôi làm thế, hơn nữa. Đây là tôi đến để đưa cho anh. Hắn run rẩy đôi tay lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trên tỏa ra một mùi hương thơm ngát, ắt hẳn không phải đồ bình thường. Hừ, thứ chó bắt nạt kẻ yếu, mày cũng xứng đưa đồ cho Hoang Thiên Vương à. Chu Nguyên Thần hừ lạnh, nhận lấy thứ trong tay Cơ Tước Mộc rồi bất ngờ đá một cái lên mặt hắn. Bốp, Cơ Tước Mộc lập tức bị đá ngã xuống đất, chẽn mặt trình ình có cái dấu chân khiến một bên má máu me be bét. Nếu là trước đẩy thì Cơ Tước Mộc chắc chắn đã nổi giận rồi giết chết ông ta. Một tên rác dưới bán thánh mà dựa vào cái gì đá hắn. Nhưng giờ có cho hắn 1000 cái lá gan thì cũng không dám trả thù. Mà đừng nói trả thù, ngay cả chửi mấy câu thôi cũng đã không dám rồi. Cơ Tước Mộc đã được chứng kiến sự mạnh mẽ của Trần Đức. Thế nên, hắn chỉ có thế bụng mặt run lấy bấy và chẳng dám hó hé câu nào. Hoang Thiên Vương. Chu Nguyên Thần đưa hộp gỗ đến trước mặt Trần Đức, anh nhận lấy rồi mở ra. Bên trong là một bức thư. Trên phòng bì có một chữ hí. Bên trong là tấm thiệp mời dự lễ kết hôn. Điều bất ngờ ở đây là chẽn tấm thiệp mời lại viết 3 cái tên, 2 nữ 1 nam, lần lượt là chú rể Đoàn Phong Trần, cô dâu Huệ Nhược Vân, của hồi môn Cơ Tuyết. 3 chữ của hồi môn cực kỳ bắt mắt. Đương nhiên là Trần Đức biết ý nghĩa của 3 chữ của hồi môn, nó đến cả vợ bé cũng không bằng. Sau khi gả đến, chú rể có thể làm bất cứ chuyện gì với của hồi môn kể cả lên giường làm tình. Nhưng, lại không thế sinh con, địa vị chẳng khác nào tỷ nữ. Cùng lắm cũng cao hơn tỷ nữ một chút thôi. Tóm lại, của hồi môn chẳng khác nào một công cụ. Thoáng chốc, sắc mặt Trần Bát Hoang lập tức thay đổi và trở nên hết sức khó coi. Cơ Tuyết vậy mà lại trở thành của hồi môn. Anh Trần, tấm thiệp mời này là Đoàn Phong Trần bảo tôi đưa tới cho anh. Hắn ta biết cô chủ rất coi trọng và vẫn nhớ đến anh nên mới bắt tôi đưa nó đến tay anh. Cơ Tước Mộc không đợi Trần Đức hỏi đã nói, hơn nữa, nhất định phải đưa tận tay anh. Đoàn Phong Trần, họ Đoàn, một. Trong đầu Trần Đức không khỏi nghĩ đến Đoàn Sơn Nhạc. Lẽ nào hắn ta có quan hệ với Đoàn Sơn Nhạc? Có điều, anh lại nhanh chóng lắc đầu phủ định suy nghĩ đó. Đoàn Sơn Nhạc thuộc tộc Bất Tử Điếu. Mà trong tộc đó ngoài ông ta ra cũng chỉ còn lại Ưng Thanh Vũ. Về Đoàn Phong Trần thì tỏi cũng không biết rõ, hắn ta là người đến từ vùng đất Thái Hư ở Đại Thiên Thế Giới và có thực lực rất mạnh. Có điều, tôi lại chưa gặp bao giờ, tấm thiệp này cũng là hắn ta nhờ người giao cho tôi. Tại sao Cơ Tuyết lại trở thành của hồi môn? Giọng nói Trần Đức có chút bực bội, Cơ Tuyết là người phụ nữ của mình nhưng giờ lại thành của hồi môn của kẻ khác, tâm trạng của anh có thể tốt mới lạ. Điều này, tôi, tỏi cũng không biết, đẩy là chuyện của cao tầng trong gia tộc, tôi không có tư cách để biết. Cơ Tước Mộc run lấy bấy không dám nói dối dù chỉ một chữ, để thể hiện sự chân thành của mình, thậm chí hẳn còn mở ra thần môn làm mọi người. Quan sát sự dao động trong thần hồn của hắn. Trần Đức nhàn nhạt nói, tôi biết rồi, anh cút về nói cho Đoàn Phong Trần, tôi sẽ đến tham gia lễ kết hôn của hắn ta. Vâng, vàng, tỏi chắc chắn sẽ nhắn lại. Cơ Tước Mộc gật đầu, bấy giờ Trần Đức mới bỏ đi mọi uy áp, hắn như được tha tội chết dứt khoát đứng dậy chạy té khói. Cơ Tước Mộc hoàn toàn không dám bay, giống như bị chó dí chạy thầm một mạch xuống núi Vân Tiêu rồi mới bay lên trời. Đây không phải là một tấm thiệp mời mà rõ ràng là một bức thư khiêu chiến. Bên trong thần hồn, Linh Lung chậm rãi nói. Đúng vậy. Trần Đức thở dài. Hèn chi 4 tháng rồi mà Cơ Tuyết không nhắn lại câu nào. Hóa ra là sắp kết hôn. Nếu là kết hôn bình thường thì Trần Đức còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, chỉ cần Cơ Tuyết muốn thì anh sẽ đến chúc phúc cho cô ấy. Nhưng,
cô ấy lại là của hồi môn. Của hồi môn là cái gì? Nói khó nghe chút thì chính là một con chó, thậm chí có lẽ còn không bằng. Anh tuyệt đối không cho phép Cơ Tuyết gả đi một cách uất ức như vậy. Nói gì thì nói Cơ Tuyết cũng là người phụ nữ của anh. Anh chắc chắn sẽ nhúng tay vào chuyện này. Còn một tháng nữa mới đến lễ kết hôn của họ, trước đó, phải gặp Cơ Tuyết để tìm hiểu tình hình đã. Vậy anh định bao giờ thì đi Đại Thiên Thế Giới? Lỉnh Lung hỏi, 3 ngày sau đi. Vậy anh đã nghĩ ra sẽ dẫn ai đi chưa? Tạm thời khỏng dẫn theo ai hết. Trần Đức đã nghĩ kỹ về hành trình đi Đại Thiên Thế Giới rồi, không dẫn ai theo là vì cao thủ mạnh nhất ở Vân Tiêu Giới cũng chỉ là thánh nhân hay bán thánh. Bọn họ mà đến Đại Thiên Thế Giới thì lại rất yếu và rất nguy hiểm. Hơn nữa, anh cũng không biết nhiều về Đại Thiên Thế Giới. Đợi tôi đạt tới cảnh giới hợp đạo, mở được Tiếu Thiên Địa thì sẽ dần họ đi cũng không muộn. Trần Đức nói, cảnh giới hợp đạo là cảnh giới phía sau hóa đạo, tẽn như ý nghĩa chính là hòa hợp với đạo, mỗi một vị trí chẽn cơ thế đều là một cái bảo tàng, có thế mở ra một Tiếu Thế Giới mang theo bên mình giống như không gian trong nhẫn tu di nạp. Tiếu Thế Giới này còn được gọi là Tiểu Thiên Địa. Điều khác biệt duy nhất với nhẫn tu di nạp đó là nó có thế chứa vật sổng. Còn nhẫn tu di nạp lại không? Trần Đức, anh chắc chưa? Mở Tiểu Thiên Địa cũng không phải là một chuyện dễ gì. Linh Lung nói, tuy cảnh giới hợp đạo có thế mở Tiểu Thiên Địa, nhưng cũng không đại biểu chắc chắn mở được. Trong 1 triệu cao thủ hợp đạo thì cũng chưa chắc có ai mở được. Không thử thì làm sao mà biết? Trần Đức cười, nếu không mở được thật thì tôi về Vân Tiêu Giới thôi. Cũng đúng. Linh Lung thầm cảm thán. Có lẽ với người khác thì mớ Tiếu Thiên Địa là rất khó, nhưng với yêu nghiệt như Trần Bát Hoang thì lỡ vô cùng đơn giản thì sao? Không phải sao? 3 ngày kế tiếp, Trần Đức chọn cách bế quan chỉ vì 2 việc là luyện đan và sửa sang lại công pháp. Mãi đến 3 ngày sau, anh mới xuất quan, đưa đan dược công pháp đến cho Vương Triều Vô Cương và đám đệ ngũ hén, đệ ngũ Vân Yên. Đến đêm, Trần Đức đi vào phòng Âu Dã Tư Linh. Âu Dã Tư Linh đang ở trong thùng tắm. Phòng tắm bốc hơi nghi ngút, giữa hơi nước mờ ảo, xuyên thấu qua tấm kính được chế tạo đặc biệt có thể thấy được dáng người quyến rũ nõn nại yểu điệu như tiên nữ. Dù Trần Đức đã nhìn thấy hay thậm chí là sờ rất nhiều lần thì vẫn cảm thấy vô cùng đẹp giống như xem mãi không chán. Anh dọn ghế đến ngồi xuống vừa uống rượu và ngắm nhìn. Chẳng mấy chốc, Âu Dã Tư Linh đã đi ra từ trong làn hơi nước, mặc một bộ váy ngủ màu đen bằng lụa mỏng như được thiết kế riêng cho mình bọc lấy dáng người quyến rũ. Hoàn toàn thể hiện ra được đường cong mỹ miều của mình. Âu Dã Tư Linh nhìn thấy Trần Đức cũng không bất ngờ, tựa như đã phát hiện ra anh từ lâu, đôi chân ngọc ngà đạp lên thảm, nhẹ nhàng đi đến trước mặt rồi ngồi vào lòng anh, dịu dàng nói. Trần Bát Hoang, con người của anh sắp xuất ra luôn rồi kìa. Thế hả? Trong mắt Trần Đức tràn ngập vẻ dịu dàng, chắc vì em mới xuất ra đó, đáng. Anh vừa nói xong đã ôm lấy Âu Dã Tư Linh đi vào buồng trong rồi đặt cô xuống giường, tục ngữ nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Vậy anh còn chờ gì nữa? Không trải nghiệm? Chút thăng hoa sao? Âu Dã Tư Linh đế lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn sáng bóng như ngọc, đôi mắt nhấp nháy đưa tình, 2 má ửng đỏ, em thấy anh chưa ngậm đã cứng luôn rồi kìa. Buồn vui, ly hợp, chưa ngậm, đã cứng. Trần Đức sửng sốt. Sau đó có chút cạn lời. Phụ nữ mà ta, lên thì đúng là vứt đàn ông cả 9 con phố. Em đã có nhu cầu mãnh liệt như vậy thì chồng đây cũng chỉ đành cố gắng đồng ý thôi. Trần Đức nhếch miệng cười rồi lập tức hành động, nhưng khi anh định xách súng ra trận thì bỗng dưng. Á! Âu Dã Tư Linh bỗng hét lên một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tư Linh, em làm sao vậy? Vẻ mặt Trần Đức cứng lại. Vội vàng kiểm tra cơ thể cô nhưng lạ là lại không thấy điều gì khác. Thường. Không biết nữa, em cảm thấy cơ thể có hơi khó chịu, em. Quẹ. Âu Dã Tư Linh còn chưa nói xong đã ói ra. Rốt cuộc là bị làm sao? Trần Đức lại kiểm tra thêm lần nữa, xong vẫn không phát hiện ra điều gì. Đang yên đang lành, tại sao lại ói? Hiện tượng này hoàn toàn không nên xảy ra chẽn người võ giả mới đúng. Huống chi. Âu Dã Tư Linh còn là người xuất sắc trong giới võ giả, là thiên tài kiếm đạo. Trần Đức, anh bị ngáo à? Một người phụ nữ mà ói thì lẽ nào anh không biết là tại sao ư? Trong thức hải, Linh Lung bỗng nhiên nói. Trần Đức lập tức sửng sốt giống như bị điện giật,
Linh Lung, ý cô là. Đúng vậy, anh sắp làm bố rồi, chúc mừng. Linh Lung buồn bực, bình thường Trần Bát. Hoàng Yêu Nghiệt, thông minh lắm mà, sao chút chuyện ấy lại còn cần mình nhắc nữa. Câu đó của Linh Lung lập tức khiến Trần Đức ngây người. Có chút khóng biết làm sao. Một người bình thường tràn ngập tự tin, bất kể làm chuyện gì đều có dự tính trước như anh lại ngây ra tại chỗ. Ngơ ngác đần ra tại chỗ giống một tên ngốc, đờ đằn nhìn chằm chằm vào Âu Dã Tư Linh đang nôn khan. Tôi thật sự sắp được làm bố. Một lát sau, Trần Đức chợt nắm lấy tay Âu Dã Tư Linh bắt mạch cho cô. Im lặng bật mạch 3 giây, sau đó. Ha 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 ha, ha 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 ha. Một tiếng cười tràn ngập vui sướng bỗng dưng vang lên, Trần Đức vui vẻ cười to giống như người điên. Trần Bát Hoang, anh bị sao vậy? Âu Dã Tư Linh khó hiểu hỏi. Tư Linh, em có thai rồi, em sắp được làm mẹ, anh sắp được làm bố rồi. Trần Đức ôm lấy Âu Dã Tư Linh phấn khích nói, tốt quá, ha ha, tốt quá. Sau một thời gian dài, khi Trần Đức lên giường với người phụ nữ của mình thì cũng không sử dụng biện pháp bảo vệ nào nhưng lạ là vẫn chẳng ai có thai. Không ngờ, ngay khi anh sắp rời khỏi thì Âu Dã Tư Linh lại có thai. Khỏi phải nói, tính thời gian thì chắc chắn là đã có trong một tháng này. Âu Dã Tư Linh nghe thấy tin ấy cũng sửng sốt, sau đó vuốt cái bụng phẳng lì của mình. Mặt mày tràn ngập hạnh phúc. Có thể sinh con cho Trần Đức là mong ước và cũng là giấc mơ của cô. Một tháng qua, cô đã biến đổi đa dạng ăn mặc quần áo và trang điểm theo sở thích của Trần Đức để quyến rũ anh làm tình với mình còn không phải là vì muốn có thai sao. Bây giờ, cuối cùng cũng được như ước nguyện. Âu Dã Tư Linh hết sức vui vẻ, ngả lên vai Trần Đức im lặng không nói gì, mặt mày tràn ngập hạnh phúc. Tư Linh, mấy ngày kế tiếp em không cần phải làm gì hết. Nhất định phải chăm sóc cho con của anh. Trần Đức nói, ngoài ra, anh sẽ dùng mấy ngày này để đi tìm một số thiên tài địa bảo về. Trước khi sinh đứa trẻ này ra, em chỉ cần phụ trách ăn và dưỡng thai thôi, biết không? Âu Dã Tư Linh khẽ nhíu cái mũi xinh xắn của mình lại, giả vờ tức giận nói, em cũng không phải heo, anh bảo em chỉ phụ trách ăn thôi á. Ha ha, anh mặc kệ, dù sao em phải làm cho cục cưng của chúng ta an toàn đi tới thế giới này. Nói đến đây, Trần Đức đang hưng phấn cực độ đột nhiên lại có chút mất mát, đáng tiếc, anh không thể ở bên em, cũng không thể ở bên bảo bối, không biết con là trai hay gái. Anh, phải đi sao? Âu Dã Tư Linh hỏi, đi đại thiên thế giới. Sia! Trần Đức gật đầu, vốn dĩ ngày mai phải đi rồi, nhưng bây giờ lại bị trì hoãn mấy ngày, chỉ là... Cuối cùng vẫn phải đi, anh không thể không đi đại thiên thế giới. Em biết. Âu Dã Tư Linh ôm Trần Đức, cô rất hiếu anh, biết rằng Trần Đức phải đi đại thiên thế giới. Một mặt là để thăng thực lực nhanh hơn, mà một mặt khác là thù của bố anh vẫn còn à đại thiên thế giới. Anh phải đi nhà họ Trần. Trần Nguyên Vũ, kẻ thù giết bố, anh cũng phải giết người đó. Đôi môi đỏ mọng của Âu Dã Tư Linh hé mở, nhẹ. Nhàng thổi một hai bẽn tai Trần Đức, dịu dàng nói, ông xã, anh yên tâm. Em nhất định sẽ để bảo bối của chúng ta cả đời an toàn, chăm sóc nó thật tốt. Được. Đêm nay, Âu Dã Tư Linh và Trần Đức không làm gì, không phải là bởi vì không thế làm, mà là hai người đều đắm chìm trong vui sướng đứa bé mang tới. Thậm chí Trần Đức kích động đến mức cả đêm không ngủ, hỏng sau vừa rạng sáng liền rời đi tìm thiên tài địa bảo cho Âu Dã Tư Linh. Long đế của Hoàng Triều Vô Cương ở xa nghe Âu Dã Tư Linh mang thai cũng lùi hết mọi chuyện. Dẫn theo hàng trăm quan và tướng sĩ đến cung Vân Tiêu. Ngoài ra, nhà họ Tổ ở Tây Hải và rất nhiều nhân vật hàng đầu các thế lực nhất phẩm ở Vân Tiêu giới cũng rối rít đưa quà tặng tới. Chuyện mừng như vậy đương nhiên Trần Đức sẽ không từ chối. Núi Vân Tiêu đông như chảy hội, náo nhiệt khác thường. Hôm nay, Trần Đức từ ngoài quay về, vừa mới đến núi Vân Tiêu, Đoạn Nguyên vội vàng từ đằng xa chạy tới, tông chủ. Tông chủ! Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Anh mau đi xem chút đi. Vẻ mặt Đoạn Nguyên cuống cuồng, hốt hoảng, hoàn toàn không có cách nào ổn định, giống như gặp phải quỷ. Trần Đức lần đầu nhìn thấy dáng vẻ anh ta như vậy, cho dù ban đầu đạt được truyền thừa của Lưỡng Nghi Tông thì cũng không giống như hôm nay. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Đức có chút nghi ngờ. Cái này, tông chủ, tôi cũng không biết nẻn nói thế nào, anh đi xem đi rồi biết, phu nhân Tư Linh, cô ấy xảy ra chuyện. Cái gì? Trần Đức biến sắc, không hỏi thêm câu nào nữa,
thần thức lan tràn mở ra, trong nháy mắt xác định vị trí khí tức của Áo Giả Thanh Vũ, cơ thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Đoạn Nguyên vội vàng đi theo. Sau ba cái hô hấp, Trần Đức thấy Âu Giả Tư Linh, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái. Lúc này, Âu Giả Tư Linh đang trong kho hàng. Không sai, chính là kho hàng. Kho hàng của núi Vân Tiêu đương nhiên không phải kho hàng thông thường, kho hàng này gần như là một ngọn núi đào rồng. Thứ đựng bèn trong không hề ngoại lệ, tất cả đều là nhẫn tu di nạp, túi càn khôn. Mà đồ trong nhẫn tu di nạp và túi càn khôn đương nhiên là thiên tài địa bảo. Từ khoảng thời gian này đến nay, bảo vật của những đại thế lực, tông môn, hoàng triều đưa tới đều ở chỗ này. Có thể nói bảo vật ở đây là nơi tập trung nhiều nhất dày đặc nhất trong toàn bộ Vân Tiêu giới, trong đó bao gồm hơn 100 triệu tấn linh thạch, dược liệu, thực vật cao cấp, v.v. Mà lúc này, Âu Giả Tư Linh đang ngồi dưới đất, xung quanh người cô, linh thạch, bảo vật, dược liệu bay ra hàng đống từ nhẫn nạp và túi càn khôn, quấn quanh bốn phía cơ thể cô, phía bụng của cô xuất hiện một cái động đen. Đúng, chính là một cái động đen. Một cái động đen hư không, giống như cái động không đáy đang nuốt chửng linh thạch và dược liệu bên trong. Hơn nữa, tốc độ và số lượng mỗi một lần cắn nuốt đều cực kỳ khoa trương, vậy thì với linh thạch mà nói, cắn nuốt một lần. Chí ít chẽn ngàn cản, các loại thiên tài địa bảo lần lượt tiến vào cái động đen, lúc trở ra đã là hòn đá hoặc bã dược liệu bình thường không thể bình thường hơn. Trần Đức có thể cảm nhận rõ ràng những tinh túy và linh khí bên trong dược liệu, linh thạch đều bị hấp thu toàn bộ, không phải bị Âu Giả Tư Linh hấp thu, mà là bị đứa trẻ của anh và Âu Giả Tư Linh hấp thu, nuốt chửng. Nhưng, Âu Giả Tư Linh vẫn được trợ giúp, rõ ràng có thể thực lực đang không ngừng đề thăng, thậm chí cảnh giới cũng đang đột phá. Trong kho hàng bảo vật, đã có gần 1/3 trong đó bị nó hấp thu hoàn toàn. Tốc độ như vậy, dù là Trần Đức cũng sững sờ ngơ ngác. Cái này, lại xuất hiện một tên biến thái sao? Trong thức hải, khóe miệng Linh Lung nhếch lén, tính toán thời gian, Âu Giả Tư Linh mang thai cũng chỉ khoảng hơn 1 tháng thôi chứ. Nhưng con mẹ nó vẫn còn chưa thành hình, lại kinh khủng như vậy. Tông chủ, một bên Đoạn Nguyên cũng trố mắt nghẹn họng, bắt đầu từ sáng, phu nhân luôn như vậy, cứ hấp thu, dùng không bao lâu nữa, kho hàng sắp trống rỗng rồi, mặc dù chúng ta có 3-4 cái kho hàng như vậy, nhưng... Không sao. Trong con người Trần Đức lóe lên hưng phấn, chỉ cần núi Vân Tiêu có, thì đưa toàn bộ cho Linh. Nhi, còn nữa. Tiếp tục sắp xếp, một số tài bảo lưỡng nghỉ tông giữa lại cũng đưa hết đến núi Vân Tiêu cho Linh Nhi. Được. Lời của Trần Đức đương nhiên Đoạn Nguyên không có phản bác, lập tức đi sắp xếp. Trần Đức lo lắng hấp thu kéo dài như vậy sẽ xảy ra chuyện, anh không rời đi, đứng canh chừng một bén, nhưng sự thật là anh nghĩ nhiều rồi, toàn bộ quá trình hoàn toàn không xảy ra tình trạng gì. Hấp thu xong nửa số bảo vật của kho hàng, cái động đen kia lúc này dần dần biến mất. Đến lúc này, Âu Giả Tư Linh mới mở mắt, chú ý tới Trần Đức bên cạnh, ông xã. Cảm giác thế nào? Trần Đức có hơi lo lắng hỏi, có chỗ nào khác thường không? Không có. Âu Giả Tư Linh lắc đầu, ôm bụng, tên nhóc này hôm nay không an phận chút nào, còn chưa thành hình đã cảm thấy nó cử động, chỉ dẫn em đến đây, sau đó liền bắt đầu hấp thu, tất cả linh khí đổ hết vào trong cuống rốn, chỉ cho em không tới 1/10 ngàn. Ông xã, anh nói xem tên nhóc này có xảy ra chuyện hay không? Không cần lo lắng, đây là chuyện tốt. Trần Đức nói. Quay về anh sẽ tiếp tục sắp xếp tất cả mọi người tìm kiếm thiên tài địa bảo cho nhóc con hấp thu, số lượng chắc chắn đủ. Ừ, Âu Giả Tư Linh gật đầu. 2 ngày tiếp theo, Trần Đức lại ra ngoài, anh chủ động viếng thăm các tông môn thế lực lớn, dùng các loại bảo vật như đan dược đối lấy linh thạch và dược liệu, anh còn tiến vào một vài cấm địa tìm linh thạch, linh tinh. Bây giờ toàn bộ Vân Tẽo giới đã không còn trò nào anh không đi, cấm nợ A Hung Đa gì trong. Mắt anh cũng không đáng nhắc tới, phàm là người nhìn thấy anh, không một ai không cung kính, đối đáp nhiệt tình. Đãi ngộ này so với lúc anh vừa đến Vân Tiêu giới hoàn toàn khác nhau một trời một vực, không thể coi như nhau. Ngày thứ 3, Trần Đức quyết định rời Vân Tiêu. Giới. Trước khi đi, anh đã để lại rất nhiều linh thạch, dược liệu, động thực vật. Còn một vài đan dược giao cho Đoạn Nguyên, căn dặn anh ta giúp anh đưa đến địa cầu, đích thản giao cho các cỏ gái Tống Ngữ Yên. Hạ Thiên Tuyết, Lâm Giao. Bát Hoang,
đại thiên thế giới tàn khốc hơn vạn tiêu giới, nơi đó còn có người của nhà họ Trần, nhớ lấy, làm việc nhất định phải cẩn thận, trước khi có đủ thực lực thì đừng nảy sinh bất cứ liên quan gì đến người nhà họ Trần. Đệ Ngũ Vân Hiển tràn đầy lo âu. Bát Hoang, cẩn thận mọi chuyện. Đệ Ngũ Hiên nói, nhớ lấy, gặp phải người không địch nổi, nhất định phải trốn, chỉ còn sống thì mới có được tất cả. Vâng, cậu, mẹ, hai người yên tâm. Ba cỏ gái Âu Dã Tư Linh, Hoa Linh Vi, Diêu Mộng Vũ mặt đầy luyến tiếc, nước trong mắt lóe lên, tạm biệt Trần Đức. Mấy người đàn ông Cố Lục Đạo, Lâm Chi Tâm, Chu Long cũng không khá hơn chút nào, tràn đầy lưu luyến. Mọi người yên tâm đi, không bao lâu sẽ trở lại, đến lúc đó sẽ đưa mọi người đi đại thiên thế giới. Các vị, sau này gặp lại, chuyến đi này tôi nhất định khiến tên của Vân Tiêu vang khắp đại thiên thế giới. Trần Đức xưa nay chính là người quả quyết, sau khi nói lời tạm biệt đơn giản, không phí lời thêm nữa. Anh xoay người lao vào hư không. Tên nhã ỷ Trần, sao vậy, luyến tiếc Vân Tiêu giới sao? Trong thức hải, Linh Lung cảm nhận được cảm xúc phập phồng của Trần Đức. Vợ, mẹ, cậu, còn có đứa trẻ chưa ra đời, tất cả đều ở Vân Tẽo giới, nói không nỡ chút nào là giả đấy. Trần Đức cười khổ, nhưng đại thiên thế giới vẫn phải đi. Trong hư không, dòng chảy hỗn loạn, lực lôi xé khủng khiếp, không phải cường giả cấp bậc thánh nhân thì tuyệt đối không thế nào chịu đựng nổi. Trần Đức theo chỉ thị của Linh Lung, anh đi trong bóng tối. Hai ngày sau, ở ngay phía trước, Linh Lung mở miệng, trong giọng nói cô ta có chút kích động, đại thiên thế giới là cố hương của cô ta, nhiều năm rồi, cuối cùng đã trở về nơi quen thuộc, làm sao cô ta có thể không kích động. Lời Linh Lung vừa dứt, Trần Đức nhanh chóng nhìn thấy một kẽ hở hư không, phía sau kẽ hở có khí tức sinh mệnh. Bất chợt, anh hạ một quyền. Hai. Hư không vỡ vụn, nhất thời một cảm giác trời. Đất quay cuồng truyền tới, cả người anh giống như mất đi trọng tâm, điên cuồng rơi xuống. Tốc độ rất nhanh, không thể nghe thấy cái gì, chỉ nghe được tiếng âm hướng vù vù bên tai. Đại khái sau khoảng 7-8 cái hô hấp. Bụp. Lập tức anh rơi xuống đất, tiếp xúc với mặt đất. Hai chân trực tiếp lún xuống đất, bùn đất cuồn cuộn. Gầm. Trần Đức còn chưa lấy lại tinh thần, đột nhiên một cái cây cao che trời đổ xuống, rơi xuống cạnh anh. Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy một con khủng long cỡ lớn cao đến 100 mét như con thằn lằn xuất hiện trước mắt anh, dương miệng to như chậu máu, bày ra răng cửa như răng cưa, đột nhẽn tấn công về phía anh. Gầm. Tiếng khủng long như sấm rền, trong chậu máu, từng chiếc răng nanh chẳng bạc như lưỡi dao sặc. Bén, lóe lẻn ánh sáng rét lạnh. Đôi mắt to đỏ tươi nhìn chằm chằm Trần Đức, một hớp cắn về phía anh. Mẹ kiếp, gặp quỷ. Giống như phản xạ có điều kiện, nói xong, quả đấm của Trần Đức như đạn đại bác đập xuống. Sức mạnh một quyền lớn bao nhẽo. Đừng nói một con rồng thằn lằn nho nhỏ, dù 10 con rồng thằn lằn như vậy cũng không chịu nối một kích. Dưới một quyền, con rồng thằn lằn này nổ tại chỏ, máu tươi phun như mưa, vương vãi đầy đất, mùi máu tanh gay mũi tràn ngập cả không gian. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Bù. Trần Đức rút hai chân từ trong đất, lúc này mới bắt đầu quan sát cảnh tượng xung quanh. Bốn phía cỏ dại mọc tùm, cây cối cao vút. Nhìn qua giống như vùng rừng rậm nhiệt đới ở địa cầu, liếc mắt nhìn sâu không thấy đáy, hoàn toàn không phản rõ đồng nam tái bậc. Linh Lung, đây là đâu? Bình thường mà nói, nơi chúng ta rơi xuống không phải là một trấn nhỏ sao? Trần Đức rất kỳ quái, lúc trước anh đã sớm nghe qua những chuyện liên quan đến đại thiên thế giới. Vân Tiêu giới đến đạo thiên thế giới, chỉ có một địa điểm dừng chân tên là Trấn Vân Tiêu. Trên trấn sẽ có sát hạch chuyên đế kiểm tra thực lực của người phi thăng, hoặc là có thư đề cử cũng phải đến đó. Chỉ có thông qua trấn nhỏ kia mới tính là chân chính bước vào đại thiên thế giới. Mà trước mắt, hoàn toàn không giống với tưởng tượng, gần đây đừng nói đến trấn nhỏ. Ngay cả bóng người cũng không gặp được. Hơn nữa, còn có một chút rất kỳ quái. Linh thú của đại thiên thế giới, phàm là tổ tiên xuất hiện qua linh thú cường giả cảnh giới hóa đạo, sau đó đời sau có thể hóa thân thành người. Nếu như đời trước, tổ tiên không có cường giả cảnh giới hóa đạo, vậy thì tự thân cũng đạt đến cảnh giới thánh nhân xuất hiện giống với hình người. Con khủng long như thằn lằn kia từ sức mạnh có thể phán đoán, cảnh giới ít nhất cũng ở thánh vương tột cùng. Nhưng, nó vẫn duy trì hình dáng ban đầu,
thậm chí ngay cả linh trí cũng không có. Điều quan trọng nhất chính là trên người nó không có bất kỳ nguyên khí chập chờn, chỉ là lực lượng rất mạnh. Trần Đức rất kỳ quái. Tạm thời vẫn chưa rõ. Linh Lung lắc đầu, điều Trần Đức nghi ngờ thì Linh Lung cũng nghi ngờ, nơi này quá kỳ quái, hoang vắng, khí tức hoang dã, nhìn tình hình xung quanh, căn bản không như từng có người đến qua. Từ Vân Tiêu giới đột phá đến vị trí, bình thường mà nói điếm rừng chản chính là Vân Tiêu giới, nhưng có xác suất rất nhỏ sẽ tiến vào lỗ sâu trong hư không vặn vẹo, rơi vào chỗ khác. Linh Lung bổ sung nói, rõ ràng chúng ta đã rơi vào trong xác suất nhỏ đó. Thật quá xui xẻo. Trần Đức không biết làm sao, rõ ràng nơi rừng núi hoang dã này không phải nơi tốt đẹp gì, có thể chính là một nơi núi sâu nào đó. Điều an ủi đáng giá duy nhất là có thể xác định bản thân đã đến đại thiên thế giới. Độ dày nguyên khí ở đây gấp 10 lần Vân Tiêu giới, trọng lực cũng gấp 10 lần. Nếu như không phải nhân sĩ bản địa đại thiên tiến giới không nhận được quy tắc vị trí cho phép, dù là cường giả thần vương đỉnh phong đến đây, e rằng ngay cả trọng lực cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Trời sắp tối, tìm một nơi an toàn vượt qua đêm nay đi. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Linh Lung nói, nơi này rất cổ quái, ngày mai lại tìm kiếm xem là nơi nào. Ừ. Trần Đức gật đầu. Sắc trời bắt đầu dần dần ảm đạm, một đám mây đen lớn trên bầu trời đang chuyển động, lan tràn, bất cứ lúc nào cũng có thể mưa như thác đổ. Dù sao nơi này cũng là đại thiên thế giới, so với núi sâu thăm thẳm không ai biết rằng có thể có linh thú mạnh mẽ hay không. Trần Đức thận trọng đi về phía trước, trên đường có rất nhiều linh thú cổ quái, những linh thú này tướng mạo quái dị, dáng người khổng lồ, ví dụ như lúc anh đi qua một con suối, nhìn thấy một sinh vật giống voi, cao gần 300-400 mét, còn cao hơn một vài dãy núi trên địa cầu. Tất cả mọi thứ trong rừng, chỉ dùng một chữ liền có thể hình dung. Lớn. Cải lớn, hoa cũng lớn, một khóm cỏ rất bình. Thường cũng cao bằng Trần Đức. Nửa giờ sau, cuối cùng Trần Đức đã tìm thấy một ngọn núi nhỏ khá yên tĩnh và an toàn, chẻn ngọn núi có một cái động lớn. Trong cửa hang trải đầy mấy bộ hài cốt của linh thú cực lớn, nhìn dáng dấp chắc là chủ nhân đời trước của cái động này, từ bộ xương phán đoán ra, có phần hơn giống khủng long. Nhưng chết rồi. Trần Đức dự định qua đêm ở đây trước. Đầu tẽn bày ra một vài trận pháp phòng ngự ở cửa động, sau đó lại quay về trong động, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, tiếng sấm nổ vang, sấm sét dày đặc hơn người đan sen bên ngoài hang động, mưa xối xả đổ xuống, sấm sét vang lên, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm thét của dã thú. Một đêm trôi qua, mưa lớn lặng lẽ dừng, khi trời sáng, giữa rừng núi hoang dã tràn ngập sương trắng, trong màn sương mù hàm chứa nguyên khí cực kỳ đậm đà. Nguyên khí mạnh gấp mấy chục, mấy trăm lần so với Vân Tiêu giới. Trần Đức hoàn toàn là một cuồng ma tu luyện, chú ý đến nguyên khí đậm đà như vậy, anh liền bắt đầu hấp thu đầu tiên, mãi đến khi mặt trời lên cao ba sào, lúc này mới bắt đầu tìm kiếm cách ra khỏi rừng rậm hoang dã. Trên đường, anh lại gặp được rất nhiều khủng long, những con khủng long này chủng loại hoàn toàn khác nhau, có con ăn cỏ, có con tàn bạo cay độc ăn thịt, bắt các loại linh thú là chính. Những sinh vật hoàn toàn diệt tuyệt ở địa cầu lại không khó bắt gặp ở đây, hơn nữa các mặt của bọn chúng như sức mạnh, tốc độ, chiều cao cản nặng, đều hoàn toàn vượt quá khủng long từng tồn tại trên địa cầu. Mãi đến trạng vạng tối, Trần Đức và Linh Lung vẫn không đoán được đây là đâu, chỉ có thể tiếp tục qua đêm ở đây. Một ngày rồi vẫn còn ở vùng hoang dã này, cả ngày hôm nay chúng ta đã bay ít nhất hơn 1.000 cây số, rốt cuộc chúng ta đã tới đâu? Trần Đức cực kỳ nghi ngờ. Nơi này thật sự quá lớn, vùng đất ngàn dặm đều là rừng cây hoang dã. Tỏi cũng thấy kỳ quái. Linh Lung cũng vậy, cô ta không nghĩ ra đây là đâu. Bởi vì nơi giống như này, đại thiên thế giới quá nhiều không đếm xuể, vạn tộc đại thiên thế giới mọc như rừng, không chỉ có nhàn tộc tồn tại, khu vực địa lý chỉ đơn giản đã được biết đến, dò xét ra thì gấp ngàn lần Vân Tiêu giới. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Ngoài ra, rất có khả năng còn có một vài nơi chưa bị phát hiện. Cho nên, dù đại thiên thế giới là cố hương của Linh Lung, trong khoảng thời gian ngắn, cô ta cũng không có cách nào phán đoán ra đây là đâu. Dĩ nhiên, trải qua một ngày bôn ba, nhìn thấy nhiều linh thú, khủng long như vậy, trong lòng cô ta cũng có một vài suy đoán, chỉ là trước mắt vẫn chưa chắc, cô ta cũng không nôn nóng nói ra.
Lại một buổi tối sắp tới, không biết do nguyên nhân địa lý hay còn có chuyện gì, nơi này ban ngày ánh nắng tươi sáng, buổi tối sấm chớp rền vang, mưa như thác đổ. Mặt trời lặn mặt trời mọc, bầu trời hiện lẻn một màu trắng bạc. Đột ngột, Trần Đức mở mắt, có người. Lời vừa dứt, anh tung người nhảy một cái lẻn một cái cây cổ thụ cao 700-800 mét như tòa cao ốc, cành lá mọc tươi tốt. Rất nhanh, khoảng mấy cái hít thở, hai thân ảnh từ đằng xa lao tới. Người đến là một đôi nam nữ trẻ tuổi, người đàn ông một thân áo dài màu xanh lam, nhưng tóc lại màu xanh biếc, ngay cả đôi mắt cũng lóe lên màu xanh ngọc bích, sống mũi cao, có vài phần Trung Tây kết hợp. Cô gái thì mặc váy dài vàng nhạt, tóc xoăn màu ngọc bích, dáng người cao gầy, tướng mạo cực kỳ đẹp, cũng xem như là một mỹ nữ, nhưng so với mấy người Âu Dã Tư Linh, Hoa Linh Vi, Diêu Mộng Vũ thì vẫn kém mấy phần khí chất. Hai người rất mạnh, dù là nam hay nữ đều đã vượt qua cảnh giới thánh tổ, người phụ nữ chắc chắn là một cao thủ có năng lực, còn người đàn ông, Trần Đức lại có phần nhìn không ra. Tóm lại, hai người rất mạnh, không ngờ có người sẽ đến đây trước chúng ta. Sau khi người đàn ông dừng bước, hắn xoay người, trực tiếp đối mặt về phía của Trần Đức, nhìn chằm chằm chỗ anh đang ẩn thân, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mặc kệ anh là ai, trong ba cái hít. Thở, mau đi ra. Bị phát hiện rồi. Trần Đức không ngờ đối phương nhanh như vậy đã phát hiện ra anh, thậm chí biết rõ ràng chỗ ẩn thân của anh. Càng chứng tỏ người đàn ông rất mạnh. Trần Đức không do dự, từ trên ngọn cây nhảy xuống, khóe miệng nâng lên nụ cười tươi. Anh bạn này, tôi họ Trần, tên Đức, tự Bát Hoang, vừa đến đã lạc đường ở chỗ này, không biết làm sao để ra, đột nhiên đụng phải hai người, đề phòng là trên hết, không thế không trốn, xin tha thứ. Có câu nói không ra tay đánh kẻ tươi cười, Trần Đức không muốn gây thù oán, càng không thích phiền toái, tư thái anh hạ xuống khá thấp, ôn hòa thản thiết, trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười đẹp. Lạc đường. Người đàn ông kỳ quái nhìn Trần Đức, hắn tràn đầy nghi ngờ. Anh chặt chân mình lạc đường ở đây. Ách, có vấn đề gì không? Trần Đức có chút buồn bực, quả thật anh lạc đường thật mà. Đương nhiên là có vấn đề. Cô gái váy dài nhíu mũi, nơi này là đảo Khốn Long ở Tây Hải, anh cảm thấy mình chắc chắn lạc đường ở đây. Bẽn trong thức hải, linh lung đột nhiên biến. Sắc, đảo Khốn Long. Nơi này lại là đảo Khốn Long. Cô ta trở nên có chút kỳ quái mất tự nhiên. Không đợi Trần Đức hỏi liền chủ động nói. Đảo Khốn Long là một đảo trong phạm vi Tây Hải, hàng năm vùng đảo mây đen bao phủ, dù là cảnh giới hợp đạo, thậm chí cường giả mạnh đến đâu cũng không thể tiến vào, đây là một trong 12 cấm địa lớn trong bài thi lên đại thiên thế giới. Đảo Khốn Long, danh như ý nghĩa, phải nhốt rồng, cho nên chúng ta mới gặp nhiều khủng long như vậy. Theo lời đồn, trăm vạn năm trước, một cường giả cái thế chẳng biết tại sao lại nhốt tất cả long tộc có huyết mạch tổ long lên hòn đảo này, ở đây bọn họ không thể vận dụng bất kỳ nguyên khí, chỉ có thể vận dụng sức mạnh man dợ, thậm chí ngay cả trí khôn cũng sẽ suy thoái. Chẳng trách, nghi vấn trong lòng Trần Đức lập tức được tháo gỡ, chẳng trách ngay cả một con khủng long bình thường sức mạnh thì man dợ, nhưng lại không có bất kỳ sóng nguyên khí, thậm chí cũng không có trí khôn giống loài người, chỉ có bản năng của dã thú. Nhưng dù vậy, chúng cũng rất mạnh, trong tình huống không hề vận dụng bất kỳ võ kỹ, quy luật, nguyên khí nào, toàn bộ vân tiêu giới không ai là địch thủ của chúng. Nhưng, Trần Đức nghi ngờ, nếu đã không ai có thể vào đây, vậy sao tôi có thể đến, còn nữa, hai người trước mặt đến thế nào? Cái này không rõ, có lẽ đảo Khốn Long đã xảy ra biến cố nào đó. Linh Lung đề nghị Trần Đức hỏi thăm một chút từ trong miệng một nam một nữ kia. Trần Đức suy nghĩ một chút rồi nói với người đàn ông. Thật không dám giấu giếm, chính xác là lạc đường, hôm trước tôi vừa từ vân tiêu giới đột phá đến, vừa rơi xuống đất đá ở nơi này, thật sự không biết đây là chỗ nào đại thiên thế giới, tôi lặn lội ngàn dặm cũng không thể đi ra khỏi cánh rừng rậm này. Vân tiêu giới, đó là vị trí nào? Người đàn ông cẩn thận suy nghĩ, vị trí phía dưới đại thiên thế giới rất nhiều, mấy vị trí nổi tiếng hắn cũng đều nghe qua. Nhưng vân tiêu giới lại không có chút ấn tượng. Tô danh, vân tẻo giới là một vị trí trung đẳng dưới vị trí dưới, em có chút ấn tượng, hình như. Hình như người canh giữ vị trí là cái người tên. Tên gì ý nhỉ, ở đảo Định Thiên đó. Một lúc sau, người phụ nữ mới nhớ ra, cô ta nói tiếp, đúng, là nô bộc của Lâm không đảo Định Thiên. Lâm Khổng, Tô Diệp, nếu nhớ không lầm là cái.
Tên 6 năm trước bị em dẫm dưới chân. Hóa ra nam tên Tô Danh, nữ tên Tô Diệp. Không sai. Tô Diệp gật đầu. Trần Bát Hoang phải không? Nếu là người từ Vân Tiêu giới đến, vậy từ hôm nay trở đi, anh đi theo chúng tôi. Tô Danh quay đầu, lạnh nhạt nói, hai người chúng tôi vừa hay cần một người giúp việc. Tô Danh không có hỏi, mà nói chuyện bằng một loại chắc chắn, thậm chí là giọng ra lệnh, theo như hắn thấy, Trần Bát Hoang, một người đến từ vị trí tận dưới, làm người giúp việc cho bọn họ cũng đúng, hơn nữa nên cảm thấy vinh hạnh. Được, có thế. Trần Đức không do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng, không phải anh không nhìn rõ vẻ cao ngạo của Tô Danh, mà đồng ý với Tô Danh là có hai nguyên nhân. Một, trước mắt anh còn chưa sờ rõ thực lực của Tô Danh, vì lý do bảo thủ, anh phải nghĩ cách đột phá trước tiên, nguyên khí đảo khốn long. Phong phú, muốn đột phá không khó. Hai, anh còn cần phải tìm hiểu tình hình đảo khốn long trong miệng Tô Danh và Tô Diệp. Theo như lời Linh Lung nói, đảo khốn long không ai có thể đến gần, tại sao anh đột phá vị trí lại tới đây, Tô Danh và Tô Diệp tại sao cũng ở chỗ này. Được, đi theo chúng ta. Tô Danh cũng không hề muốn nói nhiều với Trần Đức, lời vừa dứt đã tiếp tục đi về phía trước cùng Tô Diệp. Đi con đường khoảng 100 cây số, bọn họ đột nhiên dừng lại, Tô Danh quăng ra mấy tờ phù văn màu vàng vào trong tay Trần Đức, ra lệnh, dán những phù văn này lên mấy cây kia đi. Được. Trần Đức không nói gì, làm theo yêu cầu. Đây là một vài ký hiệu dịch chuyển, chắc hai người bọn họ đang làm địa tiêu, tiện cho sau này có thể dịch chuyến qua lại. Trong thức hải, Linh Lung đột nhiên nói, nhưng phù văn này cấp thấp, Trần Đức, tôi dạy cho anh mấy phương pháp, giữ cửa sau cho mấy truyền tống trận. Ừ. Cùng lúc Trần Đức dán phù văn, dựa theo truyền thụ của Linh Lung, một vài đường vân và quy luật đổi thành phù văn không một chút động tĩnh. Cả ngày Trần Đức gần như đều làm chuyện này, mỗi lần đi 100-200 cây số, bọn họ sẽ để lại mấy tấm phù văn. Mà hai người Tô Danh và Tô Diệp thì dò khắp nơi, tìm kiếm thứ gì đó. Gặp quỷ, còn tưởng rằng đến đảo Khốn Long trước sẽ tìm thấy một vài thiên tài địa bảo, kết cả chẳng có cái gì. Lúc trời sắp tối, Tô Danh dừng lại, cực kỳ khó chịu lướt qua Trần Đức, ngớ ra làm gì. Còn không mau đi mở một cái động phủ, hôm nay chúng tôi muốn dừng chân ở đây. Ừ, được. Trần Đức không nói nhiều, vẫn cứ làm theo. Người của vị trí cấp thấp chỉ là ở vị trí cấp thấp, làm cu lỉ vẫn khá thích hợp. Tô Diệp quét mắt nhìn động phủ. Tô Danh, chúng ta vào thôi. Được. Tô Danh gật đầu, cùng Tô Diệp đi vào động phủ, Trần Đức thì theo phía sau, nhưng anh mới đi được hai bước, Tô Danh lại đột nhiên quay đầu. Anh đi theo làm gì? Thân là người làm, tối nay ở bển ngoài trông nom, hiểu chưa? Không thành vấn đề. Trần Đức cười một tiếng, dừng bước ngoài động, nhìn hai người tiến vào động phủ. Sau khi bọn họ đi vào liền bày ra một trận kết giới. Hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, trận pháp cực kỳ tuyệt diệu, thính giác thị giác bên trong cùng nhau bị tước bỏ. Đáng tiếc, động phủ là Trần Đức mở ra, anh đã sớm lưu lại một trận văn khác cao thảm hơn, ấn quyết di chuyến, rất nhanh bỏng dáng hai người Tô Diệp Tô Danh một lần nữa xuất hiện. Tô Danh, bao giờ anh định giết tên nhãi đó? Cùng lúc đó, bên trong huyệt động, Tô Danh đang nằm ở trên thạch đài, còn Tô Diệp đang giúp Tô Danh đấm bóp, đôi tay trắng nõn di chuyến lên. Xuống. Từ mức độ thân thiết của hai người, chắc hẳn không chỉ là bạn bè, mà là quan hệ tình nhân. Cô ta giống như đang kế chuyện nhà vậy, nhẹ nhàng nói, tên nhã ổ kia đi theo chúng ta, thật sự quá chướng mắt, còn có thế là chuyện xấu. Bên trong sơn động, đôi mắt Tô Diệp tràn ngập ái mộ nồng đượm, ôn nhu như nước, giúp Tô Danh vuốt ve xoa bóp. Tô Danh sớm đã quen với đãi ngộ này, hắn nằm cực kỳ hưởng thụ, khinh miệt nói, tạm thời giữ lại, không giết. Một tẽn rác rưởi đến từ vị trí cấp dưới, giữ lại làm chút việc vặt cũng không tệ. Nhưng còn có một ngày nữa tiểu thư sẽ đến đảo Khốn Long du ngoạn, nếu như hắn không chết, phát hiện ra chúng ta muốn ra tay với tiểu thư thì phải làm sao bây giờ? Tô Diệp nói, không biết, hơn nữa dù có phát hiện thì sao, hắn không sống tới lúc tiểu thư đến đảo Khốn Long đâu. Một tay Tô Danh đang ôm Tô Diệp vào lòng, được rồi, đừng nói đến cái tên hạ đẳng kia nữa. Mấy ngày nay chúng ta đi đường, cũng là mấy ngày không? Hắc hắc, đáng ghét. Tô Diệp thẹn thùng, hóa thành kẹo bông gòn mềm mại nằm trong ngực Tô Danh, rất nhanh hai người bắt đầu mây mưa. Được nửa đường, Tô Diệp đột nhiên dừng lại, Tô Danh,
em luôn cảm thấy có người nhìn chúng ta. Em nghĩ nhiều rồi. Tỏ Danh vô cùng tự tin, lại mang theo vài phần khinh thường, bây giờ người đến đảo Khốn Long không nhiều, trong chu vi vạn dặm gần đây không có người, ngoại trừ cái tên hạ đẳng của Vân Tiêu giới kia, em cảm thấy hắn có thể phá được trận văn chúng ta đế lại sao? Ha ha! Đúng vậy, khả năng là chúng ta lo lắng nhiều. Rồi! Tô Diệp nghĩ ngợi rồi cũng đồng ý với suy nghĩ của Tô Danh, là cô ta đã quá lo lắng rồi. Tiếp đó, cô ta tiếp tục cúi đầu làm việc. Hai người tưởng rằng tất cả đều rất bí mật. Nào ngờ mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của Trần Đức, nhưng anh không có bất kỳ hành động nào, vừa tu luyện vừa chú ý hai người thân mật. Hai ngày kế tiếp, cuối cùng Trần Đức đã biết, tại sao anh và Tô Danh, Tỏ Diệp lại đến đảo Khốn Long rồi. Hóa ra, vào ngày anh phi thăng, đảo Khốn Long xuất hiện dị biến. Cả ngày đảo Khốn Long mây đen răng đầy, hư không chảy loạn, quy luật quấn quanh, xuất hiện 18 đường thông đạo hư không. Sau khi những thỏng đạo này xuất hiện, các đại gia tộc, thế lực, vương triều của đại thiên thế giới giống như nhận được tín hiệu nào đó, lập tức bắt tay các cường giả gia tộc, chuẩn bị tiến vào đảo Khốn Long. Đương nhiên những cường giả này cũng không phải cường giả cao cấp. Một khi cường giả cao cấp mà đi thì rất dễ xảy ra chuyện, mà bọn họ ước định với nhau, để thế hệ trẻ xuất sắc đến chỗ này. Đế làm gì? Dùng lời của gia tộc mà nói, có hai mục đích. Một, tìm thiên tài địa bảo. Hai, tìm vật để cưỡi, hoặc sủng vật. Đảo Khốn Long bị phong cấm triệu năm đột nhiên xuất hiện tiến vào thông đạo, cũng không ai biết là cơ hội hay nguy hiểm. Cơ hội không ai muốn bỏ qua. Vì vậy, khoảng thời gian này đảo Khốn Long cực kỳ có khả năng trở thành vùng đất cơ hội tốt, các yêu nghiệt thiên tài đứng đầu thế lực có thể đều sẽ tới đây. Trần Đức không biết nên nói vận khí của mình tốt hay không tốt nữa, ngày đầu tiên phi thăng lại vừa hay đến nơi mà vô số thế lực mơ ước, dò tìm. Tô Danh, Tô Diệp chỉ xung phong đi đầu, đến thăm dò, chắc hẳn còn có rất nhiều người giống như họ, chỉ là tại sao không gặp được. Ban đêm Trần Đức lại canh gác trước một động huyệt và trò chuyện với Linh Lung. Chưa chắc đã có nhiều. Linh Lung chậm rãi nói, thế giới đại thiên có quy tắc, xưa nay những thứ như bí cảnh, bảo địa, huyệt mộ cường giả xuất hiện, đầu tiên là thế lực phát hiện ra đầu tiên có thể có chỉ tiêu tiến vào, thứ hai là thế lực cách đó gần nhất cũng có chỉ tèo, thêm nữa một số thế lực mạnh được định sẵn chỉ tiêu, số còn lại thì cần phải tuyển chọn, hoặc là tiến vào nhân lúc hỗn loạn. Cô chủ mà hai người Tô Danh, Tô Diệp nói có lẽ là trong chỉ tiêu được định sẵn. Cũng chỉ có người được chỉ định sẵn mới có cơ hội phái người đến thăm dò trước. Vậy sao, chẳng trách. Lúc này Trần Đức mới hiểu ra. Có thể đến đảo Khốn Long, hiểu biết về yêu nghiệt, nhân vật xuất sắc của thế giới đại thiên cũng là chuyện tốt. Tôi nghĩ, đến lúc đó anh nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt. Lung Linh cười nói. Vậy sao, nói thật, tôi cũng hơi mong đợi. Trần Đức hít sâu một hơi, nhưng việc gấp trước mắt vẫn là mau chóng nâng cao thực lực. Hai người đó vẫn còn nhớ đến cái mạng nhỏ của tôi đấy, ha ha. Chẳng phải anh sắp đột phá rồi ư? Linh Lung trêu chọc nói. Bị cô phát hiện rồi. Trần Đức hơi kinh ngạc, hai ngày nay, vì không để Tô Danh và Tô Diệp phát hiện ra manh mối, Trần Đức vẫn luôn áp chế dao động nguyên khí trong cơ thể, bình thường sẽ không có người phát hiện ra. Không ngờ, Linh Lung vẫn phát hiện ra. Trước đây, anh vẫn luôn cho rằng vào thời kỳ đính phong, có lẽ cánh giới của Linh Lung cũng là thánh nhân, thánh vương hay thánh tổ. Nhưng bây giờ xem ra, cô ta còn vượt xa hơn nhiều so với tưởng tượng, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Tô Diệp, ngày kia là ngày cô chủ đến đảo Khốn Long, ngày mai anh định giết tên nhóc đó. Đúng lúc này trong động huyệt đột nhiên vang lên giọng của Tô Danh. Em cũng ngứa mắt với hắn từ lâu rồi, trước khi gặp hắn, tốt xấu gì chúng ta còn tìm được một gốc long thiệt thảo 3 vạn năm. Sau khi gặp phải hắn, ngay cả cọng lông cũng không nhìn thấy. Tỏ Diệp bĩu mói, vẻ mặt trẻ ghét, loại người hạ đẳng như vậy thực sự quá xui xẻo. Yên tâm đi, rất nhanh, hắn sẽ không lây xui xẻo cho chúng ta nữa. Tô Danh ôm Tô Diệp, cười nói khinh miệt, ngày mai, hắn chết chắc. Bên ngoài động huyệt, Trần Đức hơi bất lực, yên lặng tu luyện. Ban đêm đảo Khốn Long vẫn như trước, sấm sét ầm ầm, mưa bão xối xả. Giọt mưa to như viên đạn ào ào trút xuống, đánh lên cành cây ngọn cỏ. Nửa đêm gần về sáng, cùng với tiếng sấm ầm ầm, Trần Đức mở đôi mắt. Chúc mừng, đến thánh tổ rồi. Ở sâu trong thức hải, Linh Lung lên tiếng đầu.
Tiên, cảm ơn. Trần Đức hơi nhếch khóe miệng, đối với anh, ba cảnh giới thánh nhân, thánh vương, thánh tố, chỉ cần có đủ nguyên khí, thì cũng không tính là gì. Dù sao về mặt ý nghĩa, ba cảnh giới này là cảnh giới thuộc cùng một giai đoạn. So với vân tiêu giới, nguyên khí của đảo Khốn Long thực sự phong phú, nồng đặc, đối với anh mà nói, giống như một tên ăn mày sắp đói chết, bỗng nhiên có được mấy nghìn tỷ, trở thành người giàu nhất thế giới, muốn cái gì thì có cái đó, anh muốn không đột phá cũng khó. Nói cho cùng, đột phá tân này có được do tích lũy. Môi trường thay đổi, đột phá cũng là việc đương nhiên. Nhưng sau thánh tố là đại năng, sau đại năng là hóa đạo, sau nữa là hợp đạo, thì không dễ dàng như vậy, chỉ dựa vào những nguyên khí hiện giờ, thì không đủ, còn xa mới đủ. Còn xa mới đủ. Với thực lực hiện giờ của tôi, mở cực cảnh, đủ đế chiến một trận với cường giả hóa đạo đỉnh phong, nếu lại thêm tự tại thần ma công, cho dù gặp phải cường giả cảnh giới hợp đạo, chắc hẳn cũng có thể giết được. Giết người lớn hơn mình ba cảnh giới lớn. Nếu câu này bị người khác nghe được, chắc chắn sẽ cười rụng răng, phải biết rằng ba cảnh giới lớn này, giữa mỗi một cảnh giới là cả rãnh trời cần vượt qua, ví dụ cảnh giới đại năng, cảnh giới này tổng cộng có 33 giai. 33 giai đại diện cho thiên số, vượt qua 33 giai mới có thể thực sự chạm đến đại đạo, lĩnh ngộ đại đạo, đạt đến cảnh giới hóa đạo. Còn giữa hóa đạo và hợp đạo, còn chênh lệch gấp 1.000 lần của đại năng và hóa đạo. Trần Đức thì sao? Chẳng qua chỉ là thánh tổ đỉnh phong thôi, còn kém đại năng cả một đoạn đường như vậy, ngay cả bán bộ đại năng cũng. Không phải. Nhưng Linh Lung lại không hề chê cười, không vì gì khác, vì Trần Đức không đánh la cao bản thân. Thậm chí còn đánh giá thấp. Cô ta cảm thấy nếu Trần Đức dốc toàn lực, sẽ còn mạnh hơn bản thân anh tưởng tượng. Trần Đức mạnh đến mức nào, khủng bố đến mức nào, e rằng ngay cả bản thân anh cũng không thực sự ý thức được. Đương nhiên, sự cường mạnh này chỉ đơn thuần là sức mạnh bản thân. Phải biết rằng, bất luận thế giới nào, trước nay đều không phải bản thân mạnh thì có nghĩa là thế giới đó mạnh, thế giới bình thường như địa cầu, thực lực bản thân có mạnh đi nữa cũng không mạnh bằng súng ống, đạn dược, vũ khí hạt nhân. Cũng như vậy, sở dĩ thế giới đại thiên được gọi là thế giới đại thiên, là vì nơi này có hàng vạn gia tộc, còn có các cường giả bay đến từ các nơi. Văn hóa của các thế giới, gia tộc hòa hợp xuyên suốt, tuân theo pháp tắc, giữ mạnh bỏ yếu, trải qua sự phát triển mấy ngàn, mấy trăm tỷ năm, thậm chí mấy nghìn tỷ năm, thế giới đại thiên đã càng ngày càng vượt qua thế giới cấp dưới. Nói cách khác, mọi thứ của nơi này phát triển hơn thế giới như vân hương giới rất nhiều. Ngày mai Tô Danh sẽ ra tay với anh, đây là lần đầu tiên anh giao đấu với người của thế giới đại thiên, phải thật cẩn thận. Linh Lung nhắc nhở. Trời gần sáng. Hai người Tô Danh, Tô Diệp từ trong động đi ra. Đi thỏi, đi tiếp đi. Tô Danh nhìn thấy Trần Đức, khóe miệng cong lên cười lạnh lùng, Tô Diệp lại không nói gì. Theo như hai người Tô Danh tỏ Diệp nói, vị trí hiện giờ của bọn họ vẫn đang ở bên ngoài đảo Khốn Long, không phải khu vực trung tâm. Nhiệm vụ của họ là xây dựng điểm truyền tống từ bên ngoài đến khu vực trung tâm, để khi cỏ chủ mà bọn họ nói đến đảo Khốn Long thì trực tiếp đi vào khu vực trung tâm. Hôm nay Trần Đức vẫn bố trí truyền tống trận. Trên đường, Trần Đức nhiều lần nghe thấy hai người bàn bạc chuyện giết anh. Đồng thời, cũng biết bọn họ không chỉ muốn ra tay với mình, mà còn muốn ra tay với cô chủ mà bọn họ nói, hình như vì để có được thứ gì đó. Cụ thể là gì thì bọn họ không nói, Trần Đức cũng không có hứng thú. Sắc trời tối dần, mây đen bao trùm, tập trung tại đảo Khốn Long. Trải qua hai ngày lặn lội bôn ba, ba người đã tiến sâu vào 5.000 mét đảo Khốn Long, đến nơi này gặp phải một số dị thú, khủng long, đáng sợ hơn bén ngoài rất nhiều, ngay cả hai người Tô Danh, Tô Diệp Vân luôn cao ngạo cũng phải bơn bớt rất nhiều, bắt đầu thu khí tức, tiến độ đi vào chậm hơn, cẩn thận hơn. Ở đây đi, vào sâu thẻm nữa, chúng ta khỏng đi. Nối, đến một chỗ dưới chân núi khá an toàn, Tô Danh dừng bước chân, thản nhiên nói, chọn nơi này làm điểm truyền tống cuối cùng đi. Lần này, Tô Danh không bảo Trần Đức bố trí phù văn nữa. Hắn vừa dứt lời, cánh tay lướt qua hư không, sau đó lấy ra một cánh cửa từ trong hư không. Đó là một cánh cửa kim loại, cao khoảng 1m4, rộng khoảng 2m, khung cửa kim loại lóe lên hào quang màu tối, trên khung cửa, một viên bảo thạch màu đỏ lấp lánh, huyền quang đan xen. Đây chính là cửa truyền tống cuối cùng sao, trong đó lại có khoa học kỹ thuật.
Trần Đức hơi ngạc nhiên, từ khi tu võ đến nay, từ địa cầu, đến Côn Luân Hư, rồi đến Thành Thông. Thiên, đến Vân Hương Giới, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy khoa học kỹ thuật hiện đại. Cứ tưởng rằng khoa học kỹ thuật hiện đại không dùng được ở nơi tôn sùng võ lực, đã hoàn toàn biến mất. Tuy cũng là khoa học kỹ thuật, nhưng sức mạnh vốn có của khoa học kỹ thuật này lại không phải là điện, mà là nguyên khí, lấy các phù văn trên đường làm điểm nhảy vọt, điểm truyền tống cuối cùng là cánh cửa này, tất cả phù văn đều liên kết với cánh cửa này, nói một cách chính xác, là liên kết với báo thạch màu đỏ đó, nó tương đương với con chip trong điện thoại di động ở địa cầu, còn phù văn mà chúng ta đế lại trước đó, so sánh ra, thì là trạm tín hiệu. Tỏi nói đúng không, Linh Lung? Trần Đức thầm hỏi Linh Lung. Đúng là như vậy. Linh Lung nói, nó tên là Vô Tận Môn, thế giới đại thiên có rất nhiều, nhưng cũng phải phân cấp thấp và cấp cao, giống như điện thoại di động của địa cầu, cũng là điện thoại, bên trong có khác biệt rất lớn, cánh cửa trước mắt là loại khá cao cấp, nhưng cũng không tính là cao cấp nhất. Sau khi Tô Danh lấy ra Vô Tận Môn, mới nhìn sang Trần Đức, ra lệnh nói, anh đó, anh đào một vài cái hố quanh đây, sau đó chôn cái này vào trong. Vừa dứt lời, trong tay Tô Danh có thêm một chiếc hộp kim loại hình vuông, Trần Đức có thể phát hiện rõ ràng, bên trong chiếc hộp có một loại dao động đáng sợ, muốn lấy mạng người. Đó là bom nguyên khí, anh nhận lấy nó thì sẽ bị nổ tung. Trong thức hải, Linh Lung nhắc nhở nói, xem ra, hắn muốn giết anh. Ha ha! Trần Đức nở nụ cười hiền hòa, sâu trong đáy mặt, sát ý dần tràn ngập, sau đó cất bước chân, từng bước đi về phía Tô Danh. Gần rồi! Khi còn cách Tô Danh nửa mét, Trần Đức dừng bước chân, đưa tay ra, nhận lấy bom nguyên khí trong tay Tô Danh, cùng với Trần Đức lại gần, trong ánh mắt Tô Danh càng lúc càng đầy vẻ hài hước. Quả nhiên, rác rưởi thế giới bậc thấp đúng là ngu đần, rốt nát, ngay cả bom nguyên khí mà cũng không biết. Ha ha! Bom nguyên khí trong tay hắn, đừng nói người cấp thánh, một khi động vào, kể cả cường giả cảnh giới đại năng cũng sẽ bị tan xác, không thể sống sót. Tuy bom nguyên khí rất quý giá, đến mức hắn cũng chỉ có 3 quả, nhưng lại vô cùng phổ biến trong thế giới đại thiên, ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng biết, vậy mà tẻn nhóc trước mặt lại không nhận ra. Tô Danh sắp không che giấu nổi ý chế nhạo trong ánh mắt, giết chết Trần Bát Hoang, đúng là đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Tay của Trần Đức đã rất gần với bom nguyên khí. 10cm, 8cm, 9cm, 3cm, 1cm. Khóe miệng Tô Danh cong lên một góc chế giễu, yên lặng nhìn Trần Đức chủ động nhận lấy bom nguyên khí. Nhưng đúng lúc chỉ còn 3-5mm, Trần Đức bỗng dừng tay. Đôi mắt như sa mạc nhìn sang Tô Danh. Nhìn thẳng vào mắt hắn. Mẹ kiếp, thần kinh. Nhả ra mấy chữ một cách nhẹ bằng. Dường như cùng lúc sợi tóc đen của Trần Đức trở thành màu vàng kim, kim quang rực rỡ như mặt trời chói chang, nối lên tràn ngập, gào thét không dứt. Trong lúc lóe tia lửa điện, cánh tay anh nhận lấy bom nguyên khí bổng lật lại, hóa thành nắm đấm, trong tích tắc, đập về phía đầu của Tô Danh. Nắm đấm như mảnh thiên thạch, cực nhanh, dũng mãnh và cường mạnh. Trong phút chốc, Tô Danh không phản ứng lại được, nắm đấm đã giáng xuống. Phập, di. Một tiếng vang bức bối, Tô Danh bỗng cứng đờ người, như bùn đất bị tưới nước, sinh cơ trong ánh mắt như thủy triều, nhanh chóng rút về, biến thành màu xám xịt. Trong thời gian nửa hơi thở, cơ thể hắn như cây trúc, ngã xuống đất. Không có chút hồi hộp, chết. Cùng lúc đó, bom nguyên khí trong tay hẳn rơi xuống đất, Trần Đức nhanh tay đá nó lẻn trên không trung cao hàng ngàn mét. Tiếng trầm bức vang lẽn, bom nguyên khí nổ tung. Lại thấy tầng không khí bỗng rung lên, sau đó một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập lan rộng, không gian vỡ nứt, hư không dạn nứt, dòng hỗn loạn khí tức nối lẻn khiến người ta sợ hãi. Tô Diệp ở bên cạnh ngấn người, sắc mặt trắng như người chết, còn trắng hơn tờ giấy, giống như quét một lớp sơn, bờ môi run run. Kinh hoàng, sợ hãi, khủng hoảng, không thể tưởng tượng, các loại cảm xúc đan xen trong đôi mắt cô ta, tiếng ực ực nuốt nước miếng không ngừng, đúng là như gặp quỷ. Bị ảo giác, nhìn chằm chằm thi thế Tô Danh. Tô Danh, đã chết như vậy. Bị đánh chết bằng một quyền. Tô Diệp nghẹn họng nhìn chân chối, cả người sừng sốt, một giây trước cô ta còn đang mong Trần Bát Hoang chết sớm một chút, một giây sau, Tô Diệp đã ớn lạnh. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Nói thật, mười mấy giây trước, cô ta cũng chắc chắn không tưởng tượng được ra cảnh này.
Trần Đức lại không bất ngờ nhiều, đây vốn là chuyện trong dự đoán, Tô Danh tìm cơ hội giết anh, còn anh cũng đang đợi cơ hội giết Hần. Hiển nhiên anh đã đợi được. Đến trước người Tô Danh, Trần Đức ngồi xuống, lấy xuống một chiếc nhẫn từ chẽn tay hắn, cố gắng phá vỡ lạc ấn tinh thần trong đó, lấy hết đồ bên trong ra. Hai quả bom nguyên khí, hai viên đan dược, còn có một vài binh khí kỳ lạ. Ngoài bom nguyên khí, Trần Đức không có hứng thú với những thứ khác, đều là một số thứ bình thường. Tên này nghèo quá. Trần Đức trẻ bai lắc đầu, có chút bất lực. Nhưng anh vẫn thu lại toàn bộ mọi thứ, sau đó, một chùm ly hỏa xuyên qua thiêu cháy sạch sẽ thi thể của Tô Danh trong phút chốc. Bẽn cạnh, sắc mặt Tô Diệp trắng như tờ giấy, hận không thể tìm được lỗ nào chui xuống, lập tức biến mất. Trần Đức thu dọn chiến trường xong, đi về phía Tô Diệp. Tô Diệp vẫn luôn muốn giết anh, người như vậy. Đương nhiên Trần Đức không thể giữ lại. Anh! Tô Diệp hoảng hốt lùi lại mấy bước, ngồi phệt xuống đất. Anh đừng giết tôi, tỏi là người của tộc Bách Hoa, giết tôi, cô chủ nhà tôi nhất định sẽ tìm anh báo thù, không bao lâu nữa mà cô ấy sẽ đến đảo Khốn Long. Vậy sao? Trần Đức rất bình tĩnh, chính vì cô có người phía sau chống lưng, cho nên cô phải chết. Anh! Tô Diệp đang định nói. Đột nhiên phía sau Trần Đức, vỏ tận môn tỏa ra hào quang rực rỡ, từng phù hiệu lấp lánh cùng với bảo thạch màu đỏ, trong hào quang, một đôi chân thon dài đeo tất từ trong bước ra. Sau đó, một bóng hình xinh đẹp từ trong vỏ tận môn hiện ra. Tóc đuôi gà dài được buộc phía sau, quần áo hoa lệ, thân hình gợi cảm tinh tế hiện ra sắc nét, đôi chân còn đeo một lớp tất mỏng, bên dưới là một đỏi giày cao gót màu đen, đôi mắt to tròn đen láy lấp lánh ánh sáng. Cô ta rất kỳ lạ, trong cơ thể phát ra hương thơm cực kỳ dễ chịu, quanh người là hào quang vần lượn, đại đao theo bẽn cạnh, xinh đẹp động lòng người. Cực phẩm. Bất luận là khí chất hay dáng người, hay khuôn mặt, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Phía sau cô ta còn có một người đàn ông đi ra, hắn mặc áo choàng dài màu xanh nước, tấm áo choàng dài chẻn người anh ta giống như khoác lẻn biển lớn, tà áo bông tay, như dậy lên sóng biển, khí tức kinh người. Một nam một nữ, rất mạnh, còn mạnh hơn Tỏ Danh không biết bao nhiêu lần. Cô gái đi ra khỏi vô tận môn, lướt nhìn Trần Đức, ánh mắt lướt qua người anh, quay sang Tô Diệp, Diệp Nhi, anh ta là ai, Tỏ Danh đâu? Cô chủ, cậu chủ. Người đến không phải ai khác. Chính là cô chủ mà cô ta và Tô Danh nhắc đến, Tô Y Y. Bọn họ cùng thuộc tộc Bách Hoa. Tổ tiên là một đóa hoa tươi, hiện nay trong thế giới đại thiên. Tộc Bách Hoa nổi danh khắp thiên hạ. Ngoại trừ bản thân tộc Bách Hoa có thực lực đủ mạnh, thì ai cũng biết, tộc Bách Hoa sinh ra một Tô Y Y sánh ngang được với đệ nhất mỹ nữ Trung Châu. Còn người phía sau Tô Y Y cũng đến từ tộc Bách Hoa, anh trai của Tô Y Y, Tô Vân Phi. Nhìn thấy hai người, Tô Diệp vốn sợ hãi, kinh hoàng, lập tức tất cả cảm xúc đều tan biến, mà tràn đầy vui mừng vì may mắn sau kiếp nạn, trong mắt lấp lánh nước mắt, cô chủ, Tô Danh, Tô Danh. Anh ấy chết rồi, bị tèn nhóc này giết chết, cô chủ nhất định phải báo thù cho Tô Danh. Trên cùng của biểu mẫu, dưới cùng của biểu mẫu. Trong mắt Tô Vân Phi lóe lên vẻ âm trầm, lướt nhìn Trần Đức, hỏi Tô Diệp, chết rồi. Mà còn bị hắn ta giết chết, Tô Diệp, cô chắc chắn chứ, trò đùa này không vui tí nào đâu. Tên nhóc trước mặt, một tu sĩ cảnh giới thánh tổ, giết Tô Danh. Tô Diệp hoang mang, nóng ruột nói không. Những vậy, hẳn còn muốn giết tôi. Ồ, Tô Vân Phi thấy Tô Diệp không giống nói dối, ánh mắt lại nhìn sang Trần Đức lần nữa, quan sát thật kỹ. Tô Y Y cũng vậy, đôi mắt sáng đen như quả nho nhìn sang Trần Đức, có vài phần hiếu kỳ và nghi hoặc. Anh, đã giết Tỏ Danh. Trong lúc bọn họ đang nhìn Trần Đức cũng quan sát bọn họ. Anh kinh ngạc phát hiện. Tô Y Y và Tô Vân Phi còn rất nhỏ tuổi, không giống ba người Đảo Định Thiên gặp trước đó, đều hơn mấy trăm ngàn tuổi, hai người họ, nhiều nhất không quá trăm tuổi, đặc biệt là Tô Y Y, rất có khả năng chỉ hơn 20 tuổi. Hơn nữa cảnh giới rất mạnh. Tô Vân Phi, cảnh giới hợp đạo. Tô Y Y, có thể còn hơn cả cảnh giới hợp đạo. Độ tuổi và thực lực của hai người ít nhiều cũng khiến Trần Đức kinh ngạc. Bọn họ là cường giả tộc Bách Hoa. Tộc Bách Hoa là một gia tộc của Tây Hải, đàn ông của tộc Bách Hoa rất đẹp trai, phụ nữ rất đẹp, sớm đã nổi tiếng khắp thế giới đại thiên. Lĩnh Lung nói với Trần Đức, không cần phải kinh ngạc trước thực lực của họ,
tại đại thiên thế giới họ còn chưa được tính là đạt tới trình độ cao nhất, nhưng cô nhóc kia ngược lại đáng giá chú ý tới, trên người cô ta có điếm dị thường. Dị thường, cô đang nói tới mùi hương và màu sắc trên người cô ấy sao? Trần Đức hỏi. Không sai, người sở hữu dị thường trước nay đều là người được trời trên lựa chọn, trong cơ thể nhất định có dấu ấn thiên đạo. Linh Lung đáp, mỗi 10.000 năm tại đại thiên thế giới sẽ có xuất hiện người được ông trời lựa chọn, số lượng không nhiều nhưng những người này tu hành một ngày sánh bằng người bình thường tu hành mất trăm năm, thậm chí càng lâu hơn, sau này trưởng thành, khỏng có ai không phải là người có tài năng đặc biệt. Đương nhiên có thế khôn lớn vẫn chỉ là thiếu. Số. Tại sao? Dấu ấn thiên đạo có thể được ban tặng hoặc cướp đoạt, mặc dù sau khi được ban tặng hoặc cướp đoạt hiệu quả của nó sẽ bị thụt giảm đi rất nhiều nhưng vẫn là vật hấp dẫn bỏng tay, nếu ai có dấu ấn thiên đạo, vậy thì không có gia tộc mạnh mẽ, thế lực lớn che chở tương đương với một bảo vật biết đi. Thì ra là vậy, Trần Đức cuối cùng cũng hiểu được thứ mà Tô Danh cùng Tô Diệp muốn chiếm lấy là gì. Mày muốn giết hầu gái của Y Y. Cùng một giây đó, ánh mắt Tô Vân Phi cũng nhìn chằm chằm Trần Đức, giọng điệu ẩn chứa vài phần lạnh lùng. Đúng. Trần Đức đáp với vẻ mặt cùng ánh mắt không thay đổi, anh hào phóng thừa nhận, có ý kiến sao? Nếu có thì có thể giữ lại. Tô Vân Phi hơi sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười. Là nụ cười chân thật xuất phát từ nội tâm. Tô Y Y cũng như vậy. Anh à, ha ha, chàng trai này thật thú vị. Dù sao Tô Danh cũng chết rồi, hoặc là ban thưởng cho hắn họ Tô, thay thế Tô Danh làm người hầu cho anh. Tô Y Y tươi cười nói, khi cười rộ lẽn còn lộ ra núm đồng tiền duyên dáng, cực kỳ xinh đẹp. Quên đi, loại rác rưởi này cũng xứng làm người hầu của anh. Nhưng, Tô Vân Phi quét mặt nhìn về phía Trần Đức, áo bào màu lam khẽ động, giống như giấy lên từng tầng sóng nước, duỗi ra một chân, nhóc con, tới đây, liếm chân của tao. Có lẽ tao có thể cho mày một cái chết toàn thây. Trần Đức bất lực liếc Tô Vân Phi một cái, tu sĩ của đại thiên thế giới được Vân Tiêu giới ca ngợi là người chẽn trời, là thần thánh, được liệt vào danh sách tồn tại của sách khoa học, vô số tu võ giả cả đời cũng muốn đột phá thế giới bậc thấp để đặt chân tới nơi này. Tuy nhiên, những người ở đây ngoài việc mạnh mẽ hơn một chút thì bản chất con người vẫn không hề thay đổi. Tham lam, kiêu ngạo, lấy thịt đè người, ỷ mạnh hiếp yếu. Đúng là thiếu năng trí tuệ ở khắp mọi nơi. Trần Đức lấm bấm một câu. Tiếp đó, không chút dấu hiệu, trong chớp mắt liền ra tay. Bùm! Tô Diệp không kịp hé răng một tiếng, đã hóa thành một làn xương máu ngay tại chỗ, không còn một mảnh xương. Tất cả những chuyện này diễn ra nhanh đến mức không tới 0,01 giây. Tô Y Y, Tô Vân Phi đều nhìn tới chết lặng, trong nhận thức của bọn họ, Trần Đức tuyệt đối không thể ra tay. Một kẻ thuộc cảnh giới thánh tố đối diện với hợp đạo thậm chí là trên cả hợp đạo, chỉ cần không phải não uống nước thì 10.000% sẽ không dám phản kháng đúng không? Nhưng trên thực tế, tên nhóc trước mắt này đã thực sự làm điều đó. Không hề do dự, không kiêng nế gì, thậm chí không giải thích tại sao muốn giết người. Quyết đoán, dứt khoát, không chút lề mề, chậm chạp. Quan trọng nhất là anh còn thực sự đã giết chết Tô Diệp. Phải biết rằng Tô Diệp cô ta là cường giả đỉnh phong toàn năng. Cho dù chạm trán với tu sĩ cảnh giới thánh tổ cũng không dễ dàng bị phá vỡ lớp phòng ngự như vậy. Mày muốn chết? Sau một thoáng tĩnh lặng ngắn ngủi, hai giây sau, gương mặt thanh tú của Tô Y Y nháy mắt đã lạnh lẽo như băng, trong đôi mắt đen láy như nho đen nổi lên sát ý, nguyên khí trong cơ thể cô ta bùng nổ, ánh sáng bao trùm toàn thân nở rộ, hào quang lan tràn giống như chi ẻn nữ tử chẽn thiên cung hạ xuống phàm trần. Y Y, đợi đã. Mắt thấy Tô Y Y chuẩn bị ra tay, Tô Vân Phi bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản. Anh làm gì vậy? Hắn đã giết chết người của em. Giọng nói của Tô Y Y rét lạnh, sát khí cuồn cuộn. Y Y, em đã từng nghĩ tới tại sao một tên cảnh giới thánh tố như hắn lại có thể giết chết toàn năng. Là Tô Diệp, thậm chí là Tô Danh với hóa đạo chưa? Trước đó Tô Vân Phi còn không tin tưởng Trần Đức là người đã giết chết Tô Danh. Hiện tại hẳn đã có thể chắc chắn 100%, còn có, dám giết người trước mặt hai chúng ta, nếu không phải là kẻ ngốc vậy chắc chắn là có chỗ dựa rồi. Đương nhiên hắn không giống như kẻ ngốc, hơn nữa, có thể đến đảo Khốn Long trước chúng ta, chắc chắn cũng là người có bối cảnh, chúng ta vẫn nên hỏi rõ thân phận của hắn trước đi. Anh,
Trong lòng Tô Y Y đầy ấm ức, hầu nữ của bản thân đã bị giết chết chẳng trợn vẳn còn phải dò hỏi thân phận của đối phương. Nghe lời anh, trước tiên phải hỏi rõ ràng, nếu là người thuộc gia tộc Bách Hoa mà chúng ta không thể xúc phạm tới sẽ mang tới tai họa diệt môn, phải biết rằng những người tới đảo Khốn Long lần này đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Không đợi Tô Y Y đồng ý, Tô Vân Phi đã tiến lên chắn trước mặt cô ta, mặt đối mặt với Trần Đức, mang theo vài phần lãnh đạm mà hỏi, nhóc con, mày tên là gì, có dám báo ra danh tính không? Ha ha, chấm phẩy. Trần Đức đương nhiên biết Tô Vân Phi đang nghĩ gì trong đầu, đàn ông đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, anh cũng không chút nào che giấu, chỉ thản nhẽn đáp, tỏi họ Trần, tên Đức, tự là Bát Hoang, muốn giết tôi sao? Vậy phải xem các người có bản lĩnh đó hay không? Tuy rằng Tô Y Y và Tô Vân Phi mạnh mẽ nhưng nếu Trần Đức muốn rời đi thì hai người họ cũng không có cách nào ngăn nổi bước chân anh. Trần, cậu họ Trần. Nghe đến cái họ này, sắc mặt Tô Vân Phi đột nhiên thay đổi. Ngay cả gương mặt xinh đẹp của Tô Y Y cũng ngẩn ngơ. Bởi hai người họ đều biết rõ tới đảo Khốn Long lần này chỉ có một gia tộc họ Trần. Thế gia thời viễn cổ, nhà họ Trần. Tại đại thiên thế giới, thế gia tộc được truyền lại từ thời xa xưa chỉ có ba nhà. Trần, Tống, Hiên Viên. Ba gia tộc trọng vọng đứng đầu các thế gia. Và lần này tới đảo Khốn Long, nhà họ Trần cũng phái người tới rồi. Trần, xin hỏi, cậu là người của nhà họ Trần sao? Nghĩ đến khả năng này, giọng điệu của Tô Vân Phi cũng thay đổi, xưng hô với Trần Đức từ mày, chuyến thành cậu, thần thái cũng cung kính hơn rất nhiều. Trần Đức không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại, anh nói thử xem. Câu hỏi này khiến Tô Vân Phi càng thêm khẳng định. Ánh mắt, thái độ, lập tức trở nên kính cẩn, thậm chí còn mang theo chút nịnh nọt. Đây chính là nhà họ Trần. Cho dù là một cấp thánh tổ, thực lực không sánh bằng tu sĩ bọn họ, cho dù Trần Bát Hoang có thể chỉ là nô bộc tôi tớ của nhà họ Trần bọn họ cũng không dám tùy tiện lỗ mãng đắc tội. Thế ra thời viên cổ. Sức nặng của năm chữ này quá lớn. Nặng nề tới mức nếu xúc phạm tới họ gánh vác không nổi. Tộc Bách Hoa cũng không kham nổi. Không biết là cậu Trần, trước kia xúc phạm tới cậu nhiều rồi, mong cậu bỏ qua cho. Tô Vân Phi chắp tay, chỉ kém nước khom lưng hành lễ với Trần Đức mà thôi, y y, còn không mau tới xỉn lỗi cậu Trần. Xin lỗi, hừ, hắn ta đã giết chết người của em, tại sao em phải xin lỗi? Miệng nhỏ của Tô Y Y khẽ bĩu, trong lòng rất không thoải mái nhưng luồng nguyên khí dao động trên người vẫn kìm lắng và an tĩnh xuống. Bởi cô ta cũng hiểu rõ quả thực bản thân không chọc tới nối nhà họ Trần, hai người Tô Danh Tô Diệp chỉ sợ là đã thiệt mạng oan uổng rồi. Nhưng kêu cô ta xin lỗi tuyệt đối không có khả năng. Y Y, chết tiệt, đây thế nhưng là người của nhà họ Trần. Tô Y Y có chết ở đây cũng không quan trọng. Ngộ lỡ liên lụy tới hắn ta thì phải làm thế nào? Sắc mặt Tô Vân Phi tái xanh khó coi, hẳn sợ hãi Trần Đức sẽ nổi cơn thịnh nộ, vội vàng nói, cậu Trần, tính khí của em gái nhà tôi là vậy, xin cậu đừng trách móc. Ha ha! Trần Đức ngoài mặt không biểu hiện ra bất kỳ dao động nào, nhưng trên thực tế trong lòng anh sớm đã không thể bình tĩnh. Anh không nói gì chỉ phóng khoáng quay người rời đi. Nếu đã có thế mượn dùng danh hiệu của nhà họ Trần để giải quyết vấn đề, anh cũng lười phải ra tay. Sự rời đi của anh ngược lại khiến Tô Vân Phi thở phào nhẹ nhõm. Một mặt kế hoạch của hắn có thể tiếp tục thực thi, mặt khác chuyện giữa nhà họ Trần cùng nhà họ đến đây chấm dứt. Hắn dè dặt nhìn theo bóng lưng Trần Đức cho tới khi khuất dạng mới ngoảnh đầu lại nói với Tô Y Y, Tô Y Y, lần này em cũng quá tùy hứng rồi đó. Anh, như vậy cũng bị gọi là tùy hứng sao? Nếu không phải anh có mặt, em cũng không quan tâm hẳn là người của nhà họ Trần hay gia tộc nào, sớm đã hành động rồi. Không lẽ tính mạng của Tô Diệp Tô Danh thì không đáng giá, cứ để mặc kẻ khác tàn sát sao? Dẫu sao thì bọn họ cũng chỉ là kẻ hầu mà thôi. Tô Vân Phi đáp, tính mạng của một kẻ hầu vốn dĩ đã rất rẻ mạt, không phải sao? Em không cho rằng như vậy. Tô Y Y giấu môi, cực kỳ bất mãn. Được rồi, được rồi. Tô Vân Phi cũng không muốn nói thêm nhiều, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ không phải nuông chiều Tô Y Y nữa, chỉ đáng tiếc Tô Diệp Tỏ Danh đã chết khiến hắn không thể không khởi động kế hoạch thứ hai. Bất luận thế nào thì hắn cũng phải giành được dấu ấn thiên đạo kia. Sau này không cho phép em tùy tiện như vậy nữa. Còn không rõ tình huống nơi này rốt cuộc là gì sao,
trời sắp tối rồi, chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nơi này đã sắp tiến gần đến trung tâm của đảo Khốn Long, ngay cả Tô Vân Phi hay Tô Y Y cũng đều có thể cảm nhận được một hơi thở khiến người ta phải khiếp đảm kia. Sắc trời dần dần chìm vào bóng tối, một tiếng sấm rền truyền tới từ trong những tầng mây, thời tiết sắp đổi thay. Trần Đức tìm một góc vắng vẻ dừng lại, chuẩn bị trải qua một đêm ở nơi này. Nhà họ Trần của Đại Thiên Thế Giới. Trong tạm chí Trần Đức vẫn luôn quẩn quanh những lời nói cùng thái độ nghiêm cấn kia của Tô Vân Phi. Nhà họ Trần là họ Trần đó sao? Trần Đức không biết, nhưng dựa vào thái độ của Tô Vân Phi thì có 70-80% khả năng chính là nhà họ Trần đó. Rất có khả năng nhà họ Trần cũng sẽ cử người tới đảo Khốn Long. Trần Đức ngược lại cũng không ngờ tới mình sẽ chạm mặt với người nhà họ Trần nhanh như vậy, tạm tình anh có chút phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào bình tâm lại để tu luyện. Bù! Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Trần Đức kìm nén những suy nghĩ rối ren trong lòng, anh tìm một gốc cây thô chắc rồi trèo lên, ngồi xếp bằng xuống. Một cành cây và bắt đầu tu luyện. Anh điều chuyển âm dương kinh khiến luồng khí xoay chuyển dâng trào, nguyên khí trong không khí dần dần đổ dồn về phía anh. Tiến vào trong cơ thể anh. Một hai tiếng đồng hồ trôi qua, bỗng nhiên, sốt sốt. Một tiếng động nhỏ vụn lọt vào tai Trần Đức, theo cảm nhận của anh, một cái đầu nhỏ bất ngờ ló ra từ dưới lá cây to gấp 3-4 lần bàn tay của người trưởng thành. Đó là một con vật rất kỳ lạ, chẽn đầu mọc lớp lông mềm mại màu tím sạch sẽ cùng một đôi mặt như ngọc bích vừa to vừa tròn, nó thò chiếc đầu nhỏ ra khỏi tán lá, nhìn Trần Đức một cách tò mò, cũng cực kỳ có linh tính. Lại đặc biệt dễ thương, giống như một đứa trẻ vậy. Sau đó nó mở miệng giống như uống sữa và bắt đầu hấp thụ nguyên khí đang tụ tập về phía Trần Đức kia, số nguyên khí này vô cùng tinh khiết, trong chớp mắt chiếc miệng nhỏ kia của nó đã trực tiếp hút đi một nửa. Tên nhóc này, Trần Đức có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không quấy rối nó, ngược lại tiếp tục lôi kéo nguyên khí về phía này nhưng bản thân cũng không hấp thụ mà đem toàn bộ cho tên nhóc kia. Có ai không yêu thích những thứ nhỏ nhắn dễ thương đây, Trần Đức đương nhiên cũng không ngoại lệ, anh lặng lẽ dùng ý thức quan sát nó, lúc này mới phát hiện dưới lá cây, hơn nửa cơ thể của nó vẫn còn trong lớp vỏ trứng trắng như tuyết, đầu của nó chí vừa phá vỏ ra mà thôi. Sau khi hấp thụ nguyên khí một tiếng đồng hồ thú nhỏ mới dừng lại, nó há miệng nhỏ bắt đầu, răng rắc, gặm nhấm vỏ trứng xung quanh rồi nuốt ực xuống bụng, thấy một nửa vỏ trứng đã bị ăn mất nó mới nhảy ra ngoài. Trần Đức lúc này mới nhìn rõ hình dáng vốn có của nó. Đây là một con thú nhỏ kỳ quái, có cái đầu vừa tròn trịa vừa dễ thương, trên thân có lông dài, đuôi rất ngắn tròn vo, chỉ dài nửa inch với một màu trắng như tuyết. Điều quan trọng nhất là nó có thể đứng thẳng, trông giống như một chú mèo con mới sinh, nhưng lại phảng phất vài phần của kỳ lân trong truyền thuyết, lại giống hố nhỏ, gấu nhỏ, thực sự rất khó để phán đoán đây là sinh vật gì. Linh Lung, cô từng thấy loài vật này chưa? Chưa từng. Linh Lung cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên giọng nói của cô lại truyền tới, Trần Đức, e rằng một tháng tới đây anh không thể liên lạc. Với tỏi. Sao thế? Trần Đức khó hiểu hỏi. Ngày trở về tôi đã tu luyện tới giai đoạn quan trọng, phải chuyên tâm lĩnh hội điểm mấu chốt cuối cùng, có lẽ sẽ mất khoảng một tháng, sau một tháng, chúng ta có thể chính thức gặp mặt. Ha ha, chuyện tốt mà, chúc mừng cô. Trần Đức thực lòng vui mừng cho Linh Lung, chuyện không thể chậm trễ, Linh Lung, bây giờ cô cứ bế quan cho tốt, yên tâm, tôi sẽ không xảy ra bất trắc đâu. Linh Lung cũng có chút nóng lòng, cô ta đã đợi chờ ngày này quá lâu, lập tức. Thần thức của cô ta liền yên bình lại, không còn dao động nữa. Linh Lung trong trạng thái này không thể nhận thức cũng như liên lạc với thế giới bên ngoài trừ khi cô tỉnh dậy. Trong một tháng tới, phải dựa vào chính mình. Rồi. Trần Đức thở dài một hơi rồi tiếp tục chú ý đến con thú nhỏ. Lại thấy thú nhỏ lượn quanh vỏ trứng 2-3 vòng, sau đó nó đứng thẳng người dậy, móng vuốt nhỏ không ngừng chỉ trỏ vào trong không trung, tiếp đó. Vậy mà hiện ra một mảnh văn lộ lớn, một không gian thần bí xuất hiện rồi đấy một nửa còn lại của vỏ trứng đưa vào trong đó. Cái này, vừa ra đời đã sở hữu những kỹ năng này. Không phải nói là dã thú trên đảo Khốn Long đều không thể dùng võ kỹ hay nguyên khí sao? Khi Trần Đức còn đang trong cơn choáng váng thì con thú nhỏ đó bỗng nhiên đi về phía anh, nó ngước đòi mắt to tròn đáng yêu lên nhìn anh, đầu cũng phối hợp dụi vào chân anh. Không biết làm sao, Trần Đức chỉ dứt khoát mở mắt, đánh giá thú nhỏ trước mắt này,
nhóc con, ngươi không sợ ta sao? Chi chỉ chi. Trần Đức vừa dứt lời, thú nhỏ liền lắc đầu một cách đầy tính người, trong miệng phát ra từng tràng tiếng kêu non nớt, đầu nhỏ càng tăng cường độ cọ sát, biểu thị sự gần gũi. Vậy mà nghe hiểu được lời ta nói. Con thú nhỏ này quá có linh tính, giống như đã coi Trần Đức làm người đồng hành. Của bản thản, nó chủ động nhảy vọt vào trong lồng ngực anh, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn anh chăm chăm một cách đầy đáng thương. Giống như đang nói, xin hãy thu nhận. Mọi người đều nói người hoặc động vật mà thú nhỏ nhìn thấy đầu tiên sau khoảnh khắc chào đời liền được chúng coi như cha mẹ, người thân, sẽ càng thêm thân thiết, xem ra hiện tại lời này ngược lại không giả. Không được, đi theo ta rất nguy hiểm, hơn nữa ta phải rời khỏi hòn đảo này, ngươi là thú, nên ở lại trong núi lớn rừng sâu sinh trưởng vẫn tốt hơn. Trần Đức mỉm cười đặt nó lại lên trên cây. Tuy rằng thú nhỏ rất thần bí, anh cũng rất yêu thích. Nhưng cũng chính vì như vậy nên Trần Đức mới không muốn nó đi theo bẽn mình. Không nói đến việc xung quanh anh có quá nhiều nguy hiểm rình rập, con người và các loài linh trưởng khác cũng không phải loại đèn cạn dầu gì. Ngược lại ở vùng núi này an toàn hơn rất nhiều. Ai, những đan dược, dược liệu này cho ngươi, coi như thức ăn trong giai đoạn này của ngươi, nhóc con, tạm biệt. Trần Đức sờ đầu nó, sau đó trực tiếp thi triển thuật hư không của nhà họ Cơ mà ấn nấp vào hư không và rời đi xa. Chi chi chi. Sự biến mất đột ngột của Trần Đức khiến thú nhỏ vội vàng vươn móng vuốt cào vào khoảng không nhưng lại không chụp được gì, sau đó nó gấp gáp chạy loạn xung quanh dường như đang tìm kiếm hình bóng của anh. Cuối cùng vẫn không thu được kết quả, nó chỉ đành trở lại vị trí ban đầu, đôi mắt to tròn đầy mất mát, vừa đáng thương vừa khiếp sợ, giống như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, nó nằm cuộn tròn bên cạnh đống đan dược và dược liệu kia. Miệng không ngừng phát ra những tiếng bi bô, chẳng bao lâu những giọt nước mắt đã lột bột rơi xuống. Nó đang khóc thút thít. Trần Đức đi rất quyết đoán, không hề quay đầu. Lại, anh vốn là một người quyết đoán. Màn đêm đánh úp tới, mưa to đến rất đúng giờ, khi tia chớp khổng lồ xẹt qua bầu trời đêm thì những tiếng sấm cũng rền vang. A, à, trong màn trời đen tối, một tiếng kêu la thảm thiết, đầy sắc bén vang lên, Trần Đức nghe tiếng đi tới. Trông thấy giữa bầu trời đêm là một con khủng long cao vài trăm thước, đang vật lộn với một võ giả. Trần Đức vô tình nhìn thấy con khủng long há miệng nuốt người đó vào bụng. Tốc độ cực kỳ nhanh và tàn nhẫn, trong nháy mắt đã bị nuốt vào trong bụng. Trần Đức sợ ngây người. Từ hơi thở của người đó thì ít nhất, cũng phải chén cảnh giới đại năng nhỉ. Đối mặt với một con khủng long, lại không thể làm gì được nó như thế ư. Gào. Con khủng long lại gào lên thật to. Khu rừng rung động, cả người nó tối đen, di chuyển trong màn mưa to, mỗi một bước chân đều khiến núi rừng rung lên một cái, sức mạnh vô cùng khủng bố. Trần Đức lặng lẽ rút lui, không muốn trêu chọc con quái vật khổng lồ đó. Tạm thời anh vẫn không muốn khiến người khác chú ý. Một lần nữa tìm cho mình chỗ trú chân, cuối cùng một đêm cũng trôi qua trong sự cảnh giác. Đây là ngày thứ 5 Trần Đức đến đảo Khốn Long. Đã là nửa tháng kể từ khi anh nhận được thiệp mời Cơ Tuyết trở thành của hồi môn gả cho người khác, hay có thể nói là chiến thư. Nói cách khác, còn khoảng nửa tháng nữa Cơ Tuyết sẽ thành thân, trở thành của hồi môn của Huệ Nhược Vân gì gì đó, cùng gả cho Đoàn Phong Trần. Thời gian khá gấp. Tuy đảo Khốn Long có thể tìm thấy cơ duyên kỳ ngộ, một cơ hội lớn để phát triển, nhưng anh không hề muốn ở lâu một tí nào, chỉ muốn rời đi. Đêm hôm đó, anh mượn trận truyền tống của Tô Y Y và Tô Vản Phi, một đường đi tới. Cuối cùng, anh đã đến bển rìa đảo. Mưa to tầm tấp, sấm sét ầm ầm, thỉnh thoảng tia chớp lại lướt qua màn trời đêm. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Đức có hơi ngơ ngác. Tây Hải. Trước mắt chính là biển. Nhưng trăm dặm bên ngoài kia lại bị một mảnh hỗn độn bao trùm, không thể thấy rõ bất kỳ điều gì, trong hỗn độn là một hơi thở khiến con người ta sợ hãi, run rẩy. Đúng vậy, Trần Đức cũng cảm nhận được hơi thở đó, anh cảm thấy bất an, nếu bất chấp băng qua đó, anh sẽ chết. Quan trọng nhất là, anh cũng không biết bên dưới hỗn độn, dưới làn sóng biến mảnh mông đó, có thứ gì đang quay cuồng dưới đáy biến, khiến sóng sau cao hơn sóng trước. Đùng, âm, một, sấm chớp vang tận mây xanh, tia chớp chiếu sáng bầu trời, nước biến vẫn nhấp nhô gợn sóng, như một cái lưới bao trùm lấy cả đảo Khốn Long, người, thú. Khủng long trên đảo như cá trậu chim lồng, hoàn toàn không thể thoát ra được. Nghe nói là đảo Khốn Long xảy ra vấn đề, có thêm một cửa ra vào cơ mà,
sao mình lại không thấy? Trần Đức không cam tâm, tìm kiếm xung quanh mãi nhưng vẫn không thể tìm thấy Gù, chẳng phát hiện ra thứ gì dù chỉ là một con kiến. Rốt cuộc là thế nào? Chân mày Trần Đức nhíu chặt, nhưng anh vừa mới đến, chưa từng trải qua những chuyện thế này, nén nhất thời cũng không biết phải làm sao. 2-3 tiếng đồng hồ sau, Trần Đức từ bỏ. Anh thật sự không thể tìm thấy đường ra. Trước mắt, cách duy nhất chính là trở lại trung tâm đảo Khốn Long, tìm những người đến đây hỏi một câu. Thế nhưng trước đó anh vẫn phải làm một chuyện. Ủ rượu. Rượu luôn là thứ anh thích nhất, chỉ là lần này đến đại thiên thế giới, đế qua sỏng hư không nên anh chẳng mang theo thứ gì cả. Cứ tưởng đến đại thiên thế giới có thể mua một ít, nhưng bây giờ xem ra anh chỉ có thể tự ủ. Một người thích uống rượu, tất nhiên cũng sẽ biết ủ rượu. Trên đảo Khốn Long, có rất nhiều loại hoa dại và trái cây, Trần Đức tìm được một vài loại hoa quả thích hợp, chứa nhiều nguyên khí, sau đó tìm một nơi yên tĩnh, chuẩn bị tiến hành. Ủ rượu, với Trần Đức mà nói là không khó. Anh có ly hỏa, có nguyên khí, cũng có cả kỹ thuật. Nhưng, Trần Đức uống rượu, tất nhiên đều là rượu ngon, không phải rượu ngon anh cũng sẽ không uống, vì thế anh cũng ủ rượu rất tỉ mỉ, mất đâu đó 2-3 canh giờ. Một vò rượu lớn đã được làm xong. Mùi rượu nồng lan ra từ miệng vò, Trần Đức thật sự không thể nhịn được, dùng tảng đá tạo thành cá ổ thìa lớn, trực tiếp uống một hớp to. Ừng ực. Rượu trái cây, không mạnh, nhưng nó lại rất thơm, rất thanh mát, so với rượu trắng cũng là mỗi loại mỗi vé. Đã. Trần Đức lau miệng, cực kỳ thỏa mãn. Sau đó, anh cất vò rượu đi. Nhưng, khoảnh khắc đó, đột nhiên trước mặt anh, rượu trong vỏ bỗng nhiên có chút dao động, ngay sau đó, một cột nước dâng lên, hướng thẳng về phía trước, rơi vào một hồ lô gỗ. Hồ lô, nằm trong tay một người hiện một bóng người. Là một người đàn ông. Quần áo vải thô, đâu đó khoảng 30 tuổi. Người đàn ông đó đế giàu, chẽn lưng là thanh kiếm, kiếm dài 6-7 thước gì đó. Hồ lô trong tay người đó như cái động không đáy, liên tục hút rượu vào trong. Trần Đức đang muốn ngăn lại, thì đột nhiên cột nước cũng thôi không hút. Nữa, không nhiều không ít, vừa đủ hết nửa vò. Vẻ mặt Trần Đức hết sức khó hiểu, lại vội vàng cất nửa còn lại vào trong nhẫn. Ừng ực, người đàn ông chẳng nói chẳng rằng, giờ bình hồ lô lên rót vào miệng mình, sau khi uống thoải mái rồi, mới chuyển ánh mắt sang Trần Đức. Người anh em à, rượu ngon như vậy, nên uống cùng nhau mới đúng chứ, phải không? Khi chữ cuối cùng thốt ra, bóng dáng người đó đã xuất hiện trước mặt Trần Đức, cách anh một khoảng gần trong gang tấc. Lạnh. Khoảnh khắc người đó đến gần, trong đầu Trần Đức lập tức xuất hiện lén một chữ. Bởi vì, anh thật sự cảm thấy rất lạnh. Cảm giác lạnh lẽo đó không phải là cái lạnh da thịt, mà là lạnh như trong xương cốt, từ trong linh hồn. Đối mặt với người đàn ông này, Trần Đức có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo hết sức rõ ràng. Phải nói thế nào đây? Cái cảm giác này, hệt như đang đối mặt với một thiên sát cô tinh. Đúng vậy. Chính là thiên sát cô tinh. Sự lạnh lẽo của cô đơn. Chỉ cần người đó đứng trước mặt thôi đã cho Trần Đức một loại cảm giác âm u lạnh lẽo. Nó không phải do người này cố tình tỏa ra, trên thực tế, Trần Đức có thể cảm nhận được người đó. Đã cố gắng kiềm chế hết mức để che giấu hơi thở này. Nhưng vẫn không thể che giấu hoàn toàn được. Đúng vậy, rượu ngon nên chia sẻ cho mọi người, rượu chưa từng dành cho một người uống. Trần Đức cười, dứt khoát lấy rượu đã cất đi ra. Anh có thể nhận thấy người này cũng là một kẻ yêu rượu. Bởi vì, ngoài sự lạnh lẽo kia, anh còn ngửi được mùi rượu nhàn nhạt. Mùi hương đó, nếu không phải là một người uống rượu quanh năm thì không thể có được. Một người hiểu rượu. Gặp được một người khác cùng sở thích thì sao có thể keo kiệt được. Tôi họ Trần, tên Đức, tự Bát Hoang, nếu người anh đây không chê thì hãy ở lại, tối nay chúng ta uống rượu được không? Trần Đức nở nụ cười, cười hết sức thoải mái. Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền nhìn lướt qua nửa vò rượu kia, ánh mắt không hề che giấu đi thứ ánh sáng chợt lóe. Có rượu không có mồi, cậu bỏ rượu thì Độc Cô Huyền tôi cũng không thế ngồi yển được. Keng. Hắn ta vừa mới nói xong. Thanh kiếm trên lưng đột nhiên phát ra tiếng keng keng, tự tuốt ra khỏi vỏ. Khoảnh khắc nó tuốt khỏi vỏ, không biết là vô tình hay sắp đặt, mà trong màn đẽm đột nhiên lóe lên hơn 10 luồng sáng điện,
chiếu sáng cả màn trời, cũng khiến con người ta chói mắt. Thanh kiếm đảo qua đảo lại giữa sấm sét, lướt qua màn đêm, tạo ra hiệu ứng thị giác trước nay chưa từng đó. Bù! Trường kiếm hóa thành vầng sáng, mang theo cơn gió lao vào trong khu rừng, biến mất không còn bóng dáng. Gào! Một! Trong thoáng chốc, không biết ở đâu trong khu rừng, có một tiếng giống giận. Ngay sau đó, hắn chỏng thấy thanh kiếm kia bay trở về. Nó đảm vào hai cánh của một con khủng long bay to tướng, xách tới, thả xuống đất. Rầm! Bụi mù văng tung tóe, con khủng long bay ngã xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Cùng lúc đó, thanh kiếm quay trở lại vỏ, chẳng dính một giọt máu nào. Chắc là mùi vị con khủng long này sẽ ngon lắm. Giọng Độc Cô Huyền khá là bình tĩnh, xa xăm và hơi lạnh lẽo. Trong lúc nói chuyện, hắn ta đã lấy một tảng đá, tạo thành hai cái chén lớn, dùng cái này để uống rượu đi. Một cái được đưa cho Trần Đức, hắn ta không hề khách sáo, múc cả chén rượu đầy, đồng thời. Mạnh mẽ xé một miếng thịt xuống, nhét vào miệng. Ặc, cách ăn hết sức thô bạo đó khiến Trần Đức ngu người, anh Độc Cô này, anh. Ăn sống vậy luôn ha. Có vấn đề gì không? Độc Cô Huyền hỏi. Sống, không ăn được hả? Độc Cô Huyền, tôi không biết nấu đâu nhé. Trần Đức, anh Độc Cô, anh ngồi chờ một lát, để tôi. Lần đầu tiên gặp mặt Độc Cô Huyền, Trần Đức đã có cảm giác như hai người bạn, tuy Độc Cô Huyền khiến con người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo, nhưng còn hơn lúc anh gặp Tô Danh, Tô Diệp, Tô Vân Phi nhiều. Ít nhất, hắn ta không khinh thường anh vì anh chỉ là cảnh giới thánh tố, không cảm thấy bản thân mình hơn người. Trần Đức không hề do dự. Một con khủng long 13 món. Đầu khủng long, đuôi khủng long, thân khủng long, gan khủng long, phổi khủng long, những vị trí khác nhau được nấu theo những cách khác nhau. Nướng, nấu canh, kho tàu, xào, rang. Tài nấu ăn của anh còn hơn đầu bếp 5 sao dưới địa cầu nhiều lắm, những nguyên liệu cần dùng để nấu đều có thể tìm được loại tương tự trên đảo Khốn Long. Trần Đức một công vài ba việc, hơn 10 món ăn nhanh chóng được làm xong, bày chén bàn đá, đầy đủ sắc hương vị. Độc Cô Huyền khoanh tay, đứng một bên chẳng nói nửa chữ, lặng lặng nhìn, mãi đến khi Trần Đức làm xong mới khẽ gật đầu, không tệ. Tất nhiên rồi, mà cũng lâu rồi tôi không làm, tay có hơi cứng, nhưng vẫn đỡ hơn là ăn sống. Trần Đức cười hiền, anh Độc Cô, có rượu ngon, mồi ngon rồi, anh có hài lòng không? Ừ, Độc Cỏ Huyền khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống. Cứ thế bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa uống rượu. Trần Đức phát hiện Độc Cô Huyền cũng không thích nói chuyện, có cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy. Nhưng cũng may hắn ta uống rượu vẫn tìm tới Trần Đức đế cụng ly. Thơm quá, không ngờ trên đảo Khốn Long vẫn tìm được một người hưởng thụ cuộc sống thế này, lâu rồi lão béo tôi chưa được ăn một bữa ngon. Đột nhiên, một giọng đàn ông vang lén, ngay sau đó là một bóng người từ trên cao đáp xuống, đặt mông ngồi xuống, không hề khách sáo, cầm một miệng thịt nhét vào miệng, cắn vội. Đó là một người béo tròn, cao tầm 1m6, 1m7, nhưng nặng ít nhất là 200, thậm chí là 300. Cả người béo tròn, trông hết sức hiền hòa, miệng tươi cười cứ như tượng Phật Di Lặc. Nhưng, bên hông lại đeo một con dao phay màu bạc. Trên con dao vẫn còn máu tươi, chứng minh người này cũng khỏng hiền hòa như vẻ ngoài. Độc Cô Huyền, người béo ăn được vài miếng rồi mới để ý tới hai người khác trong bàn, hiển nhiên, người đó biết Độc Cô Huyền. Món thịt rồng ngon như vậy, chắc chắn không phải là do mấy người làm rồi. Nửa câu sau, người béo đó nói với Trần Đức, vừa nói vừa uống hết một chén canh lớn, hà, không tệ, rất ngon, đúng là ngon quá. Này người anh em, hay là chúng ta làm quen nhau chút nhé, tôi là Tu La Tử, bình thường người ta hay gọi tôi là Bàn Tử. Tu La Tử. Trần Đức không ngờ tên của một người béo thế này lại dùng tới hai chữ Tu La, đúng là hơi bất ngờ, Trần Đức, tự Bát Hoang. Bình thường mọi người cũng hay gọi tôi là Trần Bát Hoang. Trần, chẳng lẽ cậu đến từ nhà họ Trần? Tu La Tử nói, nghe nói lần này nhà họ Trần cử tên Trần Tử Phi kia tới mà. Quả nhiên, Trần Đức đã đoán đúng, lần này có người nhà họ Trần đến. Không dám giấu giếm, tôi không đến từ nhà họ Trần. Trần Đức bưng chén rượu lên, anh béo, anh uống rượu không? Rượu thì thôi khỏi, con người tôi chỉ thích ăn thôi không thích uống, ha ha. Bàn Tử và Độc Cỏ Huyền là hai người tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, Độc Cô Huyền rất lạnh lùng, cũng không thích nói chuyện,
có cảm giác xa cách con người ta cả vạn dặm. Rượu đến tay Độc Cô Huyền chẳng khác gì nước, uống hết chén này đến chén khác, thỉnh thoảng mới ăn được một ít. Cả quá trình đó rất ít khi lên tiếng. Tu La Tử thì ngược lại, vừa ăn vừa nói, có giống Tu La tí nào đâu. Rõ ràng là một kẻ háo ăn, ăn đến mức miệng đầy đầu, đồng thời oán hận hoàn cảnh khắc nghiệt của đảo Khốn Long, biết thế đã không tới này kia. Quan trọng hơn nữa là, Trần Đức có được một tin tức không tốt từ miệng hắn ta. Đảo Khốn Long, không có đường ra. Không sai. Đảo Khốn Long chỉ có cửa vào. Nhưng thật sự không có đường ra. Trước đó bọn họ không biết, sau khi bước vào đảo Khốn Long thì mới hay tin nó chỉ có vào không có ra. Bây giờ, toàn bộ đảo Khốn Long đã có khoảng 3 đến 50 người, trong đó có một số cao thủ cùng với người hầu đi theo. Bầu không khí trên đảo vô cùng áp lực, hết sức bất ổn. Anh béo, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị nhốt chết trên đảo này hay sao? Sắc mặt Trần Đức hết sức nặng nề, trong đầu chỉ có chuyện hôn sự của Cơ Tuyết. Chẳng lẽ khi đại hôn diễn ra, anh vẫn còn bị giam ở nơi này? Cũng chưa chắc, trước đó xuất hiện thiên biến, chắc chắn có nguyên nhân, âm dương là hài hòa, nếu đã có đường vào, chắc chắn sẽ có lối ra. Ta La Tử vừa ăn vừa lẩm bẩm nói, người anh em cứ yên tâm đi, người sống mà lại bị nước tiếu dìm chết ư. Cũng đúng, cao thủ đại thiên thế giới cũng bó tay rồi, Trần Đức biết mình không thể thay đổi được gì nữa. Nếu đã đến, thì cứ bình tĩnh, đi một bước tính một bước xem sao đã. Nhưng trong khoảng thời gian này, bản thân tôi có nghe thấy một tin tức, có người tìm thấy con khủng long huyết mạch phản tố, hơn nữa không chỉ là một con, nếu con khủng long đó lớn lên, chắc chắn nó sẽ thành kho báu, nếu có thể giết một con ăn, thì chắc sẽ ngon lắm. Tu La Tử cười hà hà nói, có thịt khủng long. Huyết mạch tổ long, Tu La Tử tôi vẫn chưa được ăn lần nào đấy. Uầy, người anh em họ Trần này, cảnh giới thánh tố của cậu lên đảo khủng long này cũng phải cẩn thận một chút. Nhất là khi gặp phải mấy kẻ như Độc Cỏ Huyền thì lại càng phải né xa, ai mà biết được hắn có một kiếm chém cậu thành hai nửa hay không. Độc Cô Huyền đang uống rượu đột nhiên khựng lại, thản nhiên nói, gặp phải người như Tu La Tử cũng thế, lại càng phải cẩn thận hơn, mặt như Phật sống, thực chất là Tu La, nói không chừng lại đâm một đao sau lưng cậu đấy. Nói bậy, Tu La Tử không phục, lão béo tôi là loại người như thế hay sao? Có là người bao giờ hả? Độc Cỏ Huyền lạnh lẽo hỏi lại, đồng thời thanh kiếm sau lưng hắn ta đã bắt đầu rung lên leng keng, kiếm khí quanh quấn, đầy lạnh lẽo. Hôm nay lão béo tôi không đến đây để đánh nhau, mà tới để ăn cơm, sao mấy cái người họ Độc cô ai cũng xấu tính xấu nết thế nhỉ, thôi bye bye nha. Tu La Tử nói xong thì cả người như quả cầu thịt nhanh chóng biến mất vào hư không. Cùng lúc đó, ngay sau đó, một cái đĩa đá văng ra từ trong hư không cùng với giọng nói của Tu La Tử. Này người anh em, sau này có gì ngon nhớ dùng nó gọi tôi nhé. Tu La Tử vừa đi thì Độc Cỏ Huyền đột nhiên đặt rượu trong tay xuống, cậu, đến từ Vân Tiêu Giới phải không? Nghe có vẻ như Độc Cô Huyền đang hỏi, nhưng thật ra giọng hắn ta đầy khẳng định. Trần Đức trả lời, đúng là anh đến từ Vân Tiêu Giới. Đúng vậy. Trần Đức ngấn người, sau đó gật đầu, đúng là tôi đến từ Vân Tiêu Giới, sao anh biết thế anh Độc Cô? Hay là anh đã từng đến Vân Tiêu Giới? Có khá ít cao thủ của đại thiên thế giới biết đến Vân Tiêu Giới. Cả người hầu kẻ hạ của nhà họ Tô như Tô Danh chưa chắc đã biết đến sự tồn tại của một thế giới bậc thấp như vậy. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Độc Cô Huyền lại một mực chắc chắn. Thế thì, rất có thể hắn ta đã từng đến Vân Tiêu Giới. Chưa đến bao giờ. Độc Cô Huyền lắc đầu. Chỉ là tôi cảm nhận được hơi thở của một người quen từ người cậu mà thôi, người đó tên là Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại. Ngay sau đó, Trần Đức lập tức hiểu ra. Huyệt mộ của Độc Cô Cầu Bại nằm ở Vân Tiêu Giới, ở Thần Ma Táng. Kiếm Thánh Độc Cô Cầu Bại. Trần Đức đã từng giao thủ với người đó, lĩnh ngộ kiếm đạo của Kiếm Thánh. Anh Độc Cô, anh có quen biết Độc Cô Kiếm Thánh ư? Đúng là tỏi có giao thủ với người đó, ở Thần Ma Táng Vân Tiêu Giới. Trần Đức hết sức kinh ngạc, kiếm đạo của Độc Cỏ Cầu Bại đã được anh hiếu thấu, biến thành của mình, không ngờ Độc Cô Huyền vẫn cảm nhận được. Có biết. Về phần Độc Cô Cầu Bại, Độc Cô Huyền cũng không nói nhiều lời, hắn ta vốn không phải là người thích nói chuyện, lại càng không nói những lời vô nghĩa, cảnh giới của cậu quá yếu, đường của đại thiên thế giới này không dễ đi, cẩn thận một chút,
Cảm ơn anh Độc Cô đã nhắc nhở. Trần Đức giơ chén, chạm vào chén Độc Cô Huyền, đường vốn đã khó đi, nhưng dù nó có khó thế nào cũng phải đi thôi, đúng không? Ừm. Độc Cô Huyền uống sạch chén rượu, đứng dậy, để lại ít rượu cho cậu đấy, giang hồ đường xa, sau này còn gặp lại, tạm biệt. Độc Cỏ Huyền nói xong. Kiếm đeo chẽn lưng, từng bước đi mất. Hắn ta không sử dụng thần thông, cũng chẳng tiến vào hư không, cứ thế đi từng bước, như một người bình thường. Nhưng, không ai dám nói hắn ta bình thường. Đại thiên thế giới, thiên sát cỏ tinh, tộc Độc Cô. Ai dám phất lờ? Trần Đức không biết những điều đó, nhưng anh tận mắt nhìn thấy Độc Cô Huyền dùng một kiếm bắt khủng long, bản lãnh đó tuyệt đối không phải là việc mà người bình thường có thể làm. Người bình thường có thể tới đảo Khốn Long này được chắc. Rượu, Độc Cô Huyền uống hơn nửa. Thịt, Tu La Tử ăn hơn nửa. Bản thân Trần Đức chẳng ăn được bao nhiêu, cũng chẳng uống được bao nhiêu, trong đầu anh chỉ có suy nghĩ làm cách nào để rời khỏi đảo Khốn Long, nhưng anh chẳng thể nghĩ ra được gì cả. Cuối cùng, đành phải tạm từ bỏ việc rời khỏi đây. Đến cũng đã đến rồi, thỏi đi vào sâu trong đảo Khốn Long xem thế nào. Theo lời Tu La Tử nói, nếu đã xảy ra biến cố, thì chắc chắn phải có nguyên nhân. Đảo Khốn Long trăm vạn năm mới mở ra một cánh cửa vào, chắc không chỉ để gài con người ta vào bẫy. Trần Đức xuyên qua trận truyền tống của nhà họ Tô, nhanh chóng về lại trung tâm đảo Khốn Long. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Ầm ầm, tiếng sấm vằn vang vọng bầu trời, sấm chớp giật đùng đùng, không có bất kỳ một người nào dám mạo hiểm tiến tới, đành phải dựng trại bên ngoài, chờ trời sáng. Đêm nay, người trên đảo Khốn Long đông hơn nhiều. Trần Đức nhìn thấy vài ba người, lại cảm nhận được một số cao thủ đang ẩn nấp. Trần Đức tìm được một dốc đá khá khuất tầm nhìn, chờ trời sáng. Tư Vũ, chúng ta nghỉ chân lại đây một lát đi. Chẳng mấy chốc, dưới dốc đá đã có vài người đi tới. Dần đầu là một ông lão áo xám, trông có vẻ chừng 70-80 tuổi, ắt hắn túa ồ thật phải cao hơn nhiều. Mấy người còn lại đang nâng một chiếc kiệu. Khi ông lão lén tiếng, chiếc kiệu được đặt xuống đất, màn kiệu mở ra, một cô gái xuất hiện. Trong tầm mắt mọi người, đó là một cô gái trong bộ váy màu hồng phấn, khoảng 19-20 tuổi. Nửa chiếc váy trông có vẻ giống phong cách của người địa cầu phương Tây. Mái tóc xoăn màu vàng nhạt dài đến eo, bên dưới lớp váy đó là đôi chân dài chẳng như tuyết, mang đôi giày cao gót màu xanh lam, tao nhã, xinh đẹp động lòng người. Nhóm bọn họ đa số ăn mặc theo phong cách kết hợp cả hiện đại và cổ đại. Người lên tiếng là ông lão kia, ông ta chậm rãi nói, trước mắt, đây là nơi khá yên tĩnh và có vị trí tốt nhất chúng ta tìm được. Trường lão, nơi này có người, chúng ta tìm một nơi khác đi. Cô gái nhìn lướt qua Trần Đức chẽn vách đá, ông cũng biết, tôi thích yên tĩnh mà. Thưa cô, đó chỉ là một con kiến thánh tố mà thôi, đuổi đi, thì không có người nào rồi đúng chứ. Kẻ lên tiếng là một người đàn ông cao khoảng 1m8, cơ thế vạm vỡ, đảo mắt nhìn Trần Đức, dáng vẻ kiêu ngạo, danh con, còn chưa chịu xuống đây nữa hả? Trên vách đá, Trần Đức khẽ nhướng mày, nhảy xuống, xuất hiện trước mặt bọn họ, cái gì cũng có thứ tự trước sau. Nếu các người muốn trú chân ở đây thì tôi cũng không có ý kiến, nhưng bắt tôi đi thì không nhé. Sắc trời đã tối, xung quanh hết sức nguy hiểm, Trần Đức không có ý định đi. Huống chi? Những người này muốn anh đi ư? Đâu phải là con cái nhà mình đâu mà lại bắt người ta chắp tay dâng lên như thế. Đùa cái gì vậy không biết? Ồ, nhìn thấy chúng tôi mà vẫn còn can đảm nói chuyện ư, cũng không tệ lắm. Khóe miệng người đàn ông đó khẽ cong. Có vẻ khá bất ngờ, bình thường cảnh giới thánh tố trông thấy họ, có thể đứng vững đã là rất tốt rồi, càng miền bàn đến việc nói chuyện. Dù sao, bọn họ đi chuyến này, người có thực lực yếu nhất cũng đã là đại năng. Thánh tổ là cái thá gì? Đừng có vô lê. Dư Tư Vũ khẽ quát lớn, tiện đà nhìn sang Trần Đức, anh tên gì? Trần Đức, Tự Bát Hoang. Trần Đức hết sức hờ hững, không hề rung động vì vẻ đẹp của người con gái đó. Trần Bát Hoang à, tên cũng không tệ, đảo Khốn Long này rất nguy hiểm, một võ giả cảnh giới thánh tổ như anh có thể đến nơi này cũng đã giỏi lầm rồi. Đôi môi mỏng của Dư Tư Vũ khẽ cong lên, cười rộ lẽn với thái độ ung dung, quyến rũ. Nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi sự thật anh chỉ là một cảnh giới thánh tố, chỗ tôi có một viên đan dược cấp thánh, tên là Nguyên Hồn Đan,
có thể hỗ trợ anh đột phá thánh tổ, nếu anh sẵn lòng nhường lại nơi này thì nó chính là của anh. Tư Vũ. Bên cạnh, ổng lão lén tiếng lúc nãy lại mở miệng, nguyên hồn đan rất quý giá, cô cũng không có bao nhiêu, đừng lãng phí. Chúng ta muốn có được quyền sử dụng nơi này vẫn còn rất nhiều cách, chẳng hạn như lết người. Trưởng lão, người ta không thù không oán gì với chúng ta, cần gì phải thấy máu. Ánh mắt Sư Tư Vũ lướt qua ông lão, nhìn về phía Trần Đức, anh có thể nhường lại nơi này được không? Không thích. Trần Đức không hề qua loa, tôi nhắc lại một lần nữa, nếu các người muốn thì có thể nghỉ lại đây, nhưng tôi sẽ không rời đi. Bướng bỉnh ngu ngốc. Ông lão đó trông có vẻ âm u, độc ác nhìn chằm chằm Trần Đức, này thanh niên, ngoan cố thì phải trả một cái giá đắt đấy. Ồ! Trần Đức thản nhiên lên tiếng, bỗng nhiên, anh xoay người quay lại vị trí lúc nãy ngồi xuống, hoàn toàn mặc kệ bọn họ. Hai! Sư Tư Vũ khẽ thở dài, thôi bỏ đi, trưởng lão, một mình anh ta sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả, nghỉ lại đây thôi, đừng ra tay với anh ta làm gì. Tôi không muốn thấy máu. Rõ! Ông lão thản nhiên liếc nhìn Trần Đức một cái, không thèm để ý đến anh nữa. Người đàn ông trước đó tuyên bố muốn giết Trần Đức lấy vài dụng cụ kim loại hình tam giác ra, giải khắp bốn phía. Lên! Dụng cụ kim loại sáng lên, vầng sáng rực rỡ sáng lạn bùng lên, dụng cụ kim loại như biến thành người máy, tạo nên một đống máy móc linh kiện, hỗ trợ lẫn nhau, dựa vào gốc cây to, dựng lên cả tòa cung điện loại nhỏ. Nói là cung điện loại nhỏ, nhưng trên thực tế nó cũng chỉ nhỏ với đại thiên thế giới mà thôi, nhưng nó còn lớn hơn những biệt thự ở địa cầu. Khoảng đâu đó 3 đến 5 ngàn mét vuông, vị trí của Trần Đức cũng bị chiếm dụng khiến anh buộc phải đứng dậy, lùi ra chỗ khác. Đây là lần đầu tiên Trần Đức trông thấy cảnh tượng này, quả nhiên đúng như lời Linh Lung nói, văn hóa và trình độ khoa học kỹ thuật cũng như võ học của đại thiên thế giới đã sớm vượt xa những thế giới khác. Trần Bát Hoang, chúng tôi chiếm mất chỗ của anh, để bày tỏ lời xin lỗi, anh có thể vào cùng chúng tôi. Sư Tư Vũ bước ra khỏi kiệu, bước đi nhẹ nhàng. Có vẻ tao nhã và đôi chút gợi cảm, nhìn về phía Trần Đức. Được. Trần Đức không từ chối, nháy xuống, đi tới trước cửa đại điện, khẽ gật đầu với Dư Tư Vũ. Cô gái này chẳng những có mặt mũi, dáng người đẹp mà tính cách cũng rất tốt, hương vị của phụ nữ như thế, lúc nào cũng có thể hấp dẫn đàn ông. Dù là Trần Đức cũng bất giác nhìn thêm vài lần. To gan, ai cho mày cái gan nhìn chằm chằm cô chủ nhà tao thế? Người đàn ông trước đó đòi giết Trần Đức quát lớn, danh con, tao cảnh cáo mày nhé, ở cùng với bọn tao thì tốt nhất đừng có suy nghĩ không thực tế, không thích hợp với thân phận của mình. Nếu không, phùng trùng tao sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho mày, có hiểu chưa? Tên tôi là Dư Kỳ Sơn. Có lẽ đang muốn dọa Trần Đức, nên ông lão kia cũng làm ra vẻ âm u, độc ác nói, phùng trùng nói đúng, tốt nhất cậu nên thành thật một chút, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Mấy người còn lại cũng nhìn Trần Đức như hổ rình mồi. Được rồi, mọi người bớt nói vài cào đi. Dư Tư Vũ thản nhiên nói, vào trong cả đi. Mọi người bước vào cửa cung điện, nối đuôi nhau đi vào. Bên trong cung điện rất lớn, rất ấm áp, ngăn cách với thế giới bên ngoài, trang trí cũng hết sức xa hoa, lộng lẫy, chẳng những có đèn hiện đại mà còn có cả màn hình, máy chiếu các thứ, công nghệ rất cao. Bên trong cung điện đang phát khúc nhạc nhẹ du dương. Trong không khí là nguyên khí lượn lờ, sương mờ bay bay, xung quanh là cây cối và hoa tươi nở rộ. Hệt như bồng lai thiên cảnh. Bước vào trong đó, Dư Tư Vũ có một khu vực riêng. Những người còn lại, trong đó có cả Trần Đức, đều phải chờ ở bên ngoài, tu luyện. Một đêm không ai nói gì, sáng sớm hôm sau, bọn họ lại đứng dậy, chuẩn bị đi sâu vào trong đảo Khốn Long. Một mặt là tìm kiếm cách thoát ra ngoài. Mặt khác là tìm xem có khủng long con với huyết mạch phản tố hay không. Anh chỉ đi một mình thôi hả? Nơi này nguy hiểm lắm, nếu anh không ngại thì có thể đi cùng chúng tôi. Lời Dư Tư Vũ như mang theo hương thơm, đột nhiên mời Trần Đức. Cô cả, tôi không đồng ý, tên vô dụng này không đủ tư cách đi cùng với chúng ta. Phùng Trùng là người đầu tiên từ chối. Dư Kỳ Sơn cũng nói, Tư Vũ, tôi biết tấm lòng lương thiện của cô. Nhưng đảo Khốn Long này quá nguy hiểm, có thể gặp phải kẻ địch mạnh bất kỳ lúc nào, cùng với những nguy hiểm khác, dần theo một tên vô dụng thế này không ổn đâu. Đúng đó, cô cả, tên vô dụng này không đủ tư cách đi cùng với chúng ta. Mong cô cả cân nhắc lại, một con kiến như anh ta, gặp phải nguy hiểm chắc chắn sẽ liên lụy.
đến chúng ta. Cô cả, cô không thể mang tính mạng mình ra đùa được. Mấy người còn lại mồi người một câu, người tới tôi đi khiến Dư Tư Vũ nhíu mày lại, nhưng cũng hết cách, đến đảo Khốn Long này, không có gia tộc chống lưng, cô ta cần những người này làm việc, thậm chí là bảo vệ. Lời đề nghị của bọn họ, không thể phớt lờ. Lúc này, Dư Tư Vũ có vẻ khó xử. Cô Dư không cần phải khó xử, tôi đã quen hành động một mình rồi. Bọn họ không chào đón Trần Đức, tất nhiên anh cũng chẳng ở lại làm gì, về lý mà nói, với thực lực của anh, trước mắt một mình anh đã đủ sức đánh bay cả nhóm Dư Tư Vũ. Cả nhóm bọn họ, người mạnh nhất chính là ông lão Dư Kỳ Sơn kia, cảnh giới hợp đạo có tổng cộng cửu trọng thiên, có lẽ ông ta đang ở tam trọng thiên. Có lẽ Dư Tư Vũ cũng chỉ ở cảnh giới hợp đạo sơ kỳ, vừa mới đột phá không lâu. Tính tổng lại thì, bọn họ vẫn còn yếu hơn Tô Y Y. Tô Vân Phi rất nhiều, Tu La Tử và Độc Cô Huyền đụng phải tối qua cũng mạnh hơn họ nhiều lắm. Đây chính là đội ngũ yếu nhất mà Trần Đức gặp được tính đến thời điểm này. Bọn họ không muốn anh đi cùng, Trần Đức lại càng mừng rỡ, thoải mái. Ô, đây không phải là Dư Tư Vũ, cô cả của dư tộc chúng ta đấy à? Trần Đức vừa nói dứt lời thì một giọng nói kỳ quái đã vang lên, ngay sau đó, cách đó không xa là một đám mười mấy người đi tới. Người lên tiếng trước là một cô gái, trông cô ta cũng rất đẹp, dáng vẻ thướt tha, tóc dài đến eo, nhưng so với Dư Tư Vũ thì vẫn thiếu một chút. Chỉ là, hơi thở từ người cô ta lại không yếu hơn Dư Tư Vũ chút nào, có thể nói là ngang hàng. Cô ta ngồi trên người một con khủng long bạo chúa màu đen. Trần Đức từng thấy con khủng long bạo chúa đó, cách đây không lâu, anh tận mắt nhìn thấy con khủng long này cắn nuốt một võ giả, không ngờ nó lại trở thành thú cưỡi của cô gái này. Sau lưng con thú cưỡi là 18 người, trong đó người mạnh nhất cũng không chênh lệch với Dư Kỳ Sơn là mấy, còn lại đều là đại năng, hóa đạo. Bọn họ đứng cùng một chỗ, thực lực cộng lại mạnh hơn bên Dư Tư Vũ khá nhiều. Cô gái đó đứng tít trên cao nhìn xuống Dư Tư Vũ, mang theo vài phần khiêu khích, cô cả đúng là cô cả mà, đi đảo cũng ngồi kiệu, ha ha. Nếu đã yếu ớt như thế thì lên đảo Khốn Long này làm gì? Ở nhà làm hòn ngọc quý chẽn tay người khác có phải hơn không? Cảnh Thục Vân, mấy ngày không gặp, miệng cô vẫn thối như trước nhỉ, tôi muốn đi đâu liên quan gì tới cô? Dư Tư Vũ hừ hừ, có thể thấy, cô ta cũng không muốn gặp người con gái này cho lắm, bèn nói với Dư Kỳ Sơn, trưởng lão, chúng ta đi thôi. Rõ. Dư Kỳ Sơn gật đầu, cất cung điện, chuẩn bị rời đi. Tôi đồng ý cho các người đi chưa? Đúng lúc này, Cảnh Thục Vân khẽ nói, nơi này là đảo Khốn Long Tây Hải, không phải là nhà của các người, cũng không phải là địa bàn của gia tộc các người, muốn đi là đi chặc. Khi cô ta nói, thì sau lưng, 18 người cũng nhảy ra, bao vây đám Dư Tư Vũ. Cảnh Thục Vân, cô muốn làm cái gì? Dư Tư Vũ cười cười, lập tức trở nên nghiêm túc. Cô muốn giấy lên ngọn lửa chiến tranh của nhà họ Cảnh và nhà họ Dư tôi ư? Cô cả nhà họ Dư, cô nhận thức sự thật rõ ràng một chút được không? Chúng ta có thể rời khỏi đảo Khốn Long này hay không vẫn còn chưa chắc, nói gì đến nhà họ Dư và nhà họ Cảnh. Nơi này chỉ có cô với tôi, chỉ có ân oán giữa chúng ta mà thôi, muốn chạy thì cũng được thôi, lại đây cúi đầu nhận san, gọi tôi một tiếng bà cô rồi tỏi tha cho cỏ và người của cô đi. Cô! Mặt Dư Tư Vũ đỏ bừng lẽn, nhìn chằm chằm Cảnh Thục Vân, cô có chắc là muốn đánh với tôi một trận, cá chết lưới rách không? Có, tôi chắc chắn đấy. Cảnh Thục Vân ngả ngớn nói, nếu không tin thì cô cứ thử xem. Đôi mặt Cảnh Thục Vân hệt như kim châm cắm vào người Dư Tư Vũ, 18 hộ vệ, người hầu đã dàn sẵn trận địa đón địch, bao vây bọn Dư Kỳ Sơn, tình thế hết sức bấp bênh. Được, cô muốn cá chết lưới rách đúng không? Thế thì tỏi với cỏ cá chết lưới rách. Giọng Dư Tư Vũ hết sức âm u, lạnh lẽo, dù cô ta chết cũng sẽ không bao giờ cúi đầu trước Cảnh Thục Vân. Cô chủ, Phùng Trùng giữ chặt Dư Tư Vũ đang muốn ra tay lại, khẽ nói, chúng ta ít người, thực lực hai bảnh chênh lệch không bao nhiêu, nhưng vẫn là chênh lệch, nếu đánh nhau thật, dù có chạy được cũng sẽ thương vong nặng nề, chúng ta đang ở chẽn đảo Khốn Long, nơi mạch nước ngầm đang khởi động, bị thương không phải là chuyện tốt lành gì. Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn cô ta kiêu ngạo như thế ư? Mặt Dư Tư Vũ tức đến mức đỏ bừng, ánh mắt cực kỳ khó chịu. Đành chịu thôi, cỏ chủ. Hay là, cô chịu uất ức một chút? Phùng Trùng nói. Dư Tư Vũ nhìn Dư Kỳ Sơn,
ông ta lại không lén tiếng, có thể thấy ông ta cũng đồng ý với lời đề nghị của Phùng Trùng. Trên thực tế, Phùng Trùng nói vậy cũng do ổng ta ngầm ra lệnh. Được, tôi xin lỗi. Tuy Dư Tư Vũ không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời hai người họ, trước mắt chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Về phần Trần Đức, thì anh không can thiệp vào quyết định của Dư Tư Vũ. Thù oán và tranh cãi của hai người con gái, anh không hứng thú gì, anh vẫn còn đứng đây là vì anh cũng bị đám người Cảnh Thục Vân bao vây mà thôi. Người đẹp, bảo người của cô nhường đường chút được không? Trần Đức không muốn bị kẹp giữa ân oán hai cô gá ổ, đang muốn rời đi nên chuyển tầm mắt sang Cảnh Thục Vân, tôi không đi chung với bọn họ. Hả? Cảnh Thục Vân đã đế mắt tới Trần Đức từ lâu rồi, chịu thôi, anh là người yếu nhất, cảnh giới thấp nhất trong đám người, muốn người ta lờ đi cũng khó. Ha ha ha! Cảnh Thục Vân cười cợt nhìn Trần Đức, Dư Tư Vũ, nhìn lại xem đám người của cô là hạng rác rưởi gì đi, đúng là hèn hạ, một con kiến thánh tổ, gặp chuyện không may lại là người đầu tẻn cắt đứt quan hệ với các người, loại như thế mà cũng mang về làm người hầu, cô có bị mù hay gì không? Dư Tư Vũ còn chưa kịp lên tiếng thì Cảnh Thục Vân lại nhìn sang Trần Đức, anh hả, quá yếu, nếu anh mạnh hơn một chút, có lẽ tôi sẽ cân nhắc nhận anh làm nô lệ, tiếc là cảnh giới thánh tổ, ha ha. Nào. Lại đây liếm chân khủng long bạo chúa, rồi tôi sẽ để anh đi, đúng rồi. Đám hộ vệ kia cũng thế, ai muốn bỏ tà theo chính, theo Cảnh Thục Vân tôi không? Tôi có thể bỏ qua hiềm khích trước kia, nhận các người về. Ngu xuẩn! Phùng Trùng mắng, nhảy ra vào những lúc thế này làm gì? Mày tưởng mày là ai? Bọn tao còn chưa đi mà mày đòi đi chắc? Ha ha, bây giờ vui chưa? Mày bị ngu đúng không? Mày có tin bố mày giết mày luôn không? Đáng chết, Trần Bát Hoang, đầu cậu bị uống nước hả? Tảm trạng Dư Kỳ Sơn bỗng chốc chìm xuống, một câu của Cảnh Thục Vân khiến ông ta nhận ra. Có người đã lay động, muốn phản bội bọn họ, ông ta lại nhìn chằm chằm Trần Đức với ánh mắt oán độc, nếu không phải tại anh, thì Cảnh Thục Vân nào có nghĩ tới chuyện lấy người của bọn họ. Tôi thấy đầu mấy người uống nước thì đúng hơn đấy. Trần Đức thản nhiên liếc nhìn Phùng Trùng và Dư Kỳ Sơn. Hai người họ không ngờ Trần Đức dám cãi lại, từ tối qua đến giờ, dù bọn họ cười cợt thế nào, anh cũng chẳng nói một câu, thế mà bây giờ con kiến luôn im lặng lại dám chống đối ư. Lửa giận của bọn họ lập tức bùng lên, sát ý lan tràn, chuẩn bị ra tay. Các người làm cái gì thế? Dư Tư Vũ nhíu mày, tâm trạng cực kỳ khó chịu, hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Trùng, đối mặt với kẻ thù thì bảo cô ta tạm nhân nhượng vì lợi ích chung, sợ hãi, làm rùa đen rụt đầu. Rồi lại khinh thường một người qua đường yếu ớt, mỉa mai chào phúng đủ kiểu, đúng là buồn nôn. Dư Tư Vũ ghét nhất là loại người như thế. Cô chủ, sắc mặt Phùng Trùng chợt thay đổi, bị Dư Tư Vũ dọa sợ, đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy ánh mắt này từ Dư Tư Vũ. Dư Kỳ Sơn cũng sửng sốt, hết sức ngạc nhiên. Tính cách Dư Tư Vũ rất hiền lành, chẳng mấy khi tức giận, không ngờ lần này cỏ ta lại bảo vệ cho một người qua quan đường như thế. Chậc chậc. Nhìn Cảnh Thục Vân ngồi chẽn khủng long bạo chúa với vẻ kiêu ngạo, không ngờ, đường đường là cô cả nhà họ Dư, lại bảo vệ một kẻ cảnh giới thánh tố, chẳng lẽ cỏ thích anh ta rồi hả? Dáng vẻ tên này cũng không tệ, khá là xứng đôi với cô đấy, rác rưởi với con hoang là một đòi tuyệt phối mà, đúng chứ? Ha ha ha! Ha ha! Đám người của Cảnh Thục Vân đều cúi người cười to, vẻ chảm chọc, mỉa mai kia không hề che giấu. Vẻ mặt Dư Tư Vũ trở nên ảm u. Nếu không phải lo cho sống chết của đám người này thì cô ta đã ra tay từ lâu rồi. Này tên trai bao kia, làm ăn được quá nhỉ, cô cả nhà họ Dư cũng bảo vệ anh, cảm động lắm đúng không? Hay là thế này nhé, để tôi tác thành cho hai người, các người động phòng ngay tại đây đi, để chúng tôi nhìn no mắt một chút, thấy sao? Cảnh Thục Vân ngày càng đắc ý, vẻ mặt hết sức vui vẻ, như đang muốn xem kịch vui. Nếu hai người họ có thể động phòng ở đây, trước mặt nhiều người như thế, thì chuyện này mà lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến con người ta cười đến rụng răng, chỉ bằng chết quách đi cho xong. Người phụ nữ ngu ngốc này, miệng cô ăn phân đấy hả? Sao lại thối thế, cái loại miệng thối lại còn ngu ngốc như cô, dù có cởi hết ra xin tôi ngủ cùng tôi cũng buồn nôn nữa là, lẽ ra tôi không định để ý tới cô, nhưng hình như cô cắn nhầm thuốc gì đó rồi hả? Hay là sự xấu xí đó đã cho cô sự can đảm? Không ai ngờ được rằng, Trần Đức Vân luôn im lặng lại đột ngột lén tiếng.
Hơn nữa, vừa mở miệng đã lập tức mắng mỏ. Mắng rất rõ ràng, rất độc ác, không hề có chút kiêng dè hay sợ hãi nào. Khoảnh khắc anh dứt lời, Cảnh Thục Vân và Dư Kỳ Sơn cũng như đám phùng trùng đều thay đổi sắc mặt, mặt cả đám khó coi như người chết. Một đám sợ đến ngây người, gắt gao trừng mặt nhìn Trần Đức, quả thật không thể tin được lá gan của anh lại lớn như thế. Rác rưởi thánh tổ này, đối mặt với một đám cao thủ đại năng và hóa đạo thế này thì lấy đâu ra lá gan lớn như thế nhí. Đại năng 33 giai, hóa đạo 99 tầng, hợp đạo cửu trọng thiên. Thánh tố và những cảnh giới đó có sự chênh lệch lớn đến mức nào? Nếu không đến từ một thế lực cực lớn, gia tộc cực lớn, có đủ loại núi dựa, có thế chiến đấu vượt cấp, thì chỉ cần một đại năng là đủ để đập cho thánh tổ đỉnh phong thành thịt vụn. Thế mà bây giờ, bên cạnh Cảnh Thục Vân là 12 đại năng, 4 hóa đạo, 1 hợp đạo tam trọng thiên. Bản thân Cảnh Thục Vân cũng là một cảnh giới hợp đạo. Chỉ cần chọn bừa một người thôi cũng đã đủ để khiến con kiến cấp bậc thánh tổ này tan thành mây khói rồi. Những lời chống đối đầy độc địa như thế, sao Trần Bát Hoang dám nói ra cơ chứ? Thứ vô liêm sỉ này. Sau một vài giây khiếp sợ, Phùng Trùng lập tức nổi giận, trong tay lập tức xuất hiện thanh đao màu bạc, hào quang rực rỡ, sát ý dày đặc, cô cảnh, tên. Rác rưởi này hoàn toàn không phải là người chung đường với chúng tôi, hành vi của nó không liên quan gì tới chúng tôi. Tôi sẽ làm thịt nó cho cô hả giận. Nói xong, đao trong tay Phùng Trùng đã giơ lén, tập trung về phía Trần Đức, muốn bổ đầu anh. Phùng Trùng. Trong nháy mắt, Dư Tư Vũ đã lấy lại tinh thần, một tay giơ lên, hất văng thanh đao trong tay Phùng Trùng, rốt cuộc thì tôi là chủ hay anh là chủ? Có giết người hay không đến lượt anh được phép quyết định ư? Dư Tư Vũ đầy tức giận, Phùng Trùng 3 lần 7 lượt chống đối với cô ta thì thỏi đi. Bây giờ còn dám phớt lờ sự tồn tại của cô ta, bắt đầu ra tay giết người, thấy máu. Hơn nữa, còn làm thế để lấy lòng Cảnh Thục Vân. Chống đối cỏ ta ngay trước mặt kẻ thù chỉ tố khiến cho Cảnh Thục Vân mỉa mai, chê cười mà thôi. Trần Đức nhìn Phùng Trùng, người này cũng khá. Là may mắn, nếu Dư Tư Vũ không ra tay thì chắc bây giờ hắn ta đã là một cái xác lạnh rồi. Cô chủ, cô, tại sao lại bảo vệ nó như thế? Rốt cuộc tên ẻo lả này tốt ở chỗ nào mà cô phải bảo vệ như thế? Phùng Trùng tôi có gì thua nó cơ chứ? Phùng Trùng nhìn cô ta với ánh mắt hung ác, nham hiểm, đầy u ám, tất cả mọi tức giận đều viết chẽn mặt. Những lúc thế này mà còn tưởng mình là cô cả hả? Cô chính là tù nhân, là món ăn chẽn bàn, là thịt trong bụng cô cả nhà họ Cảnh, bệnh công chúa cái gì? Không đến phiên tôi ra tay chứ gì? Được, từ giờ trở đi Phùng Trùng tôi rời khỏi Dư Tư Vũ. Phùng Trùng phun ngụm nước bọt về phía Dư Tư Vũ, đi về phía Cảnh Thục Vân. Ha ha, hoan nghênh, ngoài tên rác rưởi thánh tổ kia thì những người khác đều có thế sang phe tôi nhé. Cảnh Thục Vân cười rực rỡ tươi tắn, đầy đắc ý. Phùng Trùng vừa đi, thì những người còn lại của Dư Tư Vũ cũng bắt đầu dao động, hết sức băn khoăn. Tư Vũ, cô, tại sao cô lại ngu ngốc như thế? Sắc mặt Dư Kỳ Sơn khó coi đến cùng cực. Trong tình huống này, cả ông ta cũng muốn về phe Cảnh Thục Vân. Nếu không, chỉ có một con đường chết. Phùng Trùng từng bước đi về phía Cảnh Thục Vân. Chỉ là, mới vừa đi được 5-6 bước. Đột nhiên, phụt, cổ Phùng Trùng không có dấu hiệu báo trước, không rõ nguyên nhân, cứ thể nổ tung thành một lồ hổng đầy máu. Hắn ta ôm cổ với vẻ hoảng sợ, không thể tin nổi, muốn nói điều gì đó, lại không thể nói nẻn lời. Lập tức ngã xuống đất, chết tươi. Cảnh tượng bất thình lình đó khiến mọi người kinh ngạc đến sững người. Mọi người đứng đó đều chìm trong sự chấn động cùng cực. Bọn họ hoàn toàn không biết tại sao Phùng Trùng lại đột nhiên chết như thế. Phùng Trùng vừa chết. Những võ giả đang muốn chuyển sang nương nhờ Cảnh Thục Vân đều ngây ngấn cả người, cơ thể cứng ngắc, không dám nhúc nhích dù chỉ là nửa bước. Hả? Dù Trần Đức cũng khá bất ngờ. Thế nhưng anh biết rõ tại sao Phùng Trùng lại chết. Là một que gỗ. Nó rất nhỏ, một que gỗ còn nhỏ hơn cả ngân châm. Nó xuyên thủng cổ họng Phùng Trùng, phá nát thần hồn của hắn ta. Theo bản năng, Trần Đức nhìn về phía que gỗ bay tới. Loại phản đồ này giữ lại có ích gì? Tiếu sinh bất tài, thay Tư Vũ thanh lý môn hộ. Cùng lúc đó, một giọng nói lười biếng, cao ngạo đột nhiên vang lên.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.